Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 140. Một cái tay đen nhánh xé rách lồng ngực của Dương Diệp. Cái tay này tiến quân thần tốc, trực chỉ trái tim của hắn. Cũng may Dương Diệp phản ứng rất nhanh, thân hình lóe lên, vội vàng lui về sau mấy trăm trượng. Dương Diệp nhìn trước ngực mình, trước ngực đã hoàn toàn vỡ ra, có thể thấy rõ ràng ngũ tạng bên trong. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở cách đó không xa, rỗng tuếch. Chẳng có cái gì cả. Nếu như không phải trước ngực hắn còn có vết thương, hắn sẽ cho là vừa rồi mình xuất hiện ảo giác. Đó là cái quỷ gì? Thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, phá linh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này đây, hắn không thể không sử dụng kiếm. Vừa rồi một khắc kia, hắn thiếu chút nữa dập máy. Quá con mẹ nó nguy hiểm. Tại chỗ, sau khi Dương Diệp khôi phục, tiếp tục đi tới, rời đi không bao lâu, đột nhiên quái vật mặt người thân rắn lúc trước lại xuất hiện. Chíu, u, quái vật kia không có bất kỳ nói nhảm, thân hình run lên, mãnh liệt bắn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lui về sau một bước nhỏ, sau một khắc, hắn giơ kiếm chém một phát. Một kiếm này, trực tiếp chấn hắc ảnh bay ra ngoài. Dương Diệp định truy kích, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, sau đó xoay người đánh xuống một kiếm. Bành! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến mấy trăm trượng. Mà trước mặt hắn, không có cái gì. Lúc trước quái vật mặt người thân rắn kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất quỷ nhập thần. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn biết, gia hỏa mới vừa xuất thủ kia không hề rời đi, đối phương còn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm. Trầm mặc một lát, Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước, sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về bên cạnh, chỉ nháy mắt, hắn đánh xuống một kiếm. Xuy. Một đạo kiếm khí bổ về phía một cây cổ thụ. Bành. Cây cổ thụ kia nổ bể ra, lúc này, một thân ảnh từ trong đó hiện ra, sau đó mãnh liệt bắn về phía Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ tàn nhẫn, hai tay nắm phá linh kiếm chém một phát. Xuy. Bành. Một kiếm rơi xuống, trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Ở trước mặt Dương Diệp là một người, trên người chỉ có mấy mảnh vải, thân trên trần trụi, trải rộng các loại ký hiệu màu máu. Đây không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, người này lấy tay bắt được kiếm của Dương Diệp. Vừa rồi một kiếm kia, bị người này cứng rắn tiếp được. Yên lặng một cái chớp mắt, người nọ đột nhiên đánh về phía Dương Diệp một quyền. Tay phải Dương Diệp cầm kiếm, tay trái nắm chắc thành quyền, sau đó mãnh liệt đánh tới. Bành! Hai người trực tiếp tách ra, riêng phần mình liên tục lùi lại, nhưng rất nhanh, hai người đều ngừng lại. Dương Diệp nhìn phá linh kiếm trong tay mình, trên thân kiếm có một thủ ấn đen nhánh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, lúc này đối phương đột nhiên hư không tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt hắn, Dương Diệp lần nữa chém xuống một kiếm. Một cỗ lực lượng cường đại từ trên thân thể người kia cuồn cuộn quét ra, kiếm của Dương Diệp vừa tiếp xúc tới cỗ lực lượng này, cả người hắn liền bị chấn bay ra ngoài, bất quá rất nhanh, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn tới. Cùng lúc đó, bốn phía người kia đột nhiên xuất hiện tầm 10 thanh khí kiếm, 10 thanh khí kiếm vây người nọ lại, chỉ nháy mắt, vô số đạo kiếm quang bao phủ đối phương. Giống. Đột nhiên, trong kiếm quang truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, chỉ nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại chấn vỡ kiếm quang, ngay sau đó, một nhân ảnh từ trong đó bắn nhanh ra. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang vừa vặn đi vào trước mặt nhân ảnh kia. Trong tràng đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Hai người lần nữa tách ra. Dương Diệp nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn xuất hiện một thủ ấn, đó là người trước mắt này lưu lại. Mà người kia cũng bị thương, ở trên người đối phương chỉ ít có 5 vết kiếm. Lúc này, người kia nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Trong đêm tối, hai người liếc nhau một cái, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Bành 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 bành. Trong tràng. Từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Thực lực của người thần bí, quả thực vượt qua tưởng tượng của Dương Diệp, đối phương bất kể là ý thức chiến đấu hay cái khác, đều vô cùng cường hãn. Trận chiến này, kéo dài ước chừng gần một giờ. Hai người ngươi tới ta đi, trên người đều có vết thương. Thời gian dần trôi qua, trời gần sáng. Lúc này, người thần bí kia đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người thân hình run lên, biến mất ở xa xa.
Tại chỗ, Dương Diệp nhíu mày, người thần bí kia là ai? Lối ra Hắc Ngục Lâm. Dương Diệp vừa ra, thì thấy được A-man cùng Cổ Lực. A-man quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Gặp được nhân xà rồi hả? Nhân xà. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói ra sự tình gặp được người thần bí kia. Thần sắc A-man trầm xuống. Dương Diệp nhìn A-man. Ngươi biết lai lịch đối phương. A-man quay đầu nhìn về phía Hắc Ngục Lâm. Người địa phương. Người địa phương. Dương Diệp khó hiểu. A-man nói. Cực kỳ lâu trước, chỗ này giống như địa phương bên ngoài, nhưng cuối cùng tinh cầu này không biết xảy ra chuyện gì. Linh khí dần dần khô kiệt, đại địa sụp xuống, núi lửa bộc phát. Mà những sinh linh ở thế giới này, kể cả người, phần lớn đều biến mất. Nhưng cũng có một bộ phận còn sống. Nói đến đây, A-man trầm mặc một hồi, sau đó lại nói. Người địa phương, nhân xà, dục long, đều là lúc kia may mắn còn sống sót. Những cư dân bản thổ kia, đối với những người từ bên ngoài tới như chúng ta, rất không thân thiện, nhưng bọn hắn vẫn hy vọng càng nhiều người từ bên ngoài đi vào. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Chúng ta tới, vì thế giới này mang đến một chút sinh cơ. Cũng chính là linh khí, bọn hắn có thể từ trên người chúng ta cướp đoạt. Linh khí. A-man nói. Bọn hắn không rời đi chỗ này. Dương Diệp đột nhiên hỏi. Khó. A-man nói. Sau lưng chúng ta đều có người, khi chúng ta muốn đi ra ngoài, gia tộc sẽ phái cường giả tới đón chúng ta, tuy chủ yếu dựa vào là chính chúng ta, nhưng cường giả gia tộc sẽ thay chúng ta gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Mà những thổ dân này, nếu bọn hắn muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng đó không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Lúc ta tiến vào, cũng không có gặp khó khăn a. A-man cười nhẹ, sau đó nói. Người từ trên núi đi xuống, sẽ rất đơn giản, nhưng người từ chân núi đi lên xem. Những truyền tống trận kia, cho dù là ta đi, cũng sẽ bị miểu sát. Trận pháp kia là ai làm? Dương Diệp hỏi. A-man lắc đầu. Không rõ lắm, nhưng có hai lời giải thích, thứ nhất là cường giả của thế giới này làm ra, thứ hai là cường giả của chúng ta làm ra. Cường giả thế giới bên ngoài. Dương Diệp còn muốn hỏi cái gì, lúc này trong rừng rậm xa xa, đột nhiên chạy ra một người, người này đúng là Vu Tịnh. Sau khi Vu Tịnh chạy ra ngoài, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Trên người hắn, khắp nơi đều là vết gào. Mà trong tay hắn, nắm hai hạt châu lớn chừng quả đấm. A-man nhìn thoáng qua hai hạt châu, sau đó nói. Giết hai con. Vu Tịnh quay đầu nhìn về phía A-man, sau đó nhếch miệng cười cười. Lợi hại không? A-man lạnh nhạt nói. Ta đi vào, một hơi giết năm con. Vu Tịnh. A-man ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Ngục Lâm, bọn hắn còn có một người chưa ra, người nọ đúng là Mạc Kha. Trong tràng. Thời gian từng chút trôi qua, một lúc lâu sau, A-man đột nhiên đứng lên. Chúng ta đi thôi. Không đợi hắn sao? Vu Tịnh hỏi. A-man khẽ lắc đầu. Hắn không ra được nữa rồi. Nghe vậy, tâm mọi người lập tức trầm xuống. Các ngươi phải làm quen. Lúc này A-man đột nhiên nói. Ở chỗ này, chết, là một chuyện rất bình thường. Nói xong, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời. Đại tỷ nói không sai. Lúc này Cổ Lực đột nhiên nói. Các ngươi khả năng không hiểu, không rõ vì sao đại tỷ mang theo các ngươi tới nơi này, sau đó lại không ở trong tối bảo hộ. Vì sao? Vu Tịnh hỏi. Cổ Lực nói. Nếu như đại tỷ đi theo Mạc Kha, hắn chắc chắn sẽ không chết. Nhưng đại tỷ có thể bảo hộ hắn cả đời sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Phát triển. Chúng ta đều phải tự mình phát triển, xin người con cá không bằng học người đi câu. Nói xong, hắn quay người biến mất ở chân trời. Tại chỗ, ngươi thấy thế nào? Vu Tịnh hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Nàng làm đúng, chúng ta phải dựa vào chính mình. Tựa như ngươi, gặp được hai nhân xà, không phải vẫn còn sống đó sao? Vu Tịnh trầm mặc một lát, sau đó nói. Sau khi đi vào chỗ này, ta cảm giác mình đang từ từ cải biến. Biến gì? Dương Diệp hỏi. Vu Tịnh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ở bên ngoài, ta tuyệt đối sẽ không cùng một nhân loại nói chuyện. Nhưng ở chỗ này, ta cùng với rất nhiều nhân loại xưng huynh gọi đệ.
hơn nữa còn phát hiện, loại ý nghĩ trước kia là ngây thơ buồn cười biết bao. Vừa nói, hắn vỗ bờ vai của Dương Diệp. Cao quý, không phải tới từ thân phận, cũng không phải tới từ thực lực, mà là tu dưỡng, phẩm đức. Ngươi xem đại tỷ, mặc dù nàng không xinh đẹp, không dễ coi, nhưng có thể được tôn kính của tất cả mọi người. Dương Diệp trầm mặc. Vu Tịnh nói, đi thôi, trở về nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh, hai người biến mất ngay tại chỗ. Thiên Cư Thành. Dương Diệp vừa trở lại Thiên Cư Thành, đột nhiên hắn biến sắc, bởi vì vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn xoay tròn rất nhanh. Xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, Dương Diệp cuồng hỉ. Tầng thứ 5. Hồng Mông Tháp sắp mở ra tầng thứ 5. Tầng thứ 5. Hồng Mông Tháp có 9 tầng, mà đến bây giờ, hắn chỉ mở ra 4 tầng. Tuy chỉ mở ra 4 tầng, nhưng mỗi một tầng đều trợ giúp hắn vô cùng lớn. Hắn đã rất muốn nhìn tầng thứ 5, nhưng đáng tiếc, có mở hay không, không phải hắn định đoạt, mà là Hồng Mông Tháp định đoạt. Hiện tại, Hồng Mông Tháp sốt cuộc có động tĩnh. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó tâm thần chìm vào trong Hồng Mông Tháp. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, tâm niệm khẽ động, đi tới tầng thứ 5. Cửa. Dương Diệp đầu tiên gặp được là một cánh cửa. Dương Diệp không do dự, hắn đi tới trước cửa, lúc này cửa chậm rãi mở ra. Vào đi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Diệp sửng sốt. Hai hơi sau, Dương Diệp đi vào. Trong phòng chỉ có một người. Người này Dương Diệp nhận thức, đúng là lão giả đạo bào kia. Lão giả đạo bào quan sát Dương Diệp một chút, sau đó cười nói. Lớn lên rất nhanh. Vì cái gì? Dương Diệp nhìn lão giả đạo bào. Hắn muốn một đáp án. Vì sao Hồng Mông Tháp chọn hắn? Vì sao lão giả đạo bào lựa chọn hắn? Mục đích lão giả đạo bào lựa chọn của hắn là gì? Rất nhiều vấn đề, hắn đều muốn biết. Lão giả đạo bào khẽ lắc đầu. Ngươi tin tưởng vận mệnh không? Dương Diệp nói. Lấy thực lực của tiền bối, chẳng lẽ còn sẽ tin tưởng cái gọi là vận mệnh sao? Lão giả đạo bào mỉm cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói. Ta không biết. Lão giả đạo bào cười nói. Kỳ thật, lúc đầu tháp này cũng không phải lựa chọn ngươi, mà là lựa chọn phụ thân ngươi. Phụ thân ta. Dương Diệp cau mày. Lão giả đạo bào khẽ gật đầu. Hắn là một người thiên phú chắc tuyệt, cũng là một người có đại khí vận. Thế nhưng hắn cuối cùng để lại tháp này cho ngươi. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Lão giả đạo bào quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Nếu như hắn không làm như vậy ngươi đã không phải là ngươi rồi. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhíu mày. Lão giả đạo bào khẽ lắc đầu. Những thứ này, lão đạo biết cũng không nhiều. Tóm lại, nếu như tháp này đã lựa chọn ngươi, vậy chứng minh, ngươi cùng ta có duyên, cùng đạo gia ta hữu duyên. Mà tháp này ở trong tay ngươi, ngươi tự nhiên sẽ cuốn vào một ít vòng xoáy tranh đấu. Nói đến đây, hắn nhìn Dương Diệp. Bất quá, ngươi còn có lựa chọn. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, ta thu hồi tháp này, chặt đứt hết thảy nhân quả với ngươi. Thứ hai, nhập đạo môn ta, truyền thừa đạo thống của ta. Không có tháp này, ta sẽ như thế nào? Dương Diệp hỏi. Lão giả đạo bào cười nói. Cũng không như thế nào, không chỉ như thế, phiền toái còn có thể bớt rất nhiều. Vậy nhập đạo môn của tiền bối thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Lão giả đạo bào nói. Truyền thừa đạo thống của ta, truyền thừa đạo pháp của ta, khai thiên tâm, lập thiên đạo. Bất quá, đây là một con đường rất chật vật. Lấy thực lực của tiền bối, còn không làm được sao? Dương Diệp lại hỏi. Lão giả đạo bào mỉm cười, sau đó nói. Vũ trụ lúc nào lên, lúc nào diệt? Dương Diệp lắc đầu. Không hiểu. Lão giả đạo bào cười nói. Ta cũng không hiểu. Dương Diệp trầm mặc. Lão giả đạo bào lại nói. Mọi người tu luyện, tăng thực lực, được trường sinh. Mà chúng ta, truy quá khứ, tìm hiện tại, nhìn tương lai, tu vô thượng thiên đạo. Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ cường đại hơn người bình thường một chút, nhưng ở trước mặt vũ trụ mờ mịt này, chúng ta cũng chỉ là muối bỏ biển, rất nhỏ bé. Nói đến đây, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp. Đạo Pháp là căn cơ của ta, cũng là tín ngưỡng của ta, càng là đường ta đi, ta hy vọng, cho dù một ngày nào đó ta không còn, đạo thống của ta, vẫn có thể truyền thừa tiếp. Đạo thống ở đây, ta hằng cổ trường tồn,
nhưng ở trên con đường đi thông đại đạo này, có tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt số mệnh, tranh đoạt khí vận, cũng có tranh đoạt đạo thống. Dương Diệp trầm mặc, lão giả đạo bào nói, ta cũng không có tận lực tuyển chọn ai, Hồng Mông Tháp rơi vào tay của ngươi, cũng không phải là ta tận lực gây nên. Ta cũng không có tinh lực bố cục lớn như vậy, cũng không cần phải như vậy, bởi vì đối với mấy lão gia hỏa chúng ta, tận lực bố cục, chỉ biết làm trò cười cho người trong nghề. Tuy tháp rơi vào trong tay ngươi không là ta tận lực gây nên, nhưng không thể phủ nhận, bởi vì ta cùng tháp này, ngươi dính vào rất nhiều nhân quả. Nói đến đây, hắn mỉm cười. Mà muốn truyền thừa đạo thống của ta, tự nhiên phải cam tâm tình nguyện. Cho nên, nếu ngươi không nguyện, ta có thể cắt đứt nhân quả giữa ta và ngươi. Dương Diệp lựa chọn thế nào? Không chút do dự. Dương Diệp nhìn lão giả đạo bào, sau đó cung kính hành lễ thầy. Trò. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Chặt đứt nhân quả. Đầu Dương Diệp hắn cũng không có hư. Cùng lão giả đạo bào chặt đứt nhân quả có chỗ tốt gì? Không, không chỉ không có lợi, còn có thể mất đi rất nhiều chỗ tốt. Còn nữa, một chỗ dựa lớn như vậy, không muốn cũng uổng a. Lão giả đạo bào mỉm cười. Đệ tử của ta rất nhiều, nhưng đệ tử chính thức nhập thất, chỉ có 8 cái, mà ngươi, là cái thứ 9, cũng là cái cuối cùng. Vì sao? Dương Diệp hỏi, cửu cực chí tôn, 9 là cực hạn. Lão giả đạo bào nói. Từ hiện tại, đạo hiệu của ngươi liền gọi kiếm cửu đi. Kiếm cửu. Thần sắc của Dương Diệp có chút quái dị, mình rõ ràng nhiều thêm một cái đạo hiệu. Bất quá kiếm cửu, nghe giống như cũng không tệ lắm. Lúc này, lão giả đạo bào đột nhiên cong ngón búng ra, một đạo hàn quang bay vào mi tâm của Dương Diệp. Rất nhanh, từng tin tức huyền như điện quang hỏa thạch không ngừng hiện lên. Qua hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, lúc này lão giả đạo bào nói. Những thứ này, là đạo môn ta năm đó lấy được một ít kiếm kỹ, trong đó còn có một chút là kiếm tu của đạo môn ta lưu lại, tóm lại tất cả đều ở trong đó. Những vật này, đối với người bây giờ vẫn rất có trợ giúp. Bất quá người phải nhớ kỹ, những thứ này, chỉ có thể quan sát, tham khảo, không thể học. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Lão giả đạo bào cười nói. Kiếm, mỗi người đều có kiếm đạo của mình, người cũng có. Mà kiếm đạo mỗi người đều là độc môn, không thích hợp cho người khác học, người khác mạnh mẽ đi học, kết quả là đi lộ số của người ta mà thôi. Cho nên người có thể quan sát. Có thể tham khảo, nhưng phải đi ra con đường của mình, rõ ràng chưa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp cung kính thi lễ. Thụ giáo, chẳng qua là, ta nên đi nơi nào tìm người? Lão giả đạo bào khẽ lắc đầu. Người bây giờ, quá yếu ớt, nếu đến đạo môn ta, đối với người rất bất lợi, đặc biệt là tháp này ở trên người ngươi. Bởi vì thực lực của ngươi, còn chưa đủ để làm cho người tin phục. Còn nữa, đến lúc đó nếu những lão gia hỏa kia nhìn chằm chằm ngươi, phiền toái của ngươi càng nhiều. Nói đến đây, hắn cười nhẹ, sau đó lại nói. Ngươi phải hiểu được, ta có thể chỉ đường cho ngươi, nhưng người đi phải là chính ngươi, bằng không thì, hết thảy đều không có ý nghĩa, rõ ràng chưa? Đường là tự mình đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta biết. Lão giả đạo bào nói. Đại thiên vũ trụ vô số tộc. Các tộc đều có tín ngưỡng của mình, thiên tộc đã từng tín ngưỡng đạo môn ta, nhưng cuối cùng bọn hắn làm phản. Sau đó thiên quân lúc ấy chết rồi. Sư phụ muốn nói cái gì? Dương Diệp hỏi. Lão giả đạo bào nói. Đạo môn ta, không giống binh gia thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhưng người phải nhớ kỹ một điểm, phàm là người muốn diệt đạo môn ta, đều có thể giết. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Đã minh bạch. Lão giả đạo bào khẽ gật đầu. Hiện tại không gian người ở, tên là tử giới, vào năm đó không phải gọi tử giới, mà là một cứ điểm của binh gia. Ở chỗ này, khả năng còn sót lại một ít tàn hồn của lão quái vật binh gia, có tháp này ở đây, ngươi không cần sợ đối phương đoạt xá, nhưng không thể chủ quan khinh thường. Dương Diệp nói. Đệ tử ghi nhớ. Lão giả đạo bào nhẹ gật đầu, sau đó thân thể dần dần hư ảo. Ngày sau ta làm sao ra ngoài? Dương Diệp vội hỏi. Lão giả đạo bào nói. Nếu ra không được, vậy cả đời ở lại chỗ này đi. Đạo môn, đạo thống chi tranh, so với nơi đây, nguy hiểm còn lớn hơn vô số lần. Nói xong, lão giả đạo bào đã hoàn toàn biến mất,
Sau khi lão giả đạo bào biến mất, Dương Diệp ở tại nguyên chỗ trầm mặc hồi lâu. Hoang mang hồi lâu, tới nay rất nhiều chuyện đã biết. Nhưng trong nội tâm có chút trống rỗng. Loại cảm giác này, hắn cũng nói không rõ. Qua hồi lâu, Dương Diệp ngẩng đầu cười cười, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Sự tình từ nay về sau ai biết, cứ kiên định con đường của mình là được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó hồi tưởng những kiếm kỹ lão giả đạo bào cho hắn. Không nhìn không sao, vừa nhìn đã giật mình. Bởi vì những kiếm kỹ kia, khoảng chừng hơn vạn, các loại các dạng đều có. Hơn nữa đều vô cùng cường đại. Trong nháy mắt, Dương Diệp si mê. Những kiếm kỹ này cực mạnh, làm cho hắn có chút muốn luyện. Trảm thiên bạt kiếm thuật, nhất kiếm sát na của mình, đều là cái quỷ gì? So với những kiếm kỹ này, quả thực ngay cả cặn bã cũng không tính. Kiếm kỹ chân chính. Những kiếm kỹ này, vì Dương Diệp mở ra một cánh cổng. Giờ khắc này, hắn có chút muốn tu luyện những kiếm kỹ kia. Nhưng hắn vẫn nhịn được. Như lão giả đạo bào nói, những thứ này, đều là kiếm đạo của người khác, không phải là của hắn. Nếu như hắn tu luyện, cuối cùng chỉ sẽ biến thành đi sáo lộ của người khác, mà không phải con đường của hắn. Nhất định phải đi con đường của mình. Nghiên cứu, quan sát, tham khảo, sau đó sáng tạo. Cái này là Dương Diệp hắn phải làm. Trong khoảng thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp đều ở trong Hồng Mông Tháp nghiên cứu kiếm kỹ. Nhìn nhiều, hiểu nhiều, nghĩ cũng nhiều hơn. Vì vậy hắn bắt đầu tham khảo, sau đó sáng tạo kiếm kỹ của mình. Bất quá cái này rất khó. Sáng tạo, nói dễ vậy sao? Mà thời điểm Dương Diệp khổ tu kiếm đạo, Thiên Cư Thành có phiền toái. A-man mang theo một nhóm người đi tới trên tường thành, thời điểm nhìn tình cảnh dưới tường thành, hai đấm của A-man chậm rãi nắm lại. Dưới thành là hai cỗ thi thể này, đều bị tách rời thành vô số khối. Hai thi thể bị bầm thây, là người của Thiên Cư Thành. Ai giết? A-man đột nhiên hỏi. Ở bên cạnh nàng, Phù Tịnh lắc đầu. Không biết, vừa sáng đã xuất hiện ở đây rồi. Xuất hiện không có dấu hiệu nào. Bất quá ta cảm thấy là ma nhân quật làm. Ma nhân quật. Trong tràng, thần sắc mọi người âm trầm xuống, chiếu. Ngay lúc này, tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, chỉ nháy mắt, tiếng kiếm minh trực tiếp biến mất ở chân trời. Là Dương Diệp. Bên cạnh A Mần, Phù Tịnh trầm giọng nói. Hắn đi đâu? Tần Xuyên hỏi. Trong tràng, mọi người nhìn nhau, không nói gì, tất cả mọi người đều nhìn về phía A-man. A-C-man đứng ở trên tường thành, không nói một lời. Dương Diệp ra Thiên Cư Thành, lúc này đây, mục tiêu của hắn là ma nhân quật. Chuyện của ma nhân quật, là Dương Diệp hắn gây ra, hắn thật sự không muốn liên lụy người của Thiên Cư Thành. Mình chọc sự tình, thì phải tự giải quyết. Ma nhân quật ở phương Bắc Thiên Cư Thành mấy trăm ngàn dặm. Ở trong dãy núi kia, chính là địa phương ma nhân tụ tập. Cách ma nhân quật còn không sai biệt lắm vạn dặm, Dương Diệp ngừng lại, sau đó thân hình run lên, triệt để ẩn nấp. Trong tay hắn, là một thanh kiếm mang vỏ. Rất nhanh, Dương Diệp lặng lẽ tiềm nhập trong núi lớn. Chỉ chốc lát, hắn đi tới trước ma nhân quật, mà ở bên ngoài ma nhân quật, Dương Diệp phát hiện rất nhiều thi thể. Những thi thể này, có nhân loại, cũng có rực long, có một ít yêu thú không biết tên. Ăn. Những thứ này đều là ma nhân dùng để ăn, phương thức ma nhân tu luyện không giống bọn họ, phương thức ma nhân tu luyện chính là thôn phệ huyết khí, linh hồn, thân thể của người tu luyện, dùng cái này đến lớn mạnh chính mình. Dương Diệp đương nhiên sẽ không trực tiếp giết vào, đó không thể nghi ngờ là tìm chết. Chờ. Dương Diệp bắt đầu chờ, hắn cần đợi người ma nhân đi ra, sau đó từng bước giết. Rất nhanh. Một ma nhân từ trong ma nhân quật đi ra, ma nhân kia nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình run lên, bay về phía xa xa. Dương Diệp lập tức đi theo. Ra ngoài vạn trượng, ma nhân kia như cảm giác được cái gì, lập tức ngừng lại, mà khi hắn dừng lại, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua mi tâm của hắn. Xuy! Máu tươi từ mi tâm của ma nhân kia bắn ra, ma nhân khẽ nhếch miệng, như muốn gọi, nhưng rất nhanh, một thanh kiếm chạm đầu của ma nhân kia xuống. Dương Diệp nhìn thoáng qua ma nhân trước mắt, ma nhân này là minh cảnh nhị đoạn. Nếu như một chọi một đơn đấu, hắn muốn giết đối phương, còn cần tiêu phí một hồi khí lực. Nhưng một khi hắn ẩn núp trong bóng tối, không cùng đối thủ chính diện giao thủ,
đó không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng. Nhất kiếm sát na giết ma nhân này xong, tay phải Dương Diệp vung lên, chấn thi thể của ma nhân thành hư vô, sau đó thân hình hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp lần nữa đi tới ma nhân quật, tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, không đến mấy canh giờ, Dương Diệp đã giết trọn vẹn 6 ma nhân, trong đó có 2 vị đạt tới minh cảnh tam đoạn, 1 minh cảnh tứ đoạn. Thời điểm giết minh cảnh tứ đoạn, hắn vận dụng kiếm vực. Cũng còn dùng kiếm vực áp chế đối phương, bằng không thì lần kia hắn liền thất bại. Cường giả minh cảnh tứ đoạn, còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Sau khi tổn thất 10 ma nhân quật rốt cuộc có động tĩnh. Mười mấy ma nhân đột nhiên từ trong ma nhân quật vọt ra, cầm đầu đúng là Hắc Ma. Trong tràng, Hắc Ma nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Có tin tức gì không? Ở bên cạnh hắn, một ma nhân lắc đầu. Thiên Cư Thành không có động tĩnh, nhưng tuyệt đối là Thiên Cư Thành làm. Hắc Ma trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Về trước đi. Nói xong, hắn mang theo các ma nhân quay người về ma nhân quật. Ước chừng sau 2 canh giờ, một ma nhân mặc trường bào màu đen đột nhiên từ trong đó đi ra, rất nhanh, thân hình ma nhân này run lên, biến mất ở chân trời. Vị trí kia, đúng là phương hướng của Thiên Cư Thành. Dương Diệp lập tức đi theo. Ước chừng một khắc sau, ma nhân kia đột nhiên ngừng lại, nhưng lúc này, một thanh kiếm quỷ dị xuất hiện ở sau gáy hắn. Kiếm xuất hiện vô cùng đột ngột. Nhưng đúng lúc này, ma nhân kia đột nhiên quay người, kiếm không cách nào tiến thêm nửa tấc, bởi vì một bàn tay cầm lấy mũi kiếm. Sau một khắc, ma nhân kia cầm chặt mũi kiếm chấn động mạnh một cái. Bành! Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Lúc này, áo đen trên người ma nhân kia đột nhiên biến mất. Hắc Ma! Người trước mắt này, đúng là thủ lĩnh ma nhân quật, Hắc Ma! Xa xa, Dương Diệp nhìn phá linh kiếm của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Ma. Hắc Ma vung tay lên, trong chốc lát, 60 Hắc Ma lăng không xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp. Bị mai phục. Tuy bị mai phục, nhưng sắc mặt Dương Diệp lộ ra vô cùng bình tĩnh. Xa xa, Hắc Ma quan sát Dương Diệp một chút. Nguyên bản, ta nghĩ ngươi sẽ cả đời trốn ở trong Thiên Cư Thành, không nghĩ tới chính ngươi chạy ra. Thật sự là để cho ta ngoài ý muốn, đương nhiên, hơn nữa là kinh hỉ. Dương Diệp cười nhẹ. Yên tâm, còn có càng kinh hỉ đang chờ ngươi. Nói xong, cổ tay Dương Diệp khẽ động, phá linh kiếm biến thành thánh kiếm. Tay cầm thánh kiếm, Dương Diệp nhìn lướt qua các ma nhân. Các ngươi, là cùng tiến lên, hay một người lên? Cùng tiến lên. Xa xa, Hắc Ma đột nhiên nở nụ cười, cười chỉ chốc lát, hắn lắc đầu. Cùng tiến lên, đừng nói ngươi, ngay cả A-man của Thiên Cư Thành ngươi, nàng cũng không xứng. Nói xong, cả người Hắc Ma đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của Dương Diệp, chỉ nháy mắt, một nắm đấm màu đen đánh tới. Một quyền rất đơn giản, không có bất kỳ động tác sặc sỡ. Dương Diệp đồng dạng đánh ra một kiếm. Bành! Quyền kiếm vừa mới tiếp xúc, Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài mấy ngàn trượng, cảnh giới của Hắc Ma giống như A-man, đều là thính đạo cảnh, cao hơn hắn rất nhiều. Có thể nói, đây là cảnh giới áp chế. Không phải cho ta kinh hỉ sao? Kinh hỉ gì? Hắc Ma chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Hy vọng ngươi cho cái ngạc nhiên này đủ kinh hỉ, bằng không thì, quá không thú vị. Xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó cười nói. Khẳng định rất kinh hỉ. Nói xong, Dương Diệp bước ra một bước, trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Kiếm vực. Kiếm vực trực tiếp bao trùm mấy vạn dặm không gian, mà những ma nhân kia, toàn bộ đều bị bao phủ. Đây là vực. Xa xa, Hắc Ma nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Xem ra, ta vẫn còn có chút đánh giá thấp ngươi. Nói xong, hắn muốn xuất quyền đánh nát kiếm vực của Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, 36 thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Khi 36 thanh khí kiếm xuất hiện, Hắc Ma cùng các ma nhân sắc mặt thay đổi. Mau ra tay. Trong tràng vang lên thanh âm lo lắng của Hắc Ma. Theo Hắc Ma nói xong, chúng ma nhân lập tức ra tay. Nhưng lúc này, 36 chuôi kiếm đột nhiên xoay tròn. Đạo đạo kiếm quang không ngừng lập lòe, trong chốc lát, trong vòng ngàn dặm không gian, toàn bộ bị kiếm quang bao trùm. Vô địch kiếm trận. Từ khi sáng tạo ra vô địch kiếm trận,
Dương Diệp rất ít dùng, bởi vì đây là lá bài tẩy của hắn. Không đến thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không dùng. Lúc này đây, hắn là muốn cùng những ma nhân này hoàn toàn chấm dứt. Dương Diệp hắn gia nhập Thiên Cư Thành, người của Thiên Cư Thành không có thua thiệt Dương Diệp hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không thua thiệt người của Thiên Cư Thành. Nhưng người của Thiên Cư Thành bởi vì Dương Diệp hắn mà bị giết, hắn không biết hai người chết kia, nhưng đối phương là vì Dương Diệp hắn mà chết. Thù này, phải báo. Trong tràng, kiếm khí tung hoành, từng âm thanh suy suy không ngừng vang lên. Đó là thanh âm không gian bị kiếm khí xé rách. Ước chừng hơn 10 tức sau, trong tràng dần dần khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, trong tràng còn thừa lại khoảng 40 ma nhân. Mà ở trước mặt Dương Diệp không xa, có 20 thi thể. Những thi thể này đã thành tổ ong, giống như bị vạn tiến xuyên tâm, bộ dáng rất thê thảm. Hai tay Dương Diệp nắm kiếm, thân thể nửa ngoặt. Hắn không phải bởi vì thi triển kiếm vực bị thương, mà là bị ma nhân vây công kiếm vực trọng thương. Ở trước mặt hắn không xa là hắc ma, giờ phút này, trên người hắc ma cũng mình đầy thương tích, nhưng không có chết. Sắc mặt hắc ma cực kỳ khó coi. 20 ma nhân, trong đó còn có 3 minh cảnh tam đoạn, một cường giả minh cảnh tứ đoạn. Toàn bộ bị kiếm trận giết trong nháy mắt. Toàn bộ đã chết. Lúc này đây, ma nhân quật tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắc ma gắt gao nhìn Dương Diệp. Tốt một cái kiếm vực, hảo một cái kiếm trận, đánh giá thấp ngươi, ma nhân quật ta bỏ ra cái giá thê thảm như thế. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Ta sẽ để cho ngươi chậm rãi nhận hết tra tấn mà chết. Lúc này, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hắc ma. Loại kiếm trận vừa rồi, ta còn có thể thi triển một lần, ngươi tin không? Nghe vậy, những ma nhân kia sắc mặt biến đổi. Còn có thể thi triển một lần. Tuy bọn hắn đều còn sống, nhưng đối với một màn vừa rồi kia, bọn hắn như trước lòng còn sợ hãi. Rất đáng sợ. Còn có thể thi triển một lần. Hắc ma cười lạnh một tiếng. Lực lượng kia, vượt xa cảnh giới của ngươi bây giờ, có thể nói, ngươi sử dụng sức mạnh vượt qua bản thân, loại lực lượng này, đối với bản thân tuyệt đối có cắn trả nhất định. Nếu như ta không đoán sai, ngươi bây giờ, ngay cả khí lực cầm kiếm cũng không có a. Nói xong liền muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, một thanh lang nha bổng khổng lồ đột nhiên phá không đánh tới. Sắc mặt hắc ma biến hóa, quay người đấm ra một quyền. Hắc ma liên tiếp lùi ra sau 10 trượng. Lúc này, ở trước mặt Dương Diệp nhiều hơn một người. A-man. Người đến đúng là A-man. Cùng lúc đó, ở bốn phía A-man còn có chừng 50 người. Người của Thiên Cư Thành, dốc toàn bộ lực lượng. A-man không có để ý hắc ma, mà quay người nhìn về phía Dương Diệp, đột nhiên nàng nắm lấy y phục của Dương Diệp kéo tới trước mặt của mình. Có coi huynh đệ không ra gì như ngươi sao? Có chút không có suy nghĩ. Bên cạnh A-man, Tần Xuyên đột nhiên nói. Lúc Dương Diệp rời đi, người Thiên Cư Thành cũng không ngờ Dương Diệp sẽ một thân một mình đến ma nhân quật ám sát ma nhân. Mà khi bọn hắn biết được chuyện bên này, A-man lập tức triệu tập người của Thiên Cư Thành giết tới. Thiên Cư Thành, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Dương Diệp lắc đầu. Đây là chuyện tình ta gây ra, chính ta. Trở về lại tính sổ với ngươi. A-man đột nhiên cắt đứt lời của Dương Diệp, nàng quay người nhìn về phía hắc ma. Hắc ma, ngươi đã không muốn từ bỏ ý đồ, vậy thì tốt, hôm nay Thiên Cư Thành chúng ta cùng ma nhân quật ngươi hoàn toàn chấm dứt. Nói xong, A-man liền muốn độ ngộ thủ. Là ta không muốn từ bỏ ý đồ. Xa xa, hắc ma đột nhiên gần giọng nói. A-man, ngươi phải hiểu rõ, là người của ngươi tới giết người của TCA trước. Là ta không muốn từ bỏ ý đồ sao? Nếu như không phải ngươi giết người của ta trước, hắn sẽ đến ma nhân quật. A-man cả giận nói. Ta gờ kiết người của ngươi. Xa xa, hắc ma cau mày, hắn nhìn về phía sau lưng, chúng ma nhân khẽ lắc đầu. Thấy thế, hắc ma ngẩng đầu nhìn về phía A-man, hai người nhìn nhau, trong mắt đều mang theo vẻ ngưng trọng. Tất cả mọi người, lập tức bỏ chạy. Lúc này, thanh âm của A-man đột nhiên vang lên. Rút lui, đã chậm. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Rất nhanh, xa xa, một hắc lang khổng lồ chậm rãi từ một chỗ không gian đi ra. Hình thể hắc lang cao lớn, lông toàn thân dựng lên, tựa như cây kim dài, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo âm u. Ở trên lưng của hắc lang,
ngồi một nam tử đầu trọc, ở trong tay nam tử, là một thanh trường thương màu đen. Ác lang đoàn. A-man nhìn lướt qua bốn phía, ở bốn phía bọn họ, chẳng biết lúc nào tụ tập rất nhiều người của hắc lang, số lượng khoảng chừng trên trăm, những người này, dùng phương thức vây quanh, bao vây người ma nhân quật cùng thiên cư thành lại. Giờ khắc này, bất kể là hắc ma hay A-man, cũng đã vô cùng rõ ràng. Chuyện lần này, là ác lang đoàn gây nên. Mục đích nha, rất đơn giản, để cho thiên cư thành cùng ma nhân quật tự giết lẫn nhau, sau đó ác lang đoàn ngồi thu ngư ông chi lợi. A-man ngẩng đầu nhìn về phía nam tử đầu chọc. Chắc hẳn các hạ chính là ác lang. Khóe miệng nam tử đầu chọc hơi cuộn lên. Đúng vậy. A-man lạnh nhạt nói. Các hạ có tự tin như vậy, ác lang đoàn lấy một chọi hai. Nếu như hắn có tự tin, lúc trước sẽ không sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ kia. Một bên, hắc ma đột nhiên nói. Xa xa, ác lang cười nhẹ, sau đó nói. A-man, hắc ma, ba chúng ta ở địa phương quỷ quái này, mình tranh ám đấu đã nhiều năm. Ta nghĩ, cũng là thời điểm nên kết thúc, bằng không thì, địa phương nhỏ như thế, tài nguyên ít như vậy, không đủ phân A. Tới thử xem. A-man nói. Hai tay hắc ma cũng chậm rãi nắm lại. Tuy cùng thiên cư thành có ân oán không thể điều chỉnh, nhưng giờ khắc này, hắn biết rõ mình nên làm như thế nào mới có lợi với mình. Ha ha! Xa xa, ác lang kia đột nhiên cười phá lên, sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra. Trong nháy mắt, trong tràng, tất cả mọi người cảm nhận được một cảm giác áp bách trước nay chưa có. Sắc mặt tất cả người cũng thay đổi. Cường giả kiến đạo cảnh. Giờ phút này, sắc mặt của A-man cùng hắc ma đều cực kỳ khó coi. Hai người bọn họ, chẳng qua là chi đạo cảnh, mà ác lang này, dĩ nhiên đã đạt tới kiến đạo cảnh. Cao hơn bọn hắn một cấp. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, một cấp nho nhỏ này, đó là chất bất đồng. Xa xa, ác lang nhìn thoáng qua hắc ma cùng A-man, cười nói. Hai người các ngươi, đều là thiên tài trong thiên tài, có năng lực khiêu chiến vượt cấp, đặc biệt là A-man ngươi. Đã từng giết qua kiến đạo cảnh. Đến, thử xem, nhìn xem hai người các ngươi có thể vượt cấp giết ta hay không. Khiêu chiến vượt cấp. Người ở chỗ này, đều là thiên tài trong thiên tài, vượt cấp giết người, có thể nói giống như chuyện thường ngày. Nhưng cái kia cũng phải nhìn đối tượng. Phải biết, ác lang này ở thính đạo cảnh, đối phương đồng dạng có năng lực vượt cấp giết người. A-man cùng hắc ma nhìn nhau, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, khóe miệng ác lang hơi cuộn lên, chỉ nháy mắt, tay phải hắn tìm tòi về phía trước, sau đó mãnh liệt chúi xuống. Cái chúi xuống này, tựa như trời sập. Ầm, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp chấn hắc ma cùng A-man đến hơn mấy ngàn trượng, mà người chung quanh cũng bị ảnh hưởng, nhao nhao bị cỗ lực lượng kia chấn liên tục lùi lại. Cường giả kiến đạo cảnh. Xa xa, ác lang hít sâu một hơi. Kiến đạo cảnh, gặp vạn vật bổn nguyên, gặp thiên địa chi tâm. Gặp hết thảy tướng mạo sẵn có. A-man, hắc ma, hai người các ngươi thực lực không tệ, ta cho các ngươi một cơ hội, thần phục ta, miễn cho khỏi chết. Thần phục. A-man cười lạnh một tiếng. Trong thế giới của A-man ta, không có hai chữ này. Nói xong, nàng đột nhiên tung người nhảy vọt, đi tới không trung. Sau một khắc, một cây lang nha bổng khổng lồ xuất hiện ở trong tay nàng, ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người. Hai tay A-man nắm lang nha bổng mãnh liệt đập. Phá địa. Theo A-man nói xong, phía dưới, một cỗ lực lượng đột nhiên tụ tập ở dưới chân của ác lang. Ầm. Chỗ ác lang đứng, mặt đất sụp đổ, một cỗ lực lượng cường đại thổi quét đánh về phía ác lang. Sắc mặt ác lang không thay đổi, tay phải hơi nhấc lên một chút, sau đó mãnh liệt chúi xuống. Ầm. Hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc liền bộc phát ra. Ác lang bị cỗ lực lượng này chấn lui về sau trọn vẹn trăm trượng, vừa dừng lại, chỗ hắn đứng lần nữa sụp đổ, chỉ nháy mắt, lại một cỗ lực lượng từ mặt đất phóng lên trời, thổi quét về phía ác lang. Trên lưng hắc lang, hai mắt ác lang híp lại, trong con người lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Sau một khắc, tay phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó tung người nhảy vọt, vỗ xuống một trường. Rầm rầm rầm, phía dưới, mặt đất không ngừng sụp đổ. Một vực sâu khổng lồ xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Xé trời. Đúng lúc này, ở trong đám mây, đột nhiên vang lên thanh âm của A-man, chỉ nháy mắt, một thanh lang nha bổng khổng lồ từ trong đám mây bắn nhanh ra,
trực chỉ ác lang. Một gậy rơi xuống, phương viên mấy vạn dặm rung động, dường như chịu không được. Làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhìn lang nha bổng phá không đập đến, trong mắt ác lang lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng. Không có khinh thường chủ quan. Cổ tay ác lang khẽ động, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương màu đen, sau một khắc, chân phải ác lang đạp mạnh hắc lang, nó lập tức ngửa mặt lên trời hét giận dữ, tiếp đó hai móng vỗ mặt đất, mang theo ác lang bắn mạnh tới. Phá! Trên lưng hắc lang, trường thương của ác lang mãnh liệt đâm một cái. Ầm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ chân trời run lên kịch liệt, một cỗ sóng khí kinh khủng bộc phát ra, cỗ khí lãng này khuếch tán tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đã lan truyền đến bên ngoài mấy vạn dặm. Mà núi lớn trong vòng vạn dặm, trong nháy mắt bị cỗ khí lãng này tồi tán, hóa thành hư vô. Mười hơi sau, trong chàng đột nhiên bình tĩnh lại. Ở chân trời, là A-man cùng ác lang. Ác lang mỉm cười. Không hổ là siêu cấp thiên tài của man tộc, thật rất lợi hại. Nếu như ngươi cũng đạt tới kiến đạo cảnh, ta một chút nắm chắc chiến thắng ngươi cũng không có. Nhưng bây giờ... hai cái ngươi chung vào một chỗ, cũng không phải là đối thủ của ta. Vừa nói, hắn nhìn hoáng qua hắc ma. Hắc ma, A-man, ác lang ta mến tài, nếu hai người các ngươi nguyện ý mang theo người của các ngươi theo ta, đều miễn cho khỏi chết. Còn nữa, hai vị, nếu ba chúng ta hợp làm một thể, liền có năng lực xông qua hắc ngục sơn mạch, đi thế giới bên ngoài mở mang kiến thức. Thần phục. Hắc ma trầm mặc, hắn biết rõ thần phục ý vị như thế nào. Lúc này hắc lang lại nói, hai vị, ta kiên nhẫn có hạn. Ngay lúc này, A-man đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Từ giờ trở đi, ngươi chính là lão đại của Thiên Cư Thành, mang theo mọi người lập tức trở về Thiên Cư Thành. Mọi người sửng sốt. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói, có ý tứ gì? A-man nhìn Dương Diệp, không nghe thấy lời của ta sao? Lập tức mang theo mọi người quay về Thiên Cư Thành. Dương Diệp nhìn thoáng qua ác lang, sau đó nhìn về phía A-man. Tại sao là ta? Sau lưng Dương Diệp, mọi người cũng nhìn về phía A-man, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Dương Diệp vừa tới Thiên Cư Thành, đây không phải trọng điểm là, ngoại trừ A-man, hắn không phải mạnh nhất. Dưới A-man còn có Đao Cuồng, còn có Linh, còn có. Tóm lại, theo đạo lý mà nói, như thế nào cũng không tới phiên Dương Diệp làm lão đại Thiên Cư Thành. A-man khẽ lắc đầu. Thực lực của Linh cùng Đao Cuồng rất mạnh, nhưng tính tình cao lãnh, nếu bọn hắn làm lão đại, không chỉ mang không tốt các ngươi, ngược lại sẽ hỏng tâm tình của bọn hắn. Mà Dương Diệp ngươi, có thể đánh nhau, còn vô sỉ, ngươi dẫn Thiên Cư Thành, ít nhất sẽ không bị thua thiệt. Đương nhiên, ngày sau nếu ngươi không thể phục chúng, các ngươi có thể tự hành tuyển ra một lão đại mới. Dương Diệp. Xem ra, hôm nay Thiên Cư Thành muốn biến mất khỏi tử giới. Lúc này ác lang đột nhiên nói. Tay phải ác lang vung lên, những người của ác lang đoàn lập tức vây quanh đám người A-man. Ngay lúc này, A-man đột nhiên buông lỏng lang nha bổng, sau một khắc, hai tay kéo một phát. Xuy! Ở trước mặt A-man, không gian bị xé mở, cái khe kia càng lúc càng lớn, trong chớp mắt, không gian chung quanh đám người Dương Diệp bị xé ra, giờ phút này, toàn bộ đám người Dương Diệp đặt mình trong vết nứt không gian. Không đến kiến đạo cảnh. Không cho phép ra thành. A-man nói xong, hai tay chặp lại. Vèo. Đám người Dương Diệp lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài mấy vạn dặm. Tại chỗ, ác lang lạnh nhạt nói. A-man, vì một đám người bình thủy tương phùng mà hy sinh mình, đáng giá không? Bèo nước gặp nhau. A-man nhẹ giọng cười cười. Bọn hắn gọi ta lão đại, gọi ta là đại tỷ. Vậy thì như thế nào? Ác lang lạnh nhạt nói. Biết rõ lão đại là dùng làm gì không? A-man nhìn ác lang. Lão đại chính là dùng để đoạn hậu. Nói xong, khí tức trong cơ thể A-man điên cuồng bạo tăng. Bên ngoài mấy vạn dặm. Dương Diệp cầm đầu, sau lưng hắn là đám người Tần Xuyên. Giờ phút này, thương thế của Dương Diệp ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, đã tốt không sai biệt lắm. Dương Diệp quét nhìn mọi người trong tràng. Đi theo ta. Nói xong, Dương Diệp quay người. Phương hướng hắn nhìn, là chỗ của A-man. Đại tỷ bảo chúng ta quay về Thiên Cư Thành, lúc này có người đột nhiên nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Nguyện ý trở về, có thể đi trở về,
nguyện ý đi theo ta, có thể đi theo tan. Ác lang đã là kiến đạo cảnh. Lúc này có người lên tiếng nhắc nhở. Dương Diệp quay đầu lại. Sợ hắn cái trứng. Nói son xê dê, một thanh kiếm xuất hiện ở dưới chân hắn, sau một khắc, một đạo kiếm quang kích bắn về phía chân trời. Trong tràng, Tần Xuyên cười gần nói. Dương Diệp nói đúng, sợ hắn cái trứng. Nói xong, thân hình run lên, đuổi theo Dương Diệp. Linh cùng Đao Cuồng không nói gì, bởi vì bọn họ đã biến mất tại chỗ. Sợ hắn cái trứng. Sợ hắn cái trứng. Một tiếng giống giận dữ vang lên, ngay sau đó, vô số bóng người kích bắn đi. Ác lang nhìn A-man trước mắt khí tức không ngừng bành trướng. A-man, ngươi là một nữ tử làm cho người ta kính phục. Bất quá, không thức thời. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong hắn liền muốn động thủ. Đột nhiên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở không trung, mấy chục chùm tia sáng kích xạ tới. Cầm đầu là một đạo kiếm quang. Nhìn thấy một màn này, hai mắt ác lang hơi híp lại. Mà thần sắc của A-man thì trầm xuống. Rất nhanh, dùng Dương Diệp cầm đầu, tất cả mọi người toàn bộ xuất hiện. Vì cái gì? A-man nhìn Dương Diệp. Vì cái gì? Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Đời này của Dương Diệp ta, người không phụ ta, ta nhất định không phụ người. Vừa nói, hắn quay người nhìn về phía đám người Tần Xuyên. Ác lang này đã đạt tới kiến đạo cảnh, các ngươi có sợ không? Ngươi có sợ không? Tần Xuyên đột nhiên hỏi. Dương Diệp cười ha ha một tiếng, sau đó xoay người nhìn về phía ác lang. Lão tử đời này, không biết chữ sợ viết như thế nào. Các huynh đệ, giết một cái đủ vốn, giết hai cái buôn bán lời. Theo chân bọn họ liều đi. Nói xong, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía ác lang. Minh cảnh nhị đoạn ra tay với một vị kiến đạo cảnh. Đánh thắng được hay không không sao cả, quan trọng là dám đánh. Giờ khắc này, Dương Diệp ở trong lòng mọi người Thiên Cư Thành, địa vị lặng yên phát sinh biến hóa. Xa xa, thần sắc ác lang âm trầm. Tự tìm cái chết. Nói xong, hắn tiện tay vỗ một cái. Chính là tùy tiện vỗ, Dương Diệp lập tức cảm thấy cảm giác áp bách. Dương Diệp không dám khinh địch, vội vàng thi triển ra kiếm vực. Đã có kiếm vực, lực lượng của đối phương lập tức bị kiếm vực áp chế. Lúc này, Dương Diệp đã tới trước mặt ác lang. Tay phải Dương Diệp mãnh liệt rút kiếm chém một phát. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Giờ khắc này, trảm thiên bạt kiếm thuật của hắn, đã chồng lên trăm đạo. Tăng thêm kiếm vực, một kiếm này chém ra, hủy thiên diệt địa. Phát giác được lực lượng trong kiếm của Dương Diệp, ánh mắt ác lang hơn nhiều vẻ ngưng trọng cùng ngoài ý muốn. Đây không phải một minh cảnh nhị đoạn có thể làm được. Thu hồi lòng khinh thị, cổ tay ác lang khẽ động, trường thương trong tay mãnh liệt đâm ra. Một phát này, trực tiếp đâm vào kiếm trong tay Dương Diệp. Hai người vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình liên tục lùi lại. Bất quá ác lang rất nhanh thì dừng lại, mà Dương Diệp thì lui về sau trọn vẹn 3.000 trượng. Cảnh giới áp chế chân chính. Nếu như không phải kiếm vực áp chế, hắn khả năng không tiếp nổi một chiêu của đối phương. Người trước mắt này, là cường giả kiến đạo cảnh, còn mạnh hơn âm hậu. Bất quá, Dương Diệp không phải một người chiến đấu. Khi hắn bị đẩy lui, A-man cùng Linh, Đao Cuồng chắn ở trước mặt của hắn, mà đám người Tần Xuyên thì chắn ở bốn phía, đối mặt với những người ác lang đoàn kia. Trong tràng, bầu không khí khẩn trương lên. Lúc này, A-man đột nhiên nhìn về phía Hắc Ma một mực trầm mặc. Hắc Ma, cho dù cúi đầu xưng thần, cũng bất quá là đổi lấy tham sống sợ chết, Hắc Ma ngươi, tốt xấu cũng coi như một nhân vật, chẳng lẽ thật muốn thần phục người khác, quỳ xuống đất xưng thần. Xa xa, Hắc Ma trầm mặc, sau đó nhìn về phía ác lang. Ác lang đoàn muốn chơi như thế nào, ma nhân quật ta phụng bồi tới cùng. Ma nhân quật cùng Thiên Cư Thành liên thủ. Xa xa, thần sắc của ác lang có chút khó coi. Lúc này đây ma nhân quật xem như chân chính liên thủ với Thiên Cư Thành. Ma nhân quật cùng Thiên Cư Thành liên thủ, coi như là ác lang đoàn có thể thắng, nhưng vậy cũng là thắng thảm. Mà ở địa phương quỷ quái này, bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào cũng dễ dàng xuất hiện. Đánh hay không đánh? Trong tràng rằng co hồi lâu, ác lang đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp ở sau lưng A-man. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nói xong, tay phải vung lên. Cùng kỵ binh của ác lang đoàn nhao nhao biến mất ở chân trời,
hắn là có lý do hận Dương Diệp. Lúc trước, ma nhân quật không cùng Thiên Cư Thành liên thủ, hơn nữa A-man để cho người của Thiên Cư Thành bỏ chạy, này là hắn vui vẻ nhìn thấy. Bởi vì như vậy, A-man hẳn phải chết, mà chỉ còn lại ma nhân quật, với hắn mà nói, cũng có thể thu thập dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không nghĩ tới, Dương Diệp rõ ràng mang theo mọi người lộn trở lại. Sau đó, hết thảy thay đổi. Trong tràng, Hắc Ma nhìn lướt qua đám người A-man, sau đó nói. Lần này, thời tiết muốn thay đổi. A-man trầm giọng nói. Hắc Ma, bất kể là ma nhân quật ngươi, hay Thiên Cư Thành ta, tuy đều có đại trận thủ hộ, nhưng ngươi thật muốn cả đời kẹp đuôi làm người sao? Hắc Ma trầm giọng nói. Trước khi ta và ngươi không đạt tới kiến đạo cảnh, chúng ta phải kẹp đuôi làm người. A-man nói. Vậy cũng phải làm có tôn nghiêm, không phải sao? Hắc Ma nhìn thoáng qua A-man, sau đó nói. Trước khi ta và ngươi tới kiến đạo cảnh, ma nhân quật sẽ không tìm Thiên Cư Thành phiền toái, nếu như cần hỗ trợ, truyền âm thông chi. A-man nói. Vậy cũng phải làm có tôn nghiêm, không phải sao? Hắc Ma nhìn thoáng qua A-man, sau đó nói. Trước khi ta và ngươi tới kiến đạo cảnh, ma nhân quật sẽ không tìm Thiên Cư Thành phiền toái, nếu như cần hỗ trợ, truyền âm thông chi. Nói xong, hắn cùng đám ma nhân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, A-man nhìn thoáng qua đám người Hắc Ma biến mất, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Cảm giác như thế nào? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Đã không sao. Lúc trước đánh với Ác Lang một trận, kỳ thật hắn bị thương. Lực lượng của đối phương quá cường đại, nếu như không phải dựa vào kiếm vực, hắn có thể ngay cả một chiêu của đối phương cũng không tiếp nổi. A-man nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói. Ta đánh giá thấp ngươi rồi. Trong tràng, rất nhiều người khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thực lực của Dương Diệp, bọn hắn nguyên bản không có một khái niệm rõ ràng, nhưng bây giờ, có rồi. Đây chính là một gia hỏa dùng kiếm trận chu sát mười mấy ma nhân A. Càng có thể dùng tu vi minh cảnh nhị đoạn dám giao thủ với một vị cường giả kiến đạo cảnh. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Dương Diệp giảng tình nghĩa. Dương Diệp mang theo mọi người trở về, ở trong lòng mọi người, đối với cách làm của Dương Diệp vẫn cực kỳ nhận đồng. Thiên Cư Thành là một đoàn thể, ai cũng không muốn mình bị người khác vứt bỏ. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nghiêm mặt nói. Ác Lang đoàn kia sẽ không từ bỏ ý đồ, người có ý kiến gì không? A-man nhìn lướt qua mọi người. Không có ý kiến gì, chúng ta có thể làm, chính là trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Còn nữa, các ngươi phải nhớ kỹ, địch nhân của chúng ta, địch nhân chân chính, cũng không phải Ác Lang đoàn. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Mọi người nhìn về phía A-man, đều khó hiểu. A-man chỉ chân trời. Bên kia, là Hắc Ngục Sơn Mạch, bên trong có vô số yêu vật cường đại. Hiện tại không biết nguyên nhân gì, chúng ra không được, nhưng ta tin tưởng, chúng rất nhanh sẽ ra. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. A-man lắc đầu. Sau này ngươi sẽ biết. Đi thôi. Đoàn người về tới Thiên Cư Thành. Trở lại Thiên Cư Thành, Dương Diệp tìm được vị trí của mình, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Nghiên cứu kiếm kỹ. Từ khi lão giả đạo bào cho kiếm kỹ, hắn còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Hắn nhất định phải hoàn toàn hiểu rõ các loại kiếm kỹ, sau đó mới có thể tham khảo tinh túy của những kiếm kỹ này. Kỳ thật rất nhiều lần, Dương Diệp nhịn không được muốn đi học những kiếm kỹ kia, nhưng hắn đều cứng rắn nhịn được. Tu luyện, là phải có đồ đạc của mình, một mực học tập người khác, chỉ có thể đi đường cũ của người ta. Hơn nữa đi con đường của người ta có thể đi thông, nhưng ngươi không nhất định có thể đi thông. Trong những ngày kế tiếp, Thiên Cư Thành dần dần bình tĩnh lại. Mà Ác Lang đoàn, tựa hồ bốc hơi khỏi thế gian, chưa từng thấy qua. Tuy như thế, nhưng A-man vẫn cấm người của Thiên Cư Thành tự tiện ra ngoài. Dực Long mỗi đêm đều đến, nhưng càng ngày càng nhiều. Mà Dương Diệp mỗi ngày liền ngồi xếp bằng dưới đất, cũng không có ai tới quấy rầy hắn. Nghiên cứu. Sau khi từ bên ngoài quay về Thiên Cư Thành, mỗi ngày Dương Diệp làm chính là nghiên cứu kiếm kỹ. Sau khi nghiên cứu quen thuộc, liền đối lập lẫn nhau, sau đó tìm ra chưa đủ trong những kiếm kỹ kia. Không so không biết, vừa so sánh đã giật mình. Nguyên lai thông qua đối lập, Dương Diệp dần dần phát hiện một ít khuyết điểm của những kiếm kỹ này, ngay từ đầu, hắn chẳng qua là phát hiện vấn đề,
nhưng đến cuối cùng, hắn ý tưởng đột phát. Đền bù. Lợi dụng hiểu biết về kiếm kỹ, đền bù khuyết điểm trong đó. Lấy thừa bù thiếu. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt đã một tháng. Mà ở trong Hồng Mông Tháp, đã sắp xỉ một năm. Qua một năm, Dương Diệp đã thuộc nằm lòng gần 10.000 bản kiếm kỹ. Trừ đó ra, hắn còn tự mình sửa đổi rất nhiều kiếm kỹ, bất quá quá trình này có chút khó khăn. Nhưng sau khi cải biến thành công, uy lực kia đều nhận được tăng lên sâu sắc. Kiếm. Có một điểm, Dương Diệp không có phát hiện, cái kia chính là hắn lúc này, mặc dù không có sáng tạo ra kiếm kỹ của mình, nhưng mỗi khi hắn sử dụng kiếm, đều ẩn chứa bóng dáng của vô số loại kiếm kỹ. Bản năng. Sau khi quen thuộc vô số loại kiếm kỹ tuyệt diệu, Dương Diệp ở trước khi xuất kiếm, đều trước tiên tự mình tỉnh lại. Một kiếm này, nếu chỉ có vậy, khuyết điểm quá nhiều. Điều này làm cho hắn không thể không đi cải biến. Giờ khắc này, Dương Diệp rốt cuộc minh bạch một ít chuyện. Kiếm đạo của hắn, khuyết điểm là cái gì? Đơn điệu. Kiếm của hắn, tuy bị hắn hóa phồn thành giản, càng thêm sắc bén hơn, càng cường đại hơn dĩ vãng. Nhưng quá đơn điệu. Cái này tự nhiên là bởi vì kiến thức kiếm đạo, kiếm kỹ của hắn quá ít. Mà bây giờ, từ trong những kiếm kỹ mà lão giả đạo bào cho, Dương Diệp không thể nghi ngờ là nhảy ra cái giếng, thấy được tinh không mịt mùng, mỗi một loại kiếm kỹ, đều đại biểu cho kiếm đạo của một người. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, lần ngồi xuống này, là trọn vẹn 3 canh giờ. Qua hồi lâu, Dương Diệp mở mắt, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ. Lúc này Hậu Khanh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Như thế nào? Hậu Khanh hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Ta muốn thông qua những kiếm kỹ này sáng tạo ra kiếm kỹ của mình, nhưng lại phát hiện, căn bản không biết sáng tạo như thế nào. Ý là sao? Hậu Khanh hỏi. Dương Diệp đứng dậy. Những kiếm kỹ kia, mỗi một loại đều vô cùng cường đại, mỗi một loại, đều có ưu điểm của mình. Đơn giản mà nói. Mình không có lòng tin sáng tạo ra kiếm kỹ càng cường đại hơn. Này không bình thường xoa. Hậu Khanh nói. Loại kiếm kỹ cường đại nào không phải sáng tạo giả dốc hết tâm huyết mới chế tạo ra. Người A, có chút quá nóng lòng cầu thành. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này Hậu Khanh lại nói. Còn nữa, người cần gì phải đi cưỡng cầu sáng tạo kiếm kỹ chứ? Kiếm kỹ, cái đồ chơi này, giống như ngộ đạo, ngẫu nhiên linh quang thoáng hiện, ý tưởng đột phát. Khả năng liền thành. Ngươi tận lực đi cưỡng cầu, ngược lại sẽ càng không đi ra. Cưỡng cầu. Nghe được hai chữ này, Dương Diệp đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Hai ngày này, mình thật sự quá mức cưỡng cầu. Sáng tạo kiếm kỹ, vốn chính là cần nhờ cảm giác. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình của Dương Diệp không còn nặng trĩu. Tiếp tục nghiên cứu. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, trong đầu hồi tưởng những kiếm kỹ kia. Mỗi khi hắn cảm thấy kiếm kỹ này không tốt, hắn sẽ tự tiến hành cải biên. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, ở trong Hồng Mông Tháp lại qua một năm. Qua một năm, Dương Diệp ở Hồng Mông Tháp chỉ làm hai chuyện. Nghiên cứu kiếm kỹ, cùng đám người Tô Thanh Thi chơi đùa. Thiên Cư Thành. Tên kia còn bao lâu mới tỉnh lại? Cách Dương Diệp không xa, Tần Xuyên chỉ Dương Diệp, hỏi Vu Tịnh. Vu Tịnh nhún vai. Quỷ mới biết. Gia hỏa này, đã ngồi hơn 2 tháng, hắn là muốn làm gì? Tần Xuyên nói. Đại tỷ không phải nói, hắn có thể là cảm ngộ cái gì sao? Tần Xuyên nhếch miệng. Ta phỏng đoán, gia hỏa này là lười biếng, như vậy sẽ không cần gác đêm. Nghe vậy, Vu Tịnh cười ha ha một tiếng. Tỉnh rồi. Ngay tại lúc này, Tần Xuyên đột nhiên nói. Vu Tịnh nhìn về phía Dương Diệp, chỉ thấy Dương Diệp chậm rãi đứng lên. Lúc này một số người nhao nhao nhìn về phía Dương Diệp. Hiếu kỳ. Dương Diệp ngồi xuống là rất lâu. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Tần Xuyên, sau đó nói. Đến, đơn đấu. Đơn đấu. Mọi người sửng sốt. Tần Xuyên trừng mắt nhìn. Người cái tên này, đâu không phải là tu luyện hư mất chứ. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Kiếm quang thoáng hiện. Một thanh kiếm trực chỉ mi tâm Tần Xuyên. Thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, Aman, Đao Cuồng, còn có Linh Nguyên Bản ngồi xếp bằng ở không xa đột nhiên mở mắt. Ở trong mắt ba người, đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Dương Diệp đột nhiên xuất kiếm, làm cho Tần Xuyên biến sắc, bất quá hắn phản ứng cực nhanh,
nhưng khi hắn định ra tay, hai mắt hắn đột nhiên trợn lên. Bởi vì một kiếm này của Dương Diệp, vậy mà làm cho hắn không biết nên phản kích như thế nào. Giờ khắc này, một kiếm kia của Dương Diệp, cho hắn cảm giác chính là, vô luận hắn chơi như thế nào cũng không tránh khỏi, cũng không phá được. Một kiếm này, trực chỉ nhân tâm. Kiếm của Dương Diệp cách mi tâm của Tần Xuyên vài tấc thì ngừng lại. Vì cái gì? Tần Xuyên nhìn Dương Diệp. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm. Tần Xuyên. Tâm kiếm. Lúc này, Linh ở một bên đột nhiên nói. Có truyền thuyết, kiếm tiên cường đại, một kiếm trực chỉ nhân tâm. Kiếm của bọn hắn, có thể tồi núi, đoạn giang, hủy thiên, diệt địa, còn có. Phá tâm. Phá tâm. Dương Diệp nhìn về phía Linh. Có ý tứ gì? Linh khẽ lắc đầu. Là một loại đồ vật rất huyền diệu, ta cũng chỉ nghe qua. Đơn giản mà nói, chính là phá đạo tâm của người ta. Một kiếm phá đạo tâm người, làm cho người ta từ nội tâm chối bỏ mình. Lợi hại, có thể một kiếm hủy diệt võ đạo chi tâm của một người, làm cho không người nào có thể tiến nửa tấc. Bất quá, người hiển nhiên còn chưa tới loại cảnh giới này, nhưng cũng đã rất lợi hại. Phá tâm. Dương Diệp trầm tư. Vừa rồi hắn thi triển ra một kiếm kia, không phải là nhất kiếm sát na, cũng không phải trảm thiên bạt kiếm thuật, càng không có thi triển ra kiếm vực. Chính là một kiếm đơn giản, nhưng chính hắn cũng cảm nhận được. Một kiếm này không đơn giản. Mà cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không phải rất rõ. Ta thấy được rất nhiều bóng dáng. Ngay lúc này, đạo cuồng ở một bên đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía đạo cuồng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Vừa rồi trong một kiếm kia của ngươi, ẩn chứa rất nhiều loại bóng dáng, nếu như ta không đoán sai, đều là kiếm kỹ. Dung hợp quán thông, ngươi dung hợp rất nhiều kiếm kỹ. Dương Diệp nhìn về phía đạo cuồng, thầm nghĩ người trước mắt này quả nhiên không đơn giản. Chỉ một cái liếc mắt, liền đoán 89/10. Không cần xoắn suýt cái này. Lúc này, A-man đột nhiên đi tới. A-man lướt nhìn mọi người, sau đó nói. Ta muốn đi Nam Lắc Sơn một chuyến. Ta muốn dẫn hai người đi, Dương Diệp, Đao Cuồng, Linh, ba người các ngươi ai muốn đi cùng ta? Hết thiên tinh thạch rồi sao? Tần Xuyên hỏi. A-man nói. Đây là thứ nhất, thứ hai, ba người bọn hắn cũng nên đi xem Nam Lân Sơn một chút. Đại tỷ ngươi an bài đi. Đao Cuồng nói. A-man khẽ gật đầu. Đao Cuồng, người trấn thủ Thiên Cư Thành, Dương Diệp và Linh theo ta đi. Nhớ kỹ, các ngươi không được ra khỏi thành, đại trận trong Thiên Cư Thành, tùy thời chuẩn bị mở. Nếu như có chuyện, lập tức cho ta biết, rõ ràng chưa? Đao Cuồng gật đầu. Cẩn thận. A-man nhìn về phía Dương Diệp và Linh. Đi thôi. Nói xong, thân hình run lên, biến mất ở chân trời. Dương Diệp và Linh cũng lập tức đi theo. Trong đám mây, hai tay A-man thả lỏng ở phía sau, ở bên cạnh nàng, là Dương Diệp và Linh. Nam Lân Sơn ở chỗ giao nhau giữa Hắc Ngục Sơn mạch cùng ngoại giới, chỗ đó đỉnh cao nhất bị một ít yêu thú cường đại cùng cường giả thần bí chiếm cứ, bởi vì ở nơi đó có linh khí, tuy ít ỏi, nhưng ở địa phương thưa thớt linh khí này, đã vô cùng chân quý. A-man đột nhiên nói. Rất nguy hiểm. Dương Diệp hỏi. A-man nhẹ gật đầu. Rất nguy hiểm, ở đằng kia, cường giả chi đạo cảnh xuất hiện qua. Cường giả loại này, chỉ là khí tức cũng đủ để diệt chúng ta rồi. A-man quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp và Linh. Thiên Cư Thành chúng ta, có siêu cấp thiên tài của các tộc. Nhưng ở trước mặt Nam Lân Sơn, những thiên tài ở Thiên Cư Thành chúng ta, tựa như đại nhân cùng tiểu hài tử, không phải thiên phú của bọn hắn không bằng người ở Nam Lân Sơn, mà là đám oát con ở Thiên Cư Thành không hung ác bằng những người ở Nam Lân Sơn kia. Hung ác? Dương Diệp hơi nhíu mày. A-man nhẹ gật đầu. Vô cùng hung ác, ở đó, vì tranh đoạt tiên tinh thạch, hoặc là một chút linh khí, đám người kia có thể liều cả mạng. Mà những người không ác, là tuyệt đối không có khả năng sống sót ở đó. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Biết rõ lúc trước vì sao ta giao Thiên Cư Thành cho ngươi không? Hoặc có lẽ là, biết rõ vì sao ta nhìn ngươi bằng con mắt khác không? Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Hung ác? A-man nhìn Dương Diệp. Thực lực của ngươi chỉ là phụ, ngươi chính thức để cho ta để ý, là quyết tâm ở trên người ngươi. Có thể nói, ở trong Thiên Cư Thành này, không có người ác hơn ngươi.
Loại người chơi liều như ngươi, ta chỉ ở trên người đám quái vật Nam Lân Sơn kia bái kiến. Dương Diệp. A-man nói. Linh cùng Đao Cuồng, tuy thực lực của bọn hắn cường đại, nhưng bọn hắn còn chưa đủ ác. Nếu như bọn hắn độc thân, dùng thực lực của bọn hắn muốn sống sót cũng không phải việc khó gì. Nhưng nếu để cho bọn hắn mang theo đám người kia, dùng tính cách của bọn hắn, đến lúc đó đám người kia sẽ nguy hiểm. Linh trầm mặc, hiển nhiên là đồng ý nhận xét của A-man. A-man nhìn về phía Dương Diệp. Nhân tộc, có thập đại động thiên phúc địa, tam đại thánh địa, liệp phu nhất tộc, còn có thiên sách phủ thần bí, ngươi là người của thế lực nào? Dương Diệp lắc đầu. Phương nào cũng không phải. Tán tu. A-man hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xem như thế đi. Một bên, Linh ném tới ánh mắt kinh ngạc. Lúc này A-man lại hỏi. Ngươi là vào bằng cách nào? Bị bước vào. Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Ai ép? A-man hỏi lại. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Man tỷ, ta liền nói thẳng. Bước ta có nhân tộc, có ma tộc, có yêu tộc, có thiên tộc, có nhân tộc, có man tộc, có phù tộc, dù sao con mẹ nó tộc nào cũng có. A-man cùng Linh đã sửng sốt. Qua hồi lâu, thấy Dương Diệp không giống như nói dối, A-man trầm giọng nói. Ngươi làm ra chuyện gì, lại làm cho bách tộc đuổi giết ngươi? Không chỉ như thế, ngay cả người của nhân tộc cũng đuổi giết ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Nói lên cái này, đều là nước mắt A. Dù sao, ai, ta cũng rất tuyệt vọng. Lúc này A-man đột nhiên vỗ vai Dương Diệp. Không có việc gì, nếu như có thể ra ngoài, tỷ bảo kê ngươi. Dương Diệp. Linh nhìn về phía A-man, thần sắc hơi có chút cổ quái. Bách tộc. Đây chính là bách tộc đuổi giết. Dương Diệp cũng có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới A-man sẽ nói như vậy. Bất quá mặc kệ A-man nói thật hay giả, giờ khắc này, trong lòng Dương Diệp cũng có chút cảm kích. Đã đến. Lúc này A-man đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp và Linh ngẩng đầu nhìn, ở phía chân trời xa xôi, mơ hồ có thể thấy được một ngọn núi cao. Cái này là Nam Lân Sơn, A-man trầm giọng nói. Vùng này của chúng ta, địa phương duy nhất có linh mạch. Linh mạch. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, lúc này hắn đã cảm nhận được linh khí chấn động. Bất quá giờ phút này Dương Diệp nghĩ tới một sự kiện, cái kia chính là, trong Hồng Mông Tháp cũng có linh mạch. Đó là hắn từng ở bên ngoài bắt được. Đương nhiên, hắn không dám thả ra. Đó không phải là muốn chết sao? Ở chỗ này, thiếu nhất đúng là linh mạch, mà Dương Diệp hắn nhiều linh mạch như vậy. Có thể tưởng tượng, chỉ cần bại lộ trên người Dương Diệp hắn mang theo rất nhiều linh mạch, hắn nhất định sẽ bị tất cả cường giả ở nơi này vây công. Cho nên linh mạch này, căn bản không thể bại lộ. Mọi người cẩn thận một chút. Thân thể A-man chậm rãi hạ thấp, rất nhanh, mang theo Dương Diệp và Linh đi tới mặt đất. Cùng lúc đó, nàng bắt đầu thu liếm khí tức. Dương Diệp và Linh cũng triệt để ẩn núp khí tức. Được A-man dẫn dắt, ba người đi tới chân núi Nam Lân Sơn, mà thời điểm ba người muốn đi vào Nam Lân Sơn, một nam tử hắc y đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người. Nam tử hắc y quan sát ba người, sau đó nhếch miệng cười cười. Ba viên tiên tinh thạch. Lúc này lang nha bổng trong tay A-man đột nhiên xuất hiện, chỉ nháy mắt, lang nha bổng trực tiếp phá không đánh tới. Bành! Nam tử hắc y kia bị lang nha bổng chấn đến mấy trăm trượng. Nam tử hắc y nhìn hai tay mình, hai tay của hắn đã bị đánh rách tả tơi. Nhìn thấy một màn này, thần sắc lập tức dữ tợn. Tiên tinh thạch không có, chỉ có ba cái mạng, người có muốn lấy không? A-man nhìn nam tử hắc y. Nam tử hắc y lạnh lùng nhìn thoáng qua A-man, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn đi. Chậm đã! Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nam tử hắc y dừng bước lại, quay người nhìn về phía Dương Diệp, A-man và Linh cũng nhìn về phía Dương Diệp, bởi vì nói chuyện chính là Dương Diệp. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, cầm theo kiếm, Dương Diệp đi về phía nam tử hắc y kia. Ba viên tiên tinh thạch, lưu lại, người đi. A-man nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Nghe vậy, thần sắc của nam tử hắc y kia dữ tợn. Ăn cướp ta. Không được sao. Sắc mặt Dương Diệp cũng dữ tợn, sau một khắc, một đạo kiếm quang lóe lên. Chỗ xa kia, nam tử hắc y bị một kiếm của Dương Diệp chấn đến hơn trăm trượng, nhưng vừa dừng lại,
Dương Diệp đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó lại chém xuống một kiếm. Bành! Nam tử hắc y đã đạt tới thính đạo cảnh lần nữa bị một kiếm chấn bay ra ngoài. Thời điểm Dương Diệp dùng ra 10 kiếm, nam tử hắc y kia đã lui về sau trọn vẹn ngàn trượng. Không hề có lực hoàn thủ. Một bên, Aman và Linh nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. So sánh với Aman cùng Linh, nam tử hắc y kia càng thêm khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này hắn đối mặt một kiếm lại một kiếm kia của Dương Diệp, thậm chí có loại cảm giác thúc thủ vô sách. Có khi mạnh mẽ ra tay, nhưng lập tức bị Dương Diệp hời hợt phá vỡ. Áp chế. Hoàn toàn bị Dương Diệp áp chế. Mà thời khắc này Dương Diệp xuất kiếm, rất tùy tâm. Chân chính tùy tâm, mỗi một kiếm đâm ra, đều là tùy tâm sở dục. Sau khi nghiên cứu những kiếm kỹ mà lão giả đạo bào cho hắn, hắn biết, mình đã xảy ra chút biến hóa, nhưng đáng tiếc, hắn không biết những biến hóa này là cái gì. Bất quá đây là chuyện tốt. Mà giờ khắc này, mỗi một lần nam tử hắc y trước mắt ra tay, trong đầu hắn liền có mấy chục loại phương pháp đối phó. Mà những phương pháp đối phó này, nguồn gốc là từ hắn nghiên cứu vô số kiếm kỹ. Vạn pháp tự nhiên, kiếm ra tùy tâm xuất kiếm. Những lời này, là tổng kết của một bản kiếm kỹ tên Sát Tâm Kiếm. Giờ phút này Dương Diệp chính là cảnh giới đó. Trong tràng, nam tử hắc y lần lượt rút lui, trên người hắn đã không dưới mấy chục vết kiếm thương. Sốt cuộc, ba viên tiên tinh thạch rơi vào trước mặt Dương Diệp. Giờ phút này, nam tử hắc y cùng ba người Dương Diệp cách xa nhau mấy trăm trượng, ở trong mắt nam tử hắc y tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Dương Diệp nhìn thoáng qua ba viên tiên tinh thạch trước mặt, sau đó cong ngón búng ra, ba viên tiên tinh thạch rơi vào trước mặt của Aman. Aman nhìn thoáng qua tiên tinh thạch trước mặt, không nói gì. Xa xa, nam tử hắc y lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người biến mất ở xa xa. Vì cái gì? Aman đột nhiên mở miệng. Hiển nhiên là đang hỏi Dương Diệp tại sao phải ra tay. Dương Diệp đi đến trước mặt Aman, sau đó nói. Man tỷ, dùng thực lực của ngươi, hẳn có thể cảm nhận được bốn phía còn có người, đúng không? Aman khẽ gật đầu. Trong đó thính đạo cảnh, chỉ ít có hơn ba gã. Dương Diệp cười nói. Man tỷ, thế đạo này chính là như vậy, ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền hay bị bắt nạt. Tuy ngươi biểu hiện rất kiên cường, nhưng ngươi biết không? Ngươi ở trong mắt những người này, vẫn tỏ ra quá nhân từ. Nhân từ. Aman nói. Có ý tử gì? Dương Diệp nói. Chính là ngươi biểu hiện không ngoan độc, ta ra tay. Là bởi vì ta muốn nói cho những người âm thầm kia, chúng ta không sợ phiền phức, dám gây chuyện. Đối đãi những người này, nếu muốn giảm bớt phiền toái, thì chỉ có một biện pháp, cái kia chính là, so với bọn hắn càng hung ác hơn, tàn nhẫn hơn. Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Aman nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Hiện tại ta có chút minh bạch vì sao ngươi có thể từ trong bách tộc đuổi giết còn sống rồi, bách tộc đuổi giết. Dương Diệp lắc đầu. Hắn cả đời này, là từ trong bị đuổi giết lớn lên. Kinh nghiệm của hắn, làm cho hắn minh bạch một đạo lý. Mềm sợ cứng, cứng sợ liều mạng. Aman cong ngón búng ra, ba viên tiên tinh thạch trước mặt nàng, một viên trong đó xuất hiện ở trước mặt Linh, một viên thì rơi vào trước mặt Dương Diệp. Tâm ý của ngươi, ta không cự tuyệt, nhưng sẽ không độc chiếm, mọi người một viên, không có ý kiến chớ. Dương Diệp vốn muốn cự tuyệt. Bởi vì hắn không quá thiếu tiên tinh thạch, nhưng khi thấy ánh mắt của Aman, hắn không nói ra miệng. Man tỷ dũng mãnh trước mắt này, cũng là một người cố chấp. Một người một viên. Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có nói lời cảm tạ, trong mắt của hắn, cảm ơn cái gì đấy, đều là giả. Thật muốn cảm tạ, ghi ở trong lòng là được rồi. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đây là tâm ý. Chúng ta đi thôi. Aman nói xong. Nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi về phía lòng núi. Được Aman dẫn dắt, ba người tiến vào lòng núi của Nam Lân Sơn. Trong lòng núi có khoảng trời riêng. Aman nói, Nam Lân Sơn này, đỉnh cao nhất, không phải địa phương chúng ta có thể đi, mà trong lòng đất, cũng không phải chúng ta có thể đi, bởi vì ở sâu trong lòng đất và đỉnh cao nhất, là đầu và đuôi của linh mạch. Hai địa phương này, là tài sản của những chí cường giả kia. Địa phương chúng ta có thể đi, là trong vùng này. Chính giữa. Dương Diệp hỏi.
A-man nhẹ gật đầu. Ở trong lòng núi mờ mịt, bởi vì có linh khí, những linh khí kia tiết ra ngoài, dần dà sẽ biến thành tiên tinh thạch. Đương nhiên, đây là ở cực kỳ lâu trước kia hình thành, hiện tại những cường giả kia là tuyệt sẽ không để cho linh khí tiết lộ ra. Sửa mái nhà dột. Dương Diệp nói khẽ. A-man gật đầu. Chính là sửa mái nhà dột, chúng ta cũng chỉ có thể sửa mái nhà dột. Mà dù là sửa mái nhà dột, cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì có người sửa mái nhà dột, có người nhặt mạng. Nói xong, tốc độ A-man nhanh hơn. Dương Diệp và Linh nhìn nhau, Dương Diệp đang muốn theo sau, lúc này Linh đột nhiên nói. Người Linh tộc đuổi theo giết người kia, người có biết là ai không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Linh, sau đó lắc đầu. Không biết, như thế nào? Linh khẽ lắc đầu. Không có gì. Nói xong, hắn bước nhanh đi theo A-man. Tại chỗ, Dương Diệp nhún vai, sau đó cũng vội vàng đi theo. Trong lòng núi Nam Lân Sơn rất lớn, nhìn không thấy đầu. A-man lấy ra một la bàn nho nhỏ, trên la bàn, một cây kim dài màu đen đang nhẹ nhàng diêu động. Đây là gì? Dương Diệp hỏi. A-man nói. Chắc linh bàn, có tỷ lệ chắc ra ở đâu có linh khí dao động hoặc tiên tinh thạch rất lớn. Chắc linh bàn. Dương Diệp ngây cả người, đang muốn nói, lúc này chắc linh bàn trong tay A-man đột nhiên xoay tròn, nhìn thấy một màn này, thần sắc của A-man vui vẻ, nàng quay đầu nhìn về phía bên phải. Đi! Dương Diệp và Linh lập tức đi theo. Trong lòng núi, Dương Diệp và Linh đi theo A-man tới một chiếc khu rừng, sau khi tới đây, A-man ngừng lại. Trong tay nàng, hắc châm trên chắc linh bàn chỉ vào khu rừng rậm kia. Qua hồi lâu, A-man lắc đầu. Chúng ta đi. Nói xong, A-man xoay người rời đi. Hiển nhiên, A-man là phát hiện cái gì. Dương Diệp và Linh cũng không nói gì, theo sau lưng A-man, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trong khu rừng rậm kia truyền đến. Nếu đã tới, sao không tiến vào ngồi một chút? A-man dừng bước lại, nàng nhìn về phía Dương Diệp và Linh. Xem ra, chúng ta là không đi được. Linh trầm mặc, không nói lời nào. Dương Diệp nói. Lại là ăn cướp, đúng không? A-man cười nhẹ. Thủ đoạn những người khác ở chỗ này thường dùng, trước kia liền gặp được. Bất quá không có cách nào, cái này là mạo hiểm. Man tỷ ăn cướp qua chưa? Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. A-man sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Vậy thì tốt. Ta dạy cho ngươi. A-man. Ăn cướp. Loại chuyện này, Dương Diệp hắn xác thực rất nhiều năm không làm. Bởi vì bây giờ đồ vật có thể để cho hắn hợp nhãn, quá ít. Một phú ông sẽ đi ăn cướp một tên ăn mày sao? Mà bây giờ, Dương Diệp không thể không làm lại nghề cũ. Bởi vì hắn cảm giác mình có chút nghèo. Trong tràng, A-man nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Đám người kia không phải là nhân vật đơn giản. Ta biết, Dương Diệp quay người nhìn về phía khu rừng rậm, lúc này rừng rậm đột nhiên tách ra hai bên, ngay sau đó một đoàn người đi ra. Bốn người. Cầm đầu là một trung niên, ở trong tay trung niên, nắm một cây quạt xếp màu đen. Ở bên cạnh hắn, theo thứ tự là một lão giả, cùng một nữ tử, còn có một hắc y nhân. Bốn người đều là thính đạo cảnh. Từ đội hình nhìn lại, bên Dương Diệp hoàn toàn bị nghiền ép. Bởi vì chỉ có A-man là thính đạo cảnh. Trung niên mang theo ba người bên cạnh chậm rãi đi tới trước mặt đám người Dương Diệp, khi thấy cảnh giới của đám người Dương Diệp, trên mặt trung niên lập tức nổi lên dáng tươi cười. Trung niên đang muốn nói, ngay lúc này, thân hình Dương Diệp đột nhiên run lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt trung niên kia. Thoáng qua, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Kiếm vực. Kiếm vực lập tức bao phủ đám người trung niên, cùng lúc đó. 36 thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện. Giết! Dương Diệp nói xong. Suy 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 suy. C. Bất quá giờ phút này, bộ dáng của bốn người thật sự là có chút thê thảm. Trung niên cầm đầu, hai tay đã không thấy, toàn thân trải rộng vết kiếm. Ba người ở bên cạnh hắn càng không chịu nổi, đặc biệt là lão giả trong đó, mặt bị tước mất một nửa. Trọng thương! Mặc dù vô địch kiếm trận của Dương Diệp không có giết chết những người này, nhưng trực tiếp trọng thương bốn người. Mà Dương Diệp cũng không chịu nổi, bốn người liều chết phản kháng, chấn động kiếm vực, để cho hắn cũng tổn thương, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng muốn thi triển vô địch kiếm trận lần nữa, hiển nhiên là không thể nào. C.
Dương Diệp cũng không có để ý A-man cùng những người kia, mấy người kia đã bị hắn trọng thương, dùng thực lực của A-man, đủ để ứng đối. Hai khắc sau, trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Mà giờ khắc này, thương thế của Dương Diệp cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Chạy thoát hai cái. Lúc này A-man đi tới trước mặt Dương Diệp. Đào tẩu hai cái. Dương Diệp khẽ gật đầu, loại cường giả cấp bậc này, đối phương muốn trốn, thật sự là không dễ giết. Lúc này A-man cong ngón búng ra, 12 viên tiên tinh thạch xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp. Này là từ trên thân hai người kia lấy được, tổng cộng 36 viên tiên tinh thạch, 12 viên này là của ngươi. Đừng cự tuyệt, nhận lấy. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của A-man lộ ra chân thật đáng tin. Dương Diệp không có cự tuyệt, nhận tiên tinh thạch, sau đó nói. Man tỷ rất cần tiên tinh thạch. A-man nói. Tiên tinh thạch. Ai cũng cần, nhưng đối với ta mà nói, tới nơi đây là vì rèn luyện mình. Ở địa phương này, sẽ để cho ngươi có cảm giác nguy cơ, để cho ngươi không dám buông lỏng chút nào. Vừa nói, nàng nhìn lướt qua bốn phía. Mang bọn ngươi đi một chỗ nhìn xem. Nói xong, thân hình của nàng khẽ động, bay vút về phía xa. Dương Diệp và Linh lập tức đi theo lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, A-man đột nhiên ngừng lại. Trước mặt ba người. Là một thanh cự kiếm. Cự kiếm dài đến trăm trượng, rộng khoảng chừng mấy chục trượng, người đứng ở trước mặt thanh cự kiếm này, quả thực nhỏ bé như con sâu cái kiến. Mà ở chính giữa cự kiếm, có khắc một chữ thật lớn. Binh. Ở sau cự kiếm là một ít đổ nát thê lương. Từ những đổ nát thê lương này đến xem, nơi đây hẳn là cực kỳ khí phái. Đây là... Dương Diệp quay đầu nhìn về phía A-man. A-man trầm giọng nói. Không rõ lắm, khả năng là một tông môn xa xút. Đi thôi, vào xem. Vừa nói, nàng đi tới trước. Bốn phía, khắp nơi lộ ra hoang vu. Rất nhanh, ở dưới A-man dẫn dắt, ba người đi tới một đại điện cũ nát. Ở trên đại điện kia, lơ lửng một thanh thạch kiếm to lớn, kiếm treo ngược, như đang trấn áp cái gì. Trong điện chỉ có một pho tượng. Là pho tượng một trung niên mắt nhìn phía trước, hai tay thả lỏng phía sau. Bên hông có một thanh kiếm không có vỏ. Sát khí. Chẳng biết tại sao, Dương Diệp cảm thấy một cỗ sát khí làm người sợ hãi. Binh gia. Dương Diệp suy đoán, người trước mắt này, hẳn là người của binh gia. Ngay lúc này, đầu Tiểu Bạch đột nhiên xông ra. Nhìn thấy Tiểu Bạch, ánh mắt của A-man và Linh lập tức nhìn sang. Linh chủ. Linh đột nhiên trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Linh. Ngươi biết. Linh nhìn Tiểu Bạch, khẽ gật đầu. Linh tộc ta có một cái. Nàng làm sao đi cùng ngươi? Dương Diệp cười nói. Nói rất dài dòng. Linh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, chẳng qua vẫn liếc nhìn Tiểu Bạch. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Làm sao vậy? Sau khi đi vào thế giới này, Tiểu Bạch cũng không có đi ra, bởi vì địa phương này không có linh khí, nàng thật sự là không thích. Tiểu chảo của Tiểu Bạch chỉ bên phải. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Diệp vui vẻ, Tiểu Bạch nhất định là cảm nhận được cái gì, vội hỏi. Bên kia có cái gì? Tiểu Bạch cắn móng vuốt nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó Tiểu chảo vung rất nhanh. Lúc này đây, Dương Diệp cũng xem không hiểu. Cái quỷ gì? Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của Tiểu Bạch, cười nói. Tiểu chảo Tiểu Bạch mở ra, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó nhìn về phía A-man và Linh. Chúng ta đi nhìn xem. A-man và Linh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, nhẹ gật đầu. Ở dưới Tiểu Bạch dẫn dắt, mọi người ra đại điện, sau đó đi về phía bên phải. Đi ước chừng gần nửa giờ mới dừng lại. Trước mặt ba người, là một ngọn núi nhỏ cũng không có chỗ khác thường gì. Ngược lại là vách núi kia, vô cùng bóng loáng, giống như chiếc gương. Tiểu Bạch chỉ vách núi. Bên trong có cái gì? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch mở to mắt, bàn tay nhỏ bé mở ra. Đây ý là, ta cũng không biết. Dương Diệp. Lúc này A-man đột nhiên đi tới trước mặt vách tường, tay phải nàng vỗ nhẹ nhẹ vách tường, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Bên trong không có cái gì. Lúc này, Tiểu Bạch bay đến trước mặt vách tường, sau đó tiểu chảo của nàng vỗ nhẹ nhẹ vách tường. Không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, cái mũi nàng nhẹ nhàng hít hà, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp, tiểu chảo chỉ vào vách tường.
Có cái gì? Dương Diệp vội hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu. Dương Diệp nhất thời đen mặt lại, Tiểu Bạch trêu chọc hắn. Lúc này tiểu chảo của Tiểu Bạch vỗ nhẹ nhẹ vách tường kia, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này đây, Dương Diệp đã minh bạch. Vách tường này không tầm thường. Dương Diệp đi tới trước mặt vách tường kia, hắn nhìn thoáng qua vách tường, sau đó tay phải nhẹ nhàng thả lên. Trong chốc lát, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Huyết hồng. Hai mắt Dương Diệp đỏ lên, sát ý trên người hắn điên cuồng quét ra, cuối cùng đều dũng mãnh lao về phía vách tường. Nhìn thấy một màn này, Aman và Linh biến sắc, nhao nhao lui về sau một khoảng cách. Trước mặt vách núi, sát ý của Dương Diệp không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng toàn bộ bị vách tường kia hấp thu. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, rất nhanh, hắn xuất hiện ở trong một thế giới mịt mờ. Dương Diệp nhìn bốn phía, lúc này một trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trung niên này, đúng là trung niên lúc trước hắn ở cung điện kia nhìn thấy kia. Trung niên nhìn Dương Diệp. Minh giả, quỷ đạo giả, sát phạt vậy. Minh gia ta, chí cương đến dũng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi có nguyện truyền thừa đạo thống của binh gia ta hay không? Đạo thống binh gia. Dương Diệp sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Tiền bối, ta là truyền nhân của đạo gia. Hắn hiện tại, đã là người của đạo gia, tự nhiên không thể đi truyền thừa đạo thống binh gia gì. Vậy thì như thế nào? Trung niên nói. Tính cách của ngươi chí cương chí dương, hơn nữa lại có khí tức sát phạt, lại là sát lục chi tâm, vừa vặn thích hợp binh gia ta. Hiện tại, ta liền truyền cho ngươi binh đạo lục sát cùng quy tắc chung của binh đạo. Không chờ Dương Diệp cự tuyệt, từng đạo tin tức không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Binh đạo lục sát, một giết người, hai giết địa, ba giết thiên, bốn giết vạn vật, năm giết tâm, sáu giết mình. Qua hồi lâu, Dương Diệp mở to mắt, hắn nhìn về phía trung niên. Tiền bối, ta đã là đệ tử đạo gia. Ta bất kể. Trung niên vung tay lên. Ta và ngươi gặp nhau, hơn nữa có thể tiến vào nơi đây, này chính là có duyên. Này chính là mệnh số mà đạo gia ngươi nói. Hơn nữa ngươi nhớ kỹ, binh gia có sáu mạch, mạch của chúng ta, lúc trước bởi vì sư huynh của ta ngu xuẩn phạm vào sai lầm, hại mạch chúng ta bị tru sát, thù này không thể không báo. Lão tử báo không được, thù này liền giao cho ngươi. Dương Diệp. Lúc này trung niên lại nói. Mặc dù binh tổ có sai, nhưng cũng không phải hoàn toàn là lỗi của hắn, hơn nữa ngươi đánh không lại hắn, cho nên đừng tìm hắn báo thù. Người muốn tìm là đám tạp chủng binh tiên kia, hắn vì nhất gia độc đại, thừa dịp binh tổ không có mặt, dụng kế hãm hại mạch chúng ta, người giết hắn đi là được. Tên kia mạnh như thế nào? Dương Diệp yếu ớt hỏi một câu. Vượt qua thánh nhân. Trung niên nói. Ta đánh không lại. Dương Diệp vội vàng nói. Đó là chuyện của ngươi. Trung niên lạnh nhạt nói. Con mẹ nó. Dương Diệp đột nhiên nhảy dựng lên. Cái truyền thừa này lão tử từ bỏ, ngươi tìm người khác đi. Vượt qua thánh nhân, đó là cái khái niệm gì? Dương Diệp không có khái niệm, dù sao hắn biết một điểm, cái kia chính là, người ta tiện tay có thể giết hắn. Cái truyền thừa này, từ bỏ. Phiền phức của hắn đã nhiều. Không được. Trung niên hừ lạnh một tiếng. Đã muộn, sắc mặt Dương Diệp sầm lại. Đại ca, truyền thừa coi trọng chính là ngươi tình ta nguyện. Ép mua buộc bán, không có ý tứ a. Trung niên trầm mặc một lát, sau đó nói. Ngươi chỉ biết nguy hiểm, nhưng ngươi biết chỗ tốt không? Chỗ tốt. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Chỗ tốt gì? Trung niên nói. Mạch của chúng ta chủ sát phạt, mà tiểu tử ngươi, trời sinh thích hợp sát phạt nhất mạch của binh gia ta. Ngươi. Chỗ tốt. Dương Diệp cắt đứt trung niên. Tiền bối nói chỗ tốt nghe xem. Khóe miệng trung niên co giật, qua một cái chớp mắt, hắn trầm giọng nói. Chỗ tốt chính là, người có thể đạt được thập nhị sát kiếm. Thập nhị sát kiếm, cấp bậc gì? Dương Diệp vội hỏi. Trung niên nói. Thánh nhân cấp, thực lực của ngươi bây giờ là minh cảnh, trên minh cảnh là đạo cảnh, trên đạo cảnh là thiện cảnh, trên thiện cảnh là thánh nhân. Thập nhị sát kiếm là thánh nhân cấp, lợi hại không? Thánh nhân cấp. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó lấy nhân quân kiếm ra. Đây là cấp bậc gì? Thiên. Nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt trung niên kia lập tức thay đổi. Trầm mặc hồi lâu,
hắn nhìn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới, kiếm này rõ ràng ở trong tay người. Kiếm này cấp bậc gì? Dương Diệp lại hỏi. Không có cấp bậc. Trung niên nói. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Trung niên trầm giọng nói. Kiếm này, là do mấy vị trí cường giả, kể cả binh gia binh tổ ta chế tạo thành. Kiếm linh càng là do. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Kiếm này, có danh xưng là kiếm thủ. Kiếm thủ. Dương Diệp vẫn còn có chút khó hiểu. Trung niên khẽ gật đầu. Đứng đầu vạn kiếm. Dương Diệp cười hắc hắc. Tiền bối, ngươi xem, kiếm tốt nhất cũng ở trong tay ta, cái gì thập nhị sát kiếm kia? Ngươi có thể sử dụng sao? Trung niên liếc Dương Diệp. Nếu kiếm linh của kiếm này thức tỉnh, dùng bộ dáng bây giờ của ngươi, nhất định sẽ bị nó đá bay ra ngoài. Dương Diệp. Trung niên lại nói. Tiểu tử, lúc trước ta cho ngươi binh đạo tổng cương cùng binh đạo lục sát, đối với ngươi bây giờ trợ giúp cực kỳ to lớn. Binh đạo tổng cương, có thể tăng lên sát ý, để cho sát lục chi tâm của ngươi càng thêm thuần túy. Binh đạo lục sát, nếu như ngươi tu luyện thành, dùng thực lực của ngươi bây giờ, lại thêm ngươi vốn là kiếm tu, nhất định có thể triển khai uy lực của nó đến mức tận cùng. Nói như thế này, nếu như hiện tại ngươi tu luyện thành sát thứ hai địa sát, hai gia hỏa bên ngoài kia, đều không phải đối thủ của ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Còn có chỗ tốt khác không? Có. Trung niên nói. Chỉ là ta tạm thời còn không biết. Dương Diệp. Tiểu tử, thời gian của ta không nhiều lắm. Lúc này, trung niên cong ngón búng ra, một ấn phù xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trên ấn phù có khắc một chữ sát nho nhỏ. Trung niên nói. Đây là binh phù của sát phạt nhất mạch, từ hiện tại, ngươi chính là phù chủ của sát phạt nhất mạch. Nói xong, thân thể trung niên dần dần hư ảo. Kiếm, kiếm đâu? Dương Diệp vội vàng nói. Trung niên nói. Ở binh mộ bên ngoài Hắc Ngục Sơn Mạch, đến lúc đó ngươi đi, có binh phù này, tự nhiên có thể thu phục được thập nhị kiếm. Tiền bối ngươi là sống hay chết? Dương Diệp lại hỏi. Trung niên cười hắc hắc, dáng tươi cười có chút khó hiểu. Không có trả lời. Trung niên cứ như vậy biến mất. Nhập hố rồi. Đây là cảm giác của Dương Diệp vào giờ phút này. Binh gia. Hắn đã là truyền nhân đạo gia, hiện tại lại vào binh gia, hơn nữa mạch này còn bị người diệt môn. Hố thật to. Đây không phải hắn muốn nhảy, là người ta mạnh mẽ đạp hắn vào. Mặc kệ. Đi tới đâu hay tới đó. Dương Diệp hồi tưởng đến binh đạo lục sát kia. Binh đạo lục sát có thể phân, nhân sát, địa sát, thiên sát, vạn vật sát, tâm sát, ngã sát. Giết. Binh đạo lục sát này, chỉ có một điểm trung tâm, cái kia chính là, giết. Còn có một điểm. Binh đạo lục sát này, không có chiêu thức đặc định, đây là địa phương kỳ lạ của binh đạo lục sát. Không có chiêu thức, nếu tâm tình đạt tới, tự nhiên có sát chiêu. Cái này hoàn toàn giống kiếm đạo của hắn. Hiện tại hắn trừ kiếm. Cũng chú ý kiếm ra tùy tâm xuất kiếm. Mà ý tử của binh đạo lục sát cũng như vậy. Cực kỳ thích hợp hắn. Nhân sát. Dương Diệp đầu tiên nghiên cứu là nhân sát. Nhân sát, dùng thân mình giết người, phương pháp giết người, vạn vạn loại, chiêu này ẩn chứa vạn loại kỹ xảo giết người, tu luyện tới cực hạn, nhất niệm giết người. Nhìn một chút, thân sắc của Dương Diệp dần dần ngưng trọng lên. Cường đại, cực kỳ cường đại. Đây là đánh giá của Dương Diệp đối với binh đạo lục sát. Dương Diệp hắn giết người quá nhiều, kỹ xảo giết người rất nhiều, sát niệm cũng cực kỳ lớn, vô lùng thuần túy, nhưng muốn tu luyện nhân sát này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ. Không phải sát niệm không đủ thuần túy, mà là kỹ xảo giết người còn không nhiều. Nhân sát này, bao hàm kỹ xảo giết người, rất nhiều rất nhiều. Mà sau khi nhìn những kỹ xảo giết người này, Dương Diệp không khỏi không cảm khái, nguyên lai. Người còn có thể kiết như vậy. Có chút kỹ xảo giết người thật là nghệ thuật. Mà lúc trước hắn giết người, hoặc là cắt đầu, hoặc là đâm mi tâm. Quá nhàm chán. Kiếm đạo, sát đạo. Dương Diệp phát hiện, hai cái này, không có chút xung đột nào. Thời gian từng chút trôi qua. Bên ngoài. Hắn. Bên cạnh A-man, Linh đột nhiên hỏi. A-man nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Là cơ duyên của hắn. Lúc này, Tiểu Bạch bay đến trên vai của Dương Diệp, nàng quan sát Dương Diệp một chút,
sau đó xoay người nhìn về phía A-man và Linh, tiểu chảo nhẹ nhàng quơ quơ. Đây là hỏi, lúc nào Dương Diệp tỉnh? Linh cùng A-man sao rõ ràng ý tứ của Bạch Tiểu Bạch. A-man và Linh nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó xoay người nằm ở trên vai của Dương Diệp. Tuy không thích thế giới bên ngoài, nhưng hiện tại Dương Diệp có thể có nguy hiểm, nàng phải thủ hộ. Nàng không quên, lúc trước một quyền của mình liền đánh chết một siêu cấp cường giả. Trong mắt nàng, thế giới này, ngoại trừ cái tháp kia, chính là Dương Diệp lợi hại nhất, sau đó chính là nàng. Ngay lúc này, A-man đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa. Có người tới. Linh xoay người nhìn, ở cách bọn họ không xa, đột nhiên xuất hiện ba người, cầm đầu là một nữ tử mặc váy màu xanh lá. Ở bên cạnh nữ tử là hai thanh niên. Nhìn thấy A-man và Linh, ba người kia lập tức ngừng lại. Thần sắc của A-man và Linh đề phòng lên. Lúc này ánh mắt của nữ tử váy xanh đột nhiên rơi vào Tiểu Bạch trên bả vai Dương Diệp, khi thấy Tiểu Bạch, trong mắt nữ tử váy xanh hiện lên vẻ kinh ngạc. Linh chủ. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua nữ tử váy xanh, sau đó tiểu chảo vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Dương Diệp, ý kia là, mau tỉnh lại, có người muốn đoạt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy loại ánh mắt này của nữ tử váy xanh, trước kia rất nhiều người muốn cướp nàng, trong mắt đều là loại sắc thái kia. Lúc này, hai người bên cạnh nữ tử váy xanh chậm rãi đi tới trước mặt của A-man và Linh. Khoảng cách chỉ không tới ba trượng. Nữ tử váy xanh nhìn A-man, tay chỉ Tiểu Bạch. 30 viên tiên tinh thạch, bán không? 30 viên tiên tinh thạch. Tiểu Bạch mở to mắt, chỉ nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ lên. Không chỉ khuôn mặt, hai móng nhỏ cũng nắm lại. Nổi giận. Tiểu Bạch nàng rõ ràng chỉ trị giá 30 viên tiên tinh thạch. Vũ nhục. Tiểu Bạch cảm nhận được vũ nhục trước nay chưa có. A-man còn không nói chuyện, Tiểu Bạch đột nhiên vung tiểu chảo lên, rất nhanh, 30 viên tiên tinh thạch xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. 30 viên tiên tinh thạch, ở bên ngoài, khả năng chẳng đáng là gì. Nhưng ở địa phương này, 30 viên tiên tinh thạch, không thể không nói, vô cùng trân quý. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Tiểu Bạch rõ ràng tùy thời có thể lấy ra. Lúc này, Tiểu Bạch phung tiểu chảo, 30 viên tiên tinh thạch kia lập tức rơi xuống đất, sau đó Tiểu Bạch vỗ vỗ móng vuốt nhỏ, một bộ tiên tinh thạch này đều là rác rưởi. Mọi người nhìn thấy một màn này, A-man khẽ lắc đầu, Tiểu Bạch này là uy phong, nhưng phiền toái lại lớn. Nàng có chút không hiểu. Vì cái gì ngay cả một tiểu gia hỏa cũng nóng nảy như vậy? Bất quá, 30 viên tiên tinh thạch giống như rác rưởi ném trên mặt đất, cái này. Không khỏi quá hào khí đi. Xa xa, nhìn thấy Tiểu Bạch nhân tính hóa như thế, hai mắt nữ tử váy xanh sáng lên. Nàng quan sát Tiểu Bạch một chút. Khó được, phát triển đến nước này. Không nghĩ tới lần này đến tử giới, rõ ràng còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Vừa nói, nàng nhìn về phía A-man. Linh chủ này, ta muốn. Thật sao? A-man nhàn nhạt nhìn thoáng qua nữ tử váy xanh. Đến thử xem. Nữ tử váy xanh mỉm cười. Lúc này, một nam tử ở bên cạnh nàng đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt A-man. Bành! Theo một tiếng nổ vang lên. A-man bị đẩy lui mấy trăm trượng. Nhưng sau một khắc, A-man trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nam tử lúc trước xuất thủ lập tức bị chấn đến hơn ngàn trượng. Không chỉ như thế, trong miệng nam tử kia còn phun ra hai ngụm máu. Thật sự có tài. Nữ tử váy xanh mỉm cười, muốn ra tay. Nhưng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt A-man, nàng chỉ mình, sau đó vừa chỉ nữ tử váy xanh. Lúc này đây A-man xem hiểu. Ý tứ của Tiểu Bạch là, ta tới. A-man do dự một chút, sau đó nói. Ngươi được không? Tiểu Bạch gật đầu, trên mặt tràn đầy tự tin. A-man khẽ gật đầu. Vậy ngươi đến. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía nữ tử váy xanh, tay phải nàng chậm rãi nắm lại, sau đó mãnh liệt oanh ra một quyền. Quyền ra. Không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Bạch mở to mắt, nàng nhìn quả đấm của mình. Sau đó lại đấm ra một quyền. Vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Bạch không tin, lại oanh liên tiếp mấy quyền. Vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Bạch nhìn nữ tử váy xanh, sau đó lại nhìn quả đấm mình, cuối cùng nàng quay người nhìn về phía A-man, sau đó tiểu chảo nhẹ nhàng cua xuống. Ý kia là, người đến đi.
Aman. Trong tràng, Tiểu Bạch nhìn quả đấm nhỏ của mình, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Như sao lại không có tác dụng? Đây là ý nghĩ của Tiểu Bạch lúc này. Xa xa, nữ tử váy xanh nhìn Tiểu Bạch nhân tính hóa như thế, trong mắt không che giấu vẻ yêu thích chút nào. Ưa thích, liền phải lấy được. Ánh mắt nữ tử váy xanh rơi vào trên người Aman. Tuy linh chủ tốt, nhưng mạng càng tốt hơn, không phải sao? Aman nhìn nữ tử váy xanh, đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Xem ra ngươi rất tự tin. Nữ tử váy xanh cười nhẹ, sau một khắc, nàng nhẹ nhàng điểm về phía trước một cái, một điểm thanh quang xuất hiện. Điểm thanh quang ấy đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt muốn bao phủ Aman. Tay Aman vung lên, ở trong tay nàng nhiều hơn một cây lang nha bổng. Sau một khắc, Aman giơ tay quét qua. Ầm. Trong tràng đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, chỉ nháy mắt, một nhân ảnh bắn ra, xuyên qua những thanh quang kia đi tới trước mặt nữ tử váy xanh. Đạo nhân ảnh này, đúng là Aman. Sau khi xuất hiện ở trước mặt nữ tử váy xanh, lang nha bổng trong tay Aman hung ác nện xuống. Ca sát. Một đập này, không gian chung quanh nữ tử giống như chiếc gương dạn nứt ra, vết dạn trải rộng. Nữ tử váy xanh mặt không biểu tình, thời điểm lang nha bổng cách nàng còn không sai biệt lắm mười mấy cm, một cây kim nhỏ như lông đâm vào đỉnh lang nha bổng. Cây kim so sánh với lang nha bổng, thật sự là có chút buồn cười. Nhưng một cây kim nho nhỏ như vậy, lại làm cho lang nha bổng trong tay Aman không cách nào rơi nửa tấc. Khóe miệng nữ tử váy xanh đột nhiên nở nụ cười, sau đó bàn tay như ngọc trắng của nàng nhẹ nhàng xoay tròn. Bành! Theo một tiếng rên vang lên, Aman bay về sau gần trăm trượng. Mà trong quá trình rút lui, lang nha bổng trong tay Aman đột nhiên rời khỏi tay. Lang nha bổng mang theo âm thanh chói tai bắn về phía nữ tử váy xanh. Lúc này, nữ tử váy xanh cong ngón búng ra. Chíu, một cây kim bắn nhanh ra như điện. Không trung, cây kim cứng rắn bức lang nha bổng ngừng ở trên không trung. Một châm một gậy, ở trên không trung giằng co. Ngay lúc này, trước mặt nữ tử váy xanh đột nhiên xuất hiện một cái hộp màu xanh lá. Nhìn thấy cái hộp màu xanh lá kia, thần sắc của Aman ngưng trọng lên. Nữ tử váy xanh mỉm cười. Vạn hạp kim châm, đã từng miểu sát qua chi đạo cảnh. Bất quá, dùng một lần, sẽ ít đi một lần. Vừa nói, nàng chỉ Tiểu Bạch. Ta chỉ cần nó, không muốn giết người. Tiểu Bạch mở to mắt, nàng nhìn Aman, cuối cùng lại nhìn nữ tử váy xanh. Sau đó nàng vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Dương Diệp, ý kia là, mau tỉnh lại. Aman lạnh nhạt nói. Miểu sát chi đạo cảnh. Đến, ta thử xem. Hai mắt nữ tử váy xanh híp lại, muốn ra tay, đúng lúc này Tiểu Bạch đột nhiên nhảy dựng lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch thì nhìn về phía Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp mở mắt, Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp. Hai cái tiểu chảo ôm hai má của Dương Diệp hung hăng hôn một chút, sau đó thân hình của nàng lóe lên, trực tiếp chạy đến trong hồng mông tháp. Bất quá rất nhanh, một cái đầu nhỏ đột nhiên từ trước ngực Dương Diệp lộ ra. Tiểu Bạch nhìn về phía nữ tử váy xanh, tiểu chảo ngoắc một cái, ý kia là, đến nha. Đến trong tòa tháp chơi. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Tiểu Bạch, nàng nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau đó vội vàng rút về trong tháp. Minh đạo lục sát. Giờ phút này, trong đầu Dương Diệp còn hồi tưởng đến nhân sát trong binh đạo lục sát. Hiểu vô cùng rõ ràng. Ngươi là chủ nhân của linh chủ kia. Lúc này, thanh âm của nữ tử váy xanh kéo Dương Diệp lại. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy xanh. Ta không phải chủ nhân của nàng, nhưng nàng là của ta. Còn nữa, tiểu gia hỏa này, ta không bán. Cho nên, mau cút cho lão tử. Nói xong. Trong lòng Dương Diệp cả kinh, mình lúc nào biến thành bá đạo như vậy, lệ khí như vậy. Một bên, Aman và Linh cũng nhìn thoáng qua Dương Diệp, tựa hồ phát hiện Dương Diệp có chút không giống. Xa xa, nữ tử váy xanh kia nghe được lời của Dương Diệp, không khỏi nhíu mày. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm đi về phía đám người nữ tử váy xanh. Giết người. Lúc này, trong đầu Dương Diệp có một vạn loại phương pháp giết người. Mà bây giờ, hắn muốn giết người. Không nhịn được muốn giết người. Dương Diệp bị ý nghĩ này của mình dọa sợ, hắn vội vàng ngừng lại. Ngươi làm sao vậy? Lúc này, Aman và Linh đi tới bên cạnh Dương Diệp, nhẹ giọng hỏi.
các nàng cũng phát hiện Dương Diệp có cái gì không đúng. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía A-man. Ta rất muốn giết người. A-man. Minh đạo lục sát. Dương Diệp hít sâu một hơi, không cần phải nói, hắn nhất định là bị Minh đạo lục sát ảnh hưởng mới sẽ như thế. Tuy trước kia hắn cũng giết người như ngoé, nhưng chưa từng có khẩn cấp muốn giết người như hôm nay. Dương Diệp lắc đầu, ngăn chặn ý tưởng giết người trong nội tâm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy xanh. Nói một lần cuối, tiểu gia hỏa kia không bán. Nữ tử váy xanh nhướng mày. Nếu như ta muốn thì sao? Muốn tổ tông của ngươi. Dương Diệp tức giận mắng, sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt nữ tử váy xanh. Kiếm trong tay đâm thẳng. Một kiếm này, không giống thường ngày. Có chút lạ, có chút phức tạp. Đây là ý tưởng của nữ tử váy xanh thời khắc này, bởi vì trong chớp mắt ấy, nàng thậm chí có loại cảm giác không thể hạ thủ. Không thể khinh thường, mũi chân của nữ tử váy xanh nhẹ nhàng điểm mặt đất một cái, cả người nhẹ nhàng lui ra sau gần ngàn trượng, nhưng lúc này, kiếm của Dương Diệp còn ở trước mặt nàng. Như giòi trong xương, ánh mắt của nữ tử váy xanh dần dần băng lạnh xuống, cổ tay phải nàng khẽ động, ba đạo lục mang mãnh liệt bắn ra. Nhưng lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp nhẹ nhàng triển khai vài cái, chỉ vài cái như vậy, ba đạo lục mang biến mất vô ảnh vô tung. Kiếm tiến quân thần tốc. Xùy, một cánh tay bay ra ngoài. Cánh tay này, đúng là của nữ tử váy xanh. Nhìn thấy một màn này, hai nam tử khác sắc mặt đại biến. Hai nam tử bay thẳng đến Dương Diệp, lúc này kiếm nguyên bản muốn đâm về phía nữ tử váy xanh đột nhiên cải biến quỹ tích. Nhìn thấy kiếm của Dương Diệp đâm đến, một nam tử trong đó nội tâm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, một kiếm này, hắn vậy mà không biết ngăn cản như thế nào. Kỳ thật một kiếm này không phải là không thể ngăn cản, mà là đối phương bị một kiếm này của Dương Diệp phá tâm. Phá tâm. Một kiếm phá tâm, dĩ vãng, tuy kiếm của Dương Diệp lăng lệ ác liệt, nhưng không trực chỉ nhân tâm. Mà bây giờ, sau khi hấp thu vô số loại kiếm kỹ, kiếm của hắn đã chậm rãi cải biến. Công người trước công tâm. Trừ cái đó ra, lúc trước hấp thu binh đạo lục sát, tâm cảnh cùng kiếm của hắn lần nữa xảy ra chút biến hóa. Sự biến hóa này, Dương Diệp còn chưa triệt để rõ ràng. Hiện tại cũng không có thời gian tìm hiểu, hắn hiện tại chỉ muốn giết người. Trước mặt Dương Diệp, nam tử kia tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cổ tay khẽ động, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, sau đó đâm ra một kiếm. Khi thấy nam tử xuất kiếm, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Sơ hở trăm ngàn chỗ. Thời điểm nam tử xuất kiếm, Dương Diệp phát hiện, kiếm của nam tử này quả thực đều là sơ hở. Kiếm đã tới trước ngực Dương Diệp. Dương Diệp không có suy nghĩ nhiều, đâm ra một kiếm. Xùy. Kiếm trong tay nam tử kia hóa thành hai nửa, cùng lúc đó. Một cái đầu lâu bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Sau khi nhất kiếm sát na giết nam tử, Dương Diệp quay đầu, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Nam tử này, là minh cảnh ngũ đoạn đỉnh phong, cách đạo cảnh chỉ kém nửa bước. Nhưng cứ như vậy bị Dương Diệp một kiếm giết trong nháy mắt. Sau khi giết nam tử kia, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía một nam tử khác, sau một khắc, kiếm đã đến trước mặt nam tử này. Sắc mặt nam tử kia đại biến. Thân hình hắn run lên, lui về sau mấy ngàn trượng, cùng Dương Diệp kéo ra khoảng cách, ở trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Mặc dù hắn là đạo cảnh, nhưng giờ phút này, trong lòng hắn tràn đầy kiêng kỵ. Vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp quá quỷ dị. Nguy hiểm, hắn cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Dương Diệp vốn muốn tiếp tục ra tay, nhưng lúc này A-man ngăn ở trước mặt hắn, nàng một tay đè vai của Dương Diệp. Ngươi xảy ra chuyện gì? Dương Diệp hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Qua một hồi lâu, Dương Diệp trầm giọng nói. Không biết, chỉ là cảm giác rất muốn giết người. A-man cau mày. Vừa rồi ngươi gặp cái gì? Dương Diệp cũng không có giấu giếm. Gặp một người, nhận được một ít gì đó. Nghe vậy, A-man nhíu mày. Ta cần hảo hảo tỉnh táo một chút. Dương Diệp thở một hơi thật dài, hắn hiện tại, cảm giác có chút không tốt lắm. Bất kể là kiếm đạo, hay binh đạo, hắn đều không thế nào ổn định. Đặc biệt là binh đạo, không chỉ không ổn định, còn rất nguy hiểm. Giết người. Cực kỳ muốn giết người. Cho dù hắn giết người như ngoé, cũng biết đây nhất định không phải ý tưởng của một người bình thường nên có.
Chúng ta đi. A-man nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hiện tại hắn cần ngồi xuống an tĩnh một chút. Xa xa, nữ tử váy xanh không có ngăn cản, vừa rồi một kiếm kia, làm cho nàng hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Nàng lại ngu xuẩn cũng biết, người trước mắt này, không phải người bình thường. Vì một linh chủ, không đáng đi mạo hiểm. Mà đúng lúc này, một đoàn người đột nhiên xuất hiện ở cách đám người Dương Diệp không xa. Bốn người, toàn bộ là đạo cảnh. Trong đó hai tên, đám người Dương Diệp đều biết. Chính là mấy người trước kia bị bọn hắn ăn cướp qua, chạy trốn được hai người. Nam tử kia nhìn đám người Dương Diệp, giữ tợn cười cười. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt a. Bên cạnh Dương Diệp, A-man đang muốn nói, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Có chút nhìn không được. Minh đạo lục sát, nhân sát. Cái gọi là nhân sát. Chính là gặp người liền giết. Thấy người liền giết. Kỳ thật, những lời này không có phức tạp chút nào. Minh gia lục mạch, Dương Diệp kế thừa mạch này, chủ sát phạt. Sát phạt, dĩ nhiên chính là giết người. Dương Diệp không biết, người mới đầu tu tập binh đạo lục sát, tình huống còn nghiêm trọng hơn hắn mấy lần. Những người kia, không đơn thuần là gặp người liền muốn giết, ngay cả thân nhân của mình cũng muốn giết. Đương nhiên, người bình thường bắt đầu tu tập binh gia lục đạo, đều sẽ ở một chỗ đặc thù. Binh gia tự nhiên sẽ không tàn ác như thế. Mà Dương Diệp, bởi vì hắn là kiếm tu, tăng thêm hắn kiếm tâm thông minh, cho nên hiện tại mới có thể còn lý trí, tuy muốn giết người, nhưng sẽ không gặp người nào cũng muốn giết. Bên cạnh Dương Diệp, A-man nhìn thoáng qua Dương Diệp, hai đấm Dương Diệp nắm chắc, gắt gao nắm tay của mình. Nhưng lúc này, nam tử xa xa kia đột nhiên cười gằn nói, ngươi không phải ưa thích cướp bóc sao? Hiện tại, thanh âm nam tử đột nhiên im bặt. Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Dương Diệp đã ở trước mặt nam tử kia, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực chỉ ngực đối phương. Sắc mặt bốn người kia hơi đổi, đều không nghĩ tới Dương Diệp lại đột nhiên ra tay, bất tê xê quá bốn người phản ứng cực nhanh, thời điểm Dương Diệp ra tay, bốn người cũng nhao nhao xuất thủ. Giết! A-man nói xong, liền muốn ra tay, nhưng lúc này, một màn trước mắt làm cho nàng sững sờ ngay tại chỗ. Xa xa! Xùy! Một cái đầu lâu bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Ở dưới A-man và Linh nhìn chăm chú, Dương Diệp vì tiện một kiếm lấy đầu nam tử kia. Nam tử kia, là cường giả đạo cảnh. Cứ như vậy bị Dương Diệp một kiếm tước mất đầu. Mà một kiếm này của Dương Diệp, từ mặt ngoài đến xem. Chỉ là một kiếm thông thường, cũng không có chỗ thường gì khác. Sau khi nhất kiếm sát na giết nam tử kia, Dương Diệp nhìn về phía một người khác, tương tự đâm ra một kiếm. Lúc này đây, đám người A-man cẩn thận nhìn. Thời điểm kiếm của Dương Diệp đi vào trước mặt nam tử kia có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh hắn làm ra phản ứng, trường thương trong tay chém xuống một cái. Quay chậm mà xem. Thời điểm kiếm của Dương Diệp muốn tiếp xúc trường thương trong tay nam tử kia, đột nhiên kiếm trong tay Dương Diệp biến mất. Xùy. Thời điểm kiếm của Dương Diệp biến mất, thân thể nam tử kia cương cứng. Thoáng qua, thân thể nam tử ngã xuống. Chết như thế nào? Bên cạnh A-man, Linh trầm giọng hỏi. Hai đấm A-man nắm chắc. Thời điểm nam tử ra tay, đã chết rồi. Làm sao có thể? Linh kinh ngạc nhìn về phía A-man. A-man khẽ lắc đầu. Ta cũng không tin được, kiếm của hắn, đã bao hàm rất nhiều đồ vật, ta chỉ có thể nhìn được một chút nhỏ. Bất quá, hắn hiển nhiên còn không có triệt để hấp thu, bởi vì bây giờ kiếm của hắn có chút loạn. Nếu như hắn có thể triệt để dung hợp hấp thu, như vậy sẽ càng kinh khủng hơn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Ngoại trừ kiếm, ta còn cảm giác có những vật khác, khí tức sát phạt trên người hắn quá nặng. Linh quay đầu nhìn lại, chỗ đó lại một nam tử đã nằm xuống. Hai người khác nhìn thấy Dương Diệp dễ dàng liền chém giết hai tên đạo cảnh, rốt cuộc luống cuống. Có thể ở địa phương này sinh tồn, tự nhiên đều không phải người hèn yếu gì. Nhưng Dương Diệp bày ra thực lực, còn có sát khí trên người hắn, quả thực quá kinh khủng. Trốn. Hai người quyết đoán lựa chọn trốn. Dương Diệp cũng không có đuổi theo, hắn ngừng ngay tại chỗ. Giờ phút này. Sát niệm của hắn vô cùng nặng, nhưng đầu hắn vẫn thanh tỉnh. Hắn biết rõ một điểm, mình bây giờ là không bình thường. Qua hồi lâu,
Dương Diệp rốt cuộc cảm giác sát niệm của mình ít đi một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía xa, chỗ đó, nữ tử váy xanh vẫn còn. Nữ tử váy xanh nhìn Dương Diệp. Minh đạo lục sát. Dương Diệp cau mày. Ngươi là người phương nào? Nữ tử váy xanh nhìn Dương Diệp thật sâu. Không nghĩ tới đã rơi vào trong tay ngươi, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Nói xong, nàng cùng nam tử bên cạnh quay người biến mất ở xa xa. Minh đạo lục sát. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt mang theo một chút mờ mịt. Minh đạo lục sát này, lại có thể ảnh hưởng tâm trí của hắn. Bất quá cũng bình thường. Minh gia, đây chính là tồn tại cùng đạo gia nổi danh a. Tuy hắn biết không nhiều về Minh gia và đạo gia, nhưng hắn biết rõ, đây tuyệt đối không phải cái gì thập đại động thiên phúc địa, hoặc tam đại thánh địa gì có thể so sánh. Bất kể là những kiếm kỹ mà lão giả đạo bào cho hắn, hay Minh đạo lục sát, hoặc Minh đạo tổng cương, hắn đều cần phải hảo hảo nghiên cứu, sau đó hấp thu. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía A-man. Chúng ta đi thôi. A-man khẽ gật đầu. Ba người cũng không hề rời Nam Lân Sơn, mà tìm một sơn động không người. Nơi đây hẳn không có nguy hiểm. A-man nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Man tỷ, Linh Huynh, ta cần tĩnh tâm một lát, làm phiền. A-man khẽ gật đầu, sau đó cùng Linh Thối lui đến bên ngoài sơn động. Trong động, Dương Diệp tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tiền bối có biết Minh gia không? Dương Diệp tìm Hậu Khanh hỏi. Hậu Khanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Tiểu tử, vốn không muốn để cho ngươi tiếp xúc cấp độ này, bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đủ. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi đã sớm cuốn vào rồi. Xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Dương Diệp nói. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Ở Đại Thiên Vũ Trụ, có một vài thế lực cao cao tại thượng, những thế lực này, bao trùm trên bách tộc. Những thế lực này, theo thứ tự là Đạo Gia, Nho Gia, Minh Gia, Phật Gia. Tháp này của ngươi, chính là Đạo Gia Chí Bảo. Bao trùm trên bách tộc. Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nhẹ gật đầu, sau đó nói. Tứ gia này, là cao cao tại thượng chân chính. Bất quá ở trong tứ gia, vấn đề cũng rất nhiều. Ví dụ như đạo môn, trong đạo môn lại phân mấy mạch, nếu không phải có đại địch Phật gia nhìn chằm chằm, có lẽ đạo môn đã sớm nội chiến. Không chỉ đạo gia, Phật gia, Minh gia, Nho gia, trong nhà bọn hắn cũng không thái bình. Đạo gia, Minh gia. Dương Diệp trầm mặc, hiện tại hắn đã cuốn vào trong những thế lực này, sợ rằng so với bị bách tộc đuổi giết càng thêm phiền phức. Lúc này Hậu Khanh lại nói. Tiểu tử, ta biết chỉ như vậy. Ngươi lấy được Minh đạo lục sát, không phải thứ đơn giản, lúc tu luyện chớ chủ quan. Bất quá, đây cũng là một đại cơ huyên. Mới vừa rồi, ngươi có thể dễ dàng miểu sát mấy vị cường giả đạo cảnh, không đơn thuần là kiếm đạo của ngươi, trong này cũng có công lao của Minh đạo lục sát. C. Dương Diệp hỏi. Thần tộc. Hậu Khanh trầm giọng nói. Thời điểm nói hai chữ này, thanh âm của Hậu Khanh có vẻ hơi ngưng trọng. Thần tộc. Dương Diệp nói. C. Hậu Khanh lạnh nhạt nói. Hai văn minh bất đồng, chủng tộc bất đồng gặp nhau, người nói sẽ như thế nào? Dương Diệp nói. Chiến. Hậu Khanh nhẹ gật đầu. Chính là chiến, cuối cùng, dùng nhân tộc cầm đầu bách tộc thắng. Thần tộc thì sao? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh khẽ lắc đầu. Biến mất vô ảnh vô tung, bất quá sự cường đại của bọn hắn là không thể nghi ngờ. Thần tộc. Dương Diệp nhớ tới khối ngọc bội kia, con dị thú trên ngọc bội kia, theo cùng kỳ nói, kia là hộ tộc thần thú của thần tộc. Mà khối ngọc bội này, là của trí nữ. Lai lịch của trí nữ ra sao? Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, quyết định không suy nghĩ những thứ này. Hiện tại việc cấp bách, là hoàn thiện kiếm đạo cùng binh đạo của mình, bằng không thì. Binh đạo lục sát, nhân sát. Kỳ thật, hiện tại Dương Diệp hắn đã coi như tu luyện thành nhân sát. Nhân sát này, chú ý đúng là giết người, mà Dương Diệp hắn cả đời này, giết người đã nhiều lắm. Đối với giết người, tâm đắc rất nhiều. Bất quá hắn còn thiếu một điểm. Thiếu đúng là khống chế. Minh đạo lục sát, cũng không phải muốn tu luyện giả biến thành một cổ máy giết người. Muốn chính thức tu luyện thành nhân sát, phải làm được một điểm, cái kia chính là có thể làm được giết hay không giết. Đơn giản mà nói, là khống chế sát niệm trong lòng, mà không phải sát niệm khống chế hắn. Người này, có thể giết, nhưng cũng có thể không giết.
đơn giản mà nói, chính là phải biến thành người bình thường, có lý trí. Nhân sát có hai chỗ tốt, một là sát niệm càng mạnh, khí tức sát phạt trên người hắn càng mạnh, khí tức sát phạt này có thể trở thành khí thế của hắn. Loại khí thế này, là cực kỳ hữu dụng. Đặc biệt là hiện tại kiếm đạo của hắn đạt đến trình độ phá tâm, lại phối hợp khí thế kia, quả thực như hổ thêm cánh. Đây chính là nguyên nhân vì sao lúc trước hắn có thể nhất kiếm sát na giết cường giả đạo cảnh. Trừ lần đó ra, còn có một chỗ tốt, cái kia chính là chiêu thức. Nhân sát không có chiêu thức cố định, nhưng nó có rất nhiều phương pháp giết người. Loại phương pháp này, đối với một kiếm tu thích cận thân chiến đấu như hắn mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Kiếm đạo, sát đạo. Không có chút xung đột nào, trái lại rất nhiều nơi, cả hai đều là giống nhau. Mà hắn hiện tại, cần phải làm là triệt để hấp thu, sau đó dung hợp. Hắn hiện tại bất kể là kiếm đạo hay sát đạo, đều có chút loạn. Dương Diệp tin tưởng, chỉ cần mình hấp thu cả hai, sau đó dung hợp, thực lực của hắn tất nhiên sẽ có một lột xác. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Trong Hồng Mông Tháp, mới đầu Dương Diệp ngồi xuống tinh tư, nhưng về sau hắn bắt đầu luyện kiếm. Luyện kiếm, bổ, đâm, chém, bạt. Chính là những động tác cơ bản ấy mà thôi. Kiếm đạo của hắn, đã từng là phồn, sau đó hóa giản. Mà bây giờ, hắn là sau hóa giản lại hóa phồn, sau đó lại hóa giản. Đều là hóa giản, nhưng cảnh giới khác nhau rất lớn. Bởi vì phồn trước kia, không có phần như sở học hiện tại, rất dễ hóa giản, mà bây giờ, sở học nhiều, căn bản không phải dĩ vãng có thể so sánh. Bây giờ muốn hóa giản, độ khó kia, ít nhất là gấp 10 lần lúc trước. Còn nữa, ngoại trừ hóa giản, còn có dung hợp. Kiếm đạo và binh đạo dung hợp, thời gian từng chút trôi qua, ở bên ngoài, đã qua một tháng. Một tháng nay, Aman và Linh đều canh giữ ở cửa động. Gia hỏa này không có sao chứ? Ở cửa động, Linh hỏi. Aman nhìn thoáng qua trong động, sau đó lắc đầu. Hẳn sẽ không, hắn đã lấy được cơ duyên, giờ phút này hẳn đang tiêu hóa. Vì sao Man tỷ không hỏi, tại sao hắn lại bị bách tộc đuổi giết? Linh đột nhiên hỏi. Aman lạnh nhạt nói. Hỏi cũng không có ý nghĩa, không phải sao? Linh suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng phải. Aman còn muốn nói điều gì, đột nhiên nàng nhíu mày, qua một lát nàng nói. Thiên cư thành có phiền toái. Linh muốn nói cái gì, Aman nói. Ngươi ở chỗ này, ta trở về một chuyến. Ta trở về với ngươi. Linh vội vàng nói. Aman khẽ lắc đầu. Một mình hắn ở bên trong, cần phải có một người hỗ trợ thủ hộ, yên tâm, ta có thể xử lý. Nói xong, Aman quay người thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, Linh nhíu mày. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới trước một thác nước, ở trước mặt hắn, là một ngọn núi cao đến mấy trăm trượng, vô số nước chảy từ đỉnh núi chút xuống, cuối cùng toàn bộ rơi vào trong một đầm nước, tung tóe lên bọt sóng, rất là đồ sộ. Dương Diệp đứng ở trước thác nước, tâm như chỉ thủy. Qua không biết bao lâu, đột nhiên bàn tay Dương Diệp chậm rãi mở ra, sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Mũi kiếm hướng xuống, chống đỡ lấy lòng bàn tay, xoay tròn rất nhanh. Đột nhiên kiếm ngừng lại. Trong chốc lát, suy 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 suy. Xa xa, ngọn núi kia đột nhiên xuất hiện từng vết rạn, tựa như mạng nhện, gió nhẹ thổi tới, cả ngọn núi hóa thành bột mịn phiêu tán ở trong không trung. Cả ngọn núi trực tiếp biến mất, tựa như cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Mà sau khi núi lớn biến mất, không gian trải rộng vết rạn. Một tấm mạng nhện, dài trăm trượng, rộng mấy trăm trượng để ngang ở trước mặt Dương Diệp. Vừa rồi một chớp mắt kia, nhìn như chỉ ra một kiếm, thực ra không phải, vừa rồi một chớp mắt kia, Dương Diệp ra ít nhất ngàn kiếm. Một hơi ngàn kiếm, với hắn mà nói cũng không khó. Đương nhiên, có thể có uy lực như vậy, không đơn thuần là ra ngàn kiếm, còn một nguyên nhân khác, cái kia chính là một ngàn kiếm này, kỳ thật có tinh túy của vạn loại kiếm kỹ. Không chỉ như thế, hắn còn gia nhập kỹ xảo giết người của binh đạo lục sát. Binh đạo, kiếm đạo, dung hợp. Vừa rồi một kiếm kia, nếu so với vô địch kiếm trận của hắn thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bất quá, Dương Diệp cũng không có sử dụng kiếm vực đến gia trì một kiếm này. Sở dĩ không dùng đến kiếm vực gia trì, là vì không dám.
sử dụng kiếm vực, bản thân tiêu hao thật lớn, mà vừa rồi một kiếm này, mặc dù uy lực không bằng, nhưng tiêu hao cũng lớn vô cùng. Cả hai kết hợp, uy lực cực lớn, nhưng tiêu hao cũng cực lớn, hơi không cẩn thận, kiếm còn không có ra, mình có thể đã tàn. Cảnh giới. Giờ khắc này, Dương Diệp biết, hắn cần tăng lên cảnh giới của mình. Cảnh giới là căn bản, mà minh cảnh nhị đoạn, còn thiếu rất nhiều. Tại chỗ, Dương Diệp hít sâu một hơi, bàn tay mở ra, kiếm lần nữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhìn thấy kiếm trong tay mình xoay tròn, Dương Diệp mỉm cười. Nếu là vạn loại kiếm kỹ cùng binh đạo lục sát dung hợp thành, vậy một chiêu này liền gọi táng kiếm sát đi. Táng kiếm sát, kiếm nơi tay, người nào không thể chôn giết. Kiếm thu, Dương Diệp cũng không rời Hồng Mông Tháp, bởi vì hắn còn có một việc chưa hoàn thành. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trong đám mây. Đứng ở trong đám mây, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Đột nhiên, tầng mây bồng bềnh ở chung quanh ngừng lại, ngay sau đó, những tầng mây kia đột nhiên chậm rãi lui về phía sau. Kiếm thế, sát phạt thế. Ở dưới hai loại thế áp bách, những tầng mây chung quanh kia lui tán, cùng lúc đó, không gian chung quanh Dương Diệp dần dần rung động, phảng phất như địa chấn. Đột nhiên, từng tàn ảnh xuất hiện. Những tàn ảnh này, là tàn ảnh của Dương Diệp. Những tàn ảnh này, dùng Dương Diệp làm trung tâm, một đạo tiếp một đạo xuất hiện ở bốn phía, rất nhanh, trong vòng mấy trăm trượng trải rộng tàn ảnh của Dương Diệp. Mà Dương Diệp như trước tại nguyên chỗ, không di chuyển chút nào. Ở phía dưới, thân sắc của Hậu Khanh dần dần ngưng trọng lên. Giờ khắc này, hắn cũng không phân rõ cái nào là bản thể của Dương Diệp. Hiện tại Dương Diệp đứng ở vị trí nguyên lai, cảm giác không hề động, nhưng hắn biết rõ, Dương Diệp đứng tại chỗ kia, kỳ thật cũng là một đạo tàn ảnh. Ngay lúc này, Tiểu Bạch ở bên cạnh hắn đột nhiên nâng tiểu chảo chỉ vô số tàn ảnh, ý kia là hỏi, Dương Diệp đang làm cái gì? Hậu Khanh ngẩng đầu nhìn, lúc này những tàn ảnh kia đã dần dần biến mất, mà vị trí Tiểu Bạch chỉ, chính là vị trí bản thể của Dương Diệp. Hậu Khanh quay đầu kinh hãi nhìn Tiểu Bạch. Ngươi biết đó là bản thể của hắn. Tiểu Bạch mở to mắt, một bộ không rõ ngươi đang nói cái gì. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch, hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nói. Làm sao ngươi biết đó là ta? Ân, chính là vừa rồi nhiều ta như vậy, làm sao ngươi biết cái kia chính là ta? Tiểu Bạch mở to mắt, qua một hồi lâu mới hiểu rõ ý tứ của Dương Diệp. Lập tức, tiểu chào nàng chỉ Dương Diệp, sau đó nhếch miệng cười cười. Dương Diệp mỉm cười, câu trả lời của Tiểu Bạch là, nàng chính là biết rõ, lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Ta hiểu rồi, tiểu gia hỏa này là thiên địa linh chủ, tăng thêm lại đạt được khí tức thánh nhân, nếu như ta không đoán sai, bất kỳ chướng nhãn pháp nào đối với nàng đều sẽ vô dụng. Mắt của nàng, có thể chứng kiến tất cả hư mị. Nghe vậy, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, cười nói. Xem ra Tiểu Bạch nhà ta vẫn vô cùng lợi hại. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ sát hai má của Dương Diệp. Ngươi vừa rồi là làm gì? Lúc này Hậu Khanh đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói. Vốn là một ý nghĩ, đoạn thời gian này, ta mỗi ngày tu luyện, không ngừng sửa, hôm nay rốt cuộc làm xong một vấn đề cuối cùng, thành công. Thân pháp. Hậu Khanh hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Sát nhân kỹ. Vừa rồi một chiêu này, ta xưng là ảnh kiếm sát. Giết người, chỉ thấy ảnh, không gặp người. Nói đến đây, hắn tự tin cười cười. Không chút khách khí mà nói, hiện tại nếu đối đầu cường giả đạo cảnh bình thường, ta có thể ở thời điểm đối phương còn chưa kịp phản ứng liền kích giết đối phương. Nghe vậy, Hậu Khanh đắng chát cười cười. Tốc độ phát triển của ngươi, không khỏi quá nhanh đi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Cái này cũng là nhờ lão giả đạo bào cùng trung niên binh gia kia. Hắn có thể tiến bộ nhiều như vậy, là bởi vì lấy được vạn bộ kiếm kỹ, còn có binh đạo lục sát của binh gia. Nếu như không có hai thứ này, coi như hắn khổ tu 10 năm, cũng không khả năng có loại thực lực như bây giờ. Thiên phú, cố gắng, tuy trọng yếu, nhưng cơ duyên cũng trọng yếu. Mà ba cái này, Dương Diệp hắn đều có. Bên cạnh Dương Diệp, Hậu Khanh khẽ gật đầu. Kỳ thật. Chỉ cần ngươi trở lại đại thiên vũ trụ, lộ ra thân phận của ngươi, ta tin tưởng, bách tộc không có người sẽ đuổi giết ngươi. Bất kể là đạo gia, hay binh gia, cái này đã đủ để cho những người kia buông tay. Dương Diệp cười nói.
nhưng cũng có thể để cho ta chết nhanh hơn, không phải sao? Hậu Khanh nhẹ gật đầu. Xác thực, Dương Diệp hắn, là người của đạo gia, có được đạo gia đệ nhất chí bảo. Lão giả đạo bào bảo kê hắn, có lẽ không có việc gì. Nhưng nếu lão giả đạo bào sơ sẩy một chút, hắn khả năng liền xong. Âm mưu có thể không sợ, nhưng dương mưu thì sao? Về phần binh gia, vậy càng không cần phải nói. Hắn kế thừa mạch này, sẽ phải gánh nhân quả của đối phương, mà mạch thì bị người diệt. Hơn nữa còn là nội bộ binh gia diệt. Hắn bại lộ thân phận, nói không chừng chết như thế nào cũng không biết. Hắn biết rõ, chỉ có một loại tình huống, người của đạo gia không dám tới tìm hắn gây sự. Binh gia không chỉ không dám tới tìm hắn gây sự, còn có thể cố hết sức lôi kéo hắn. Loại tình huống này chính là, hắn có được thực lực cường đại. Khi hắn có thể vì hai nhà này mang đến giá trị to lớn, khi đó hắn muốn chết cũng khó khăn. Nhưng bây giờ, xa xa không được. Hắn hiện tại, căn bản không thể ký thác tánh mạng của mình vào trên người đạo gia hoặc binh gia. Dựa vào chính mình. Bên cạnh Dương Diệp, Hậu Khanh khẽ gật đầu. Ngươi có ý tưởng này, tự nhiên là tốt. Ngươi, vẫn phải dựa vào chính mình. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Ý định. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Đi binh mộ lấy 12 thanh kiếm kia, sau đó nghĩ biện pháp rời nơi này, đi thiên tộc. Thiên tộc. Hậu Khanh trầm giọng nói. Tuy thực lực của ngươi bây giờ vô cùng cường đại, nhưng vẫn không cách nào dùng sức một mình đối kháng thiên tộc. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ta là đi đòi người, không phải đi giết người. Nếu như bọn hắn không giao thì sao? Hậu Khanh hỏi. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Ta liền giết đến bọn hắn giao mới thôi. Sau khi cùng Hậu Khanh tán gẫu, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Ra sơn động, Dương Diệp hít sâu một hơi, lúc này Linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi rốt cuộc đi ra. Làm sao vậy, Man tỷ chứ? Dương Diệp hỏi. Linh trầm giọng nói. Ma nhân quật cùng ác lang đoàn liên thủ, thiên cư thành cùng Man tỷ đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp hơi híp lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Rất lâu không có giết người, có chút hoài niệm rồi. Thiên cư thành. Trên tường thành, cầm đầu là A-man, sau lưng nàng là đám người Tần Xuyên. Giờ phút này, thần sắc mọi người đều có chút khó coi. Phía dưới, cầm đầu là ác lang cùng hắc ma, ở sau lưng hai người, là người của ma nhân quật cùng ác lang đoàn. Liên thủ. A-man thật không ngờ, ma nhân quật lại cùng ác lang đoàn liên thủ. Đây đối với thiên cư thành mà nói, không thể nghi ngờ là một tai. Nạn. A-man. Lúc này ác lang đột nhiên nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thuần phục, còn có một đường sinh cơ, nếu không, ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của chư vị trên tường thành. Thuần phục. A-man nhìn hắc ma. Không nghĩ tới, hắc ma ngươi lại cam nguyện cúi đầu xưng thần, thật sự là khiến người ngoài ý muốn. Phía dưới, sắc mặt hắc ma không thay đổi, lạnh nhạt nói. A-man, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Không nên bởi vì mình nhất thời cơ khí phách, mà hại huynh đệ phía sau mình. A-man quay đầu liếc nhìn mọi người. Các ngươi thuần phục không? Tần Xuyên cười hắc hắc. Hết thảy nghe lão đại. Đương nhiên, nếu như muốn đầu hàng, ta nhất định là không làm. Nếu chuyển ra bên ngoài, ta xấu mặt không nổi A. Mọi người sau lưng A-man nhao nhao bày tỏ thái độ. Không thuần phục. Có lão đại như thế nào, tự nhiên có binh như thế ấy. A-man quay đầu nhìn ác lang. Nhìn thấy không, những huynh đệ này của ta, bọn hắn không thuần phục. Ánh mắt ác lang dần dần băng lạnh xuống. Nếu như vậy, vậy các ngươi đều đi chết đi. Nói xong, tay phải vung lên. Trong chốc lát, mọi người phía sau hắn hóa thành hắc quang bắn mạnh về phía thiên cư thành. Trên tường thành, A-man nói. Mở trận. Rầm 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 rầm. Bốn cột sáng đột nhiên từ bốn phía thiên cư thành phóng lên trời. Bốn cột sáng đi vào chân trời liền hội tụ vào một chỗ, rất nhanh, một màn sáng to lớn bao trùm cả thiên cư thành, cùng lúc đó, một luồng sáng lấp lánh từ trong màn sáng kích bắn ra. Vô số quang trụ như mưa làm cho người ta sợ hãi. Bốn thiên cư thành không có trận pháp, bất quá sau khi đám người A-man tới, vì phòng ngừa vạn nhất, cho nên mọi người liên thủ bố trí một trận pháp. Những người này đều là siêu cấp thiên tài trong các tộc, bọn hắn liên thủ bố trí trận pháp. Đương nhiên sẽ không phải bình hoa. Phía dưới,
sắc mặt của ác lang cùng hắc ma không thay đổi. Nhìn thấy một màn này, A-man không khỏi nhíu mày. Ngay lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Rầm 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 rầm. Trong thiên cư thành đột nhiên truyền đến 4 tiếng nổ lớn, chỉ nháy mắt, cả thiên cư thành rung kịch liệt, rất nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Tần Xuyên, màn ánh bao trùm cả thiên cư thành sáng đột nhiên biến mất. Trận pháp hủy rồi. Xảy ra chuyện gì? Đây là ý nghĩ của đám người Tần Xuyên giờ phút này. Trên tường thành, hai mắt A-man chậm rãi đóng lại, lúc này, 4 nhân ảnh đột nhiên từ trong thành nhảy ra, rơi vào bên cạnh ác lang. Ngôn Lam, Lý Lực, Khô Dạ, Khánh Vực. Trên tường thành, Tần Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm 4 người kia. Vì cái gì phản bội thiên cư thành? Thần sắc 4 người có chút mất tự nhiên, lúc này ác lang đứng dậy. Tự nhiên là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Vừa nói, ác lang nhìn về phía A-man. Hiện tại, người còn có chỗ dựa nào không? Trên tường thành, A-man từ từ mở mắt, ánh mắt nàng rơi vào trên mặt 4 người Ngôn Lam. Tuy ta biết, hiện tại nói cái gì cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng ta còn muốn hỏi một câu, vì cái gì? 4 người trầm mặc một lát, cuối cùng Ngôn Lam đứng ra. Man tỷ, chúng ta muốn sống, muốn rời đi nơi này, muốn biến thành càng cường đại hơn. A-man muốn nói cái gì, lúc này Hắc Lang đột nhiên cười nói. A-man, ta tới nói cho ngươi biết, kỳ thật cũng chỉ là một người 20 viên tiên tinh thạch mà thôi. Ta cho bọn hắn một người 20 viên tiên tinh thạch, sau đó bọn hắn liền đứng ở bên ta. Vừa nói, hắn cười ha ha một tiếng. A-man, cái gọi là tình nghĩa, nhiều khi ở trước mặt lợi ích, thật sự chẳng đáng là gì. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, đừng nói huynh đệ bằng hữu, coi như phụ thân cũng có thể giết. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Đột nhiên, 10 hắc y nhân xuất hiện ở 4 phía đám người Ngôn Lam, sau một khắc. Xuy 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 xuy. Hàn quang lấp lóe. Sắc mặt đám người Ngôn Lam đại biến, 4 người không nghĩ tới ác lang đoàn rõ ràng sẽ làm như vậy. Tuy bị 10 người vây quanh, nhưng 4 người phản ứng cũng không chậm, nhao nhao ra tay. Rầm 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 rầm. Trong tràng, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, rất nhanh, 2 tiếng kêu thảm thiết lan ra, còn có 2 nhân ảnh lẻn ra ngoài. 2 người bị miểu sát. Ngôn Lam và Lý Lực còn sống, nhưng 2 người đã bị trọng thương, hơn nữa còn bị 10 người vây quanh. Vì cái gì? Ngôn Lam nhìn chằm chằm ác lang. Vì cái gì? Ác lang lắc đầu. Ác lang ta bình sinh coi thường nhất, chính là người vì lợi ích bán đứng huynh đệ. Hôm nay các ngươi có thể vì lợi ích bán đứng thiên cư thành, ngày sau có thể vì lợi ích mà ở sau lưng đâm ta. Cho nên loại người như các ngươi vẫn là chết cho thỏa đáng. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Giết! 10 người kia muốn động thủ, đúng lúc này, một cây lang nha bổng đột nhiên phá không bay đến, trực tiếp đánh tới 10 người kia, trong đó ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, làm cho 10 người kia không thể không dừng tay lùi lại. Thoáng qua, A-man mang theo đám người đao cuồng xuất hiện ở trước mặt 2 người Ngôn Lam. Nhìn thấy một màn này, đám người ác lang có chút sửng sốt. Hiển nhiên, đều không nghĩ tới A-man sẽ đột nhiên ra tay. 2 người Ngôn Lam cũng không nghĩ tới. Vì cái gì? Ngôn Lam nhìn A-man hỏi. Lúc này, A-man quay đầu nhìn về phía Ngôn Lam. Chúng ta đã từng là huynh đệ, mặc dù các ngươi không nhân, nhưng A-man ta không thể bất nghĩa. Bất quá, sau ngày hôm nay, chúng ta không phải là huynh đệ nữa. Nói xong, A-man quay đầu nhìn về phía đám người ác lang. Ác lang, hắc ma, A-man ta cùng những huynh đệ sau lưng sẽ không thần phục. Các người muốn chiến, vậy chiến. Chiến, sau lưng A-man, đám người Tần Xuyên giận dữ hét lên. Khí thế. Tuy người của thiên cư thành thua xa ác lang đoàn cùng ma nhân quật, nhưng khí thế không yếu chút nào. Thấy chết không sờn. Giờ khắc này, người của thiên cư thành đều như thế. Ác lang gắt gao nhìn A-man hồi lâu, cuối cùng tay phải hắn vung lên. Giết. A-man quay người nhìn về phía đám người Tần Xuyên. Đến tử giới, nhận thức các ngươi, là thu hoạch lớn nhất của ta. Chư vị, kiếp sau lại làm huynh đệ. Nói xong, A-man tay nắm lang nha bổng quay người đập một phát. Giết! Đám người Tần Xuyên gầm thét. Xa xa, ác lang lạnh nhạt nói. Một tên cũng không để lại. Đại chiến bắt đầu. Ngay lúc này. O-O-O-N-G. Một tiếng kiếm minh đột nhiên từ phía chân trời xa xôi truyền đến.
Phía dưới, Ác Lang mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai mắt Ác Lang híp lại, bấm tay điểm vào mũi kiếm. Bành! Cả người Ác Lang bị chấn đến hơn trăm trượng, ngón tay đã đứt rời tận gốc. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người. Rất nhanh, một nam tử mặc áo xanh xuất hiện ở trước mặt đám người A-man. Người tới chính là Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn đám người A-man, sau đó cười nói. Loại trường hợp này, sao có thể thiếu được ta? A-man quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Tới vừa vặn. Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua đám người Ác Lang, sau đó nói. Để cho ta mở màn trước. A-man nói. Chắc chắn chứ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hắn chậm rãi đi về phía đám người Ác Lang. Trong chốc lát, không gian bốn phía Dương Diệp đột nhiên run lên kịch liệt. Khí thế. Một luồng áp lực vô hình nghiền ép về phía đám người Ác Lang. Cảm nhận được cỗ uy áp này, đám người Ác Lang biến sắc. Thời điểm bọn hắn muốn liên thủ phá vỡ uy áp, đột nhiên, bàn tay Dương Diệp mở ra, một thanh kiếm xuất hiện, trong chốc lát, thanh kiếm kia bắt đầu rung động kịch liệt. Nguy hiểm! Trong tràng, khi thấy chuôi kiếm này xoay tròn, sắc mặt Ác Lang biến đổi, theo bản năng muốn lui về phía sau. Mà đúng lúc này, nơi xa khóe miệng Dương Diệp đột nhiên nổi lên nụ cười quỷ dị, chỉ nháy mắt, cả người mang kiếm biến mất. Suy suy suy! Trong tràng đột nhiên xuất hiện thanh âm không gian xé rách, giờ khắc này toàn thân Ác Lang đã sởn hết cả gai ốc, thân hình lóe lên, không ngừng lùi lại, cùng lúc đó, đạo đạo hắc quang không ngừng xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba hơi sau, trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh im ắng. Ác Lang vẫn còn, bất quá giờ phút này, trên trán hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Qua một cái chớp mắt, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hắc Ma. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Hắc Ma. Cái này. Hắc Ma có chút đờ đẫn nhìn Dương Diệp. Nhanh như vậy. Ca sát. Ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thân thể Hắc Ma hóa thành mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn, không sai biệt lắm chỉ nhỏ như móng tay. Miểu sát. Nhất kiếm sát na giết một vị thính đạo cảnh. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, đặc biệt là đám người Tần Xuyên. Giờ phút này trong mắt đám người Tần Xuyên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc nào Dương Diệp mạnh như vậy? Giờ phút này đám người Ác Lang nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đã tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Kiếm tu cường đại. Trong tràng, Dương Diệp đột nhiên triển khai. Ở trong mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp đi về phía Ác Lang, ở bên cạnh hắn, là một thanh kiếm xoay tròn rất nhanh. Theo kiếm xoay tròn, đạo đạo kiếm quang không ngừng lóe ra. Lạnh lẽo mà lăng lệ ác liệt. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, hắn nhìn về phía Ác Lang. Ta có một kiếm, người dám tiếp không? Nói xong. O-O-O-N-G. Tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên. Dám tiếp không? Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng như sấm sét. Trong tràng yên tĩnh giống như chết. Vừa rồi một kiếm này của Dương Diệp, tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng. Trực tiếp miễu sát một thính đạo cảnh, mà một kiếm này cực hạn ở nơi nào, mọi người lại không biết. Có thể miễu sát thính đạo cảnh, có lẽ còn có thể miễu sát cường giả kiến đạo cảnh A. Ánh mắt vô số người rơi vào trên người Ác Lang. Tiếp hay không tiếp? Phải nói, dám hay không dám, ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Ác Lang đột nhiên bước ra một bước. Có gì không dám? Hắn đương nhiên phải tiếp. Tử giới. Cường giả vi tôn, L nếu giờ khắc này hắn lùi bước, chính là nhu nhược, chính là chịu thua. Phải biết, Dương Diệp chỉ là một minh cảnh nhị đoạn. Mà Ác Lang hắn, là cường giả kiến đạo cảnh. C. Nếu như này cũng không dám tiếp, đó không thể nghi ngờ là sẽ trở thành trò cười của tử giới, mà chính bản thân hắn, cũng sẽ sinh ra tâm ma. Đường đường cường giả kiến đạo cảnh, không dám tiếp một kiếm của minh cảnh nhị đoạn, hắn cả đời này cũng không qua được tâm ma đó. Phải tiếp. Ác Lang đáp ứng, không thể nghi ngờ làm cho người của Ác Lang đoàn cùng ma nhân quật thở dài một hơi. Nếu như Ác Lang không dám tiếp, cái kia ý vị là, một cường giả kiến đạo cảnh cũng đánh không lại một minh cảnh nhị đoạn. Mà nếu như minh cảnh nhị đoạn kia đạt tới đạo cảnh thì sao? Suy nghĩ một chút cũng làm người hoảng sợ. Sau khi Ác Lang đáp ứng, mọi người phía sau ở dưới sự ra hiệu của hắn, lui về sau ngàn trượng. Bên cạnh Dương Diệp. A-man nói khẽ.
cẩn thận một chút. Nói xong, nàng mang theo đám người Tần Xuyên về tới trên tường thành. Trong tràng, chỉ còn lại Dương Diệp cùng Ác Lang. Ác Lang nhìn Dương Diệp một chút. Ta còn nhớ rõ ngươi, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của ngươi phát triển đến nước này. Khó trách những thiên tài bên ngoài, biết rõ nơi đây vô cùng nguy hiểm, nhưng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa chạy vào. Lúc trước hắn thấy qua Dương Diệp, khi đó Dương Diệp còn chưa đủ tư cách để cho hắn để ở trong lòng. Nhưng giờ phút này, vị kiếm tu trước mắt kia, làm cho hắn không thể không thận trọng đối đãi. Cùng cấp bậc, hắn đã coi Dương Diệp là đối thủ đồng nhất cấp. Dương Diệp không nói gì, bàn tay hắn mở ra, thanh kiếm bên cạnh rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Rất nhanh xoay tròn. Theo kiếm không ngừng xoay tròn, đạo đạo kiếm quang không ngừng từ trong kiếm tràn ra, đến cuối cùng, quanh người Dương Diệp, kiếm quang quẩn quanh, tựa như tiên nhân. Có thể giết cường giả kiến đạo cảnh sao? Dương Diệp cũng không nắm chắc, cường giả loại này, hắn là lần thứ nhất chính diện giao thủ. Bất quá rất nhanh, hắn sẽ biết. Đột nhiên kiếm trong tay Dương Diệp biến mất. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trong sân, chỉ có mấy người có thể nhìn rõ ràng chuyện sau khi kiếm của Dương Diệp biến mất. Thời điểm kiếm của Dương Diệp biến mất, Ác Lang đột nhiên đưa tay phải ra, trong chốc lát, không gian trước mặt hắn ngưng kết lại, đọng lại không chỉ không gian, còn có một đạo kiếm quang. Mà giờ khắc này, đạo kiếm quang kia đang từ từ lui về sau. Thời gian đảo ngược. Thời gian là đồ vật hư vô mờ mịt, hoặc có lẽ căn bản không có cái gọi là thời gian là con người phát minh ra để ghi chép quá khứ, hiện tại, tương lai. Mà bản thân nó, căn bản không tồn tại. Nhưng quá khứ, hiện tại, tương lai tồn tại, tu luyện tới trình độ nhất định, để cho thời gian đảo ngược cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, loại việc xuyên qua tương lai thì không thể tưởng tượng nổi, có lẽ cường giả đỉnh cao nhất có thể làm được, nhưng vô cùng nguy hiểm. Cái gọi là kiến đạo cảnh, kỳ thật chỉ đúng là gặp quá khứ. Nó bao hàm rất nhiều, một loại trong đó, chính là thời gian. Gặp đạo, thấy thời gian, khống chế quá khứ hư vô mờ mịt, để cho thời gian đảo ngược. Loại năng lực này, không thể tưởng tượng. Đương nhiên, loại khống chế tương lai này, dù chỉ là một tức, cũng không phải Ác Lang có thể làm được. Có thể chính thức khống chế quá khứ hiện tại, trên cơ bản đều có một chữ tổ. Về phần dự đoán tương lai, trong thiên địa này, có, nhưng Phượng Mao Lân Giác. Trong tràng, kiếm quang quay về phía sau, cách Ác Lang càng ngày càng xa, nhưng cách Dương Diệp càng ngày càng gần. Ác Lang nhìn Dương Diệp. Chênh lệch, ta và ngươi chênh lệch, không cách nào dùng bất kỳ vật gì đền bù. Thật sao? Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, thanh kiếm kia của Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, Ác Lang thì sắc mặt đại biến, hai tay mãnh liệt vỗ ra. Ầm. Trong tràng đột nhiên bạo phát ra âm thanh nổ vang rung trời. Hết thảy khôi phục bình thường. Mà giờ khắc này, Ác Lang đã cách hơn 5.000 trượng, cùng lúc đó, Ác Lang quỳ một chân trên đất, hai cánh tay của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, máu tươi không ngừng tuôn ra. Một kiếm gãy đi hai tay. Thất bại. Ác Lang thất bại. Trong tràng, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Minh cảnh nhị đoạn, đánh bại cường giả kiến đạo cảnh. Ác Lang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm vực. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Sau một lúc lâu, hắn quay người đi về phía Thiên Cư Thành. Ở bên cạnh hắn, là một thanh kiếm trôi lơ lửng. Kiếm theo người đi. Ác Lang nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Sau lưng hắn, là người của Ác Lang đoàn cùng ma nhân quật. Sau khi đám người Ác Lang biến mất, khóe miệng Dương Diệp đột nhiên tràn ra một ngụm máu tươi không ngừng chảy. Vừa rồi, tuy hắn một kiếm thước mất hai cánh tay của Ác Lang. Nhưng cũng bỏ ra cái giá thê thảm, hắn dùng kiếm vực cưỡng ép phá hết lực lượng của đối phương, sẽ bị cắn trả. Bởi vì lực lượng của đối phương vượt xa hắn hiện tại. Cái cắn trả này, là có chút nghiêm trọng. Thần hồn cùng tinh thần bị thương nặng. Theo như hắn phỏng đoán, ít nhất cần phải nghỉ dưỡng sức 10 ngày mới có thể khôi phục. Lúc này, Aman xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng quan sát Dương Diệp một chút. Không có sao chứ. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó lắc đầu. Không có đại sự. Aman khẽ gật đầu, đang muốn nói gì, lúc này hai người Ngôn Lam đột nhiên đi tới trước mặt Aman.
Đại tỷ, Ngôn Lam muốn nói cái gì, nhưng A Man khoát tay áo. Ngôn Lam, mỗi người đều có lựa chọn của mình, người lựa chọn đi con đường kia, cũng không có gì sai. Chỉ có điều, lúc trước ta đã nói qua, hai người các ngươi cùng chúng ta, đã không phải là huynh đệ. Ly khai Thiên Cư Thành đi. Đám người Tần Xuyên không nói gì. Kỳ thật trong lòng đám người Tần Xuyên còn có chút khó chịu, dù sao ai bị bán đứng cũng sẽ khó chịu. Bất quá bọn hắn không nói gì thêm. Đây là quyết định của A-man, bọn hắn tôn kính A-man. Thần sắc hai người Ngôn Lam có chút phức tạp, qua hồi lâu, Ngôn Lam liếc nhìn mọi người. Thật xin lỗi. Đám người Tần Xuyên trầm mặc. Trong mắt Ngôn Lam hiện lên vẻ ảm đạm, hắn cùng với Lý Lực không có nói gì, hai người quay người rời đi. Giờ phút này, tâm tình mọi người đều có chút phức tạp. Dù sao đã từng là huynh đệ. Sau khi hai người Ngôn Lam rời đi, A-man nhìn về phía thi thể hai người khác, nàng lắc đầu. Tần Xuyên, hảo hảo chôn bọn hắn. Tần Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó cùng Vu Tịnh mang theo hai thi thể biến mất. A-man nhìn về phía Dương Diệp nói. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. A-man khẽ gật đầu. Mọi người tiến vào Thiên Cư Thành, trong thành, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Bốn phía, ánh mắt mọi người thỉnh thoảng rơi vào trên người hắn. Cánh tay Vu Tịnh nhẹ nhàng đụng Tần Xuyên. Tần Xuyên, người cùng gia hỏa này tương đối quen, đợi tí nữa người đi hỏi hắn một chút, hắn làm sao ở trong thời gian ngắn biến thành mãnh liệt như vậy. Tần Xuyên cười khổ. Ta cũng muốn biết. Thực lực trước kia của Dương Diệp, tuy cũng không tệ, nhưng khi đó hắn còn không có đạt đến trình độ như bây giờ. Có thể nói, hiện tại trong thành này, thực lực của Dương Diệp chỉ sợ đã sắp xếp thứ nhất. Một kiếm kia, trong chàng không có bất kỳ người nào có tự tin tiếp được. Đến lúc đó hỏi một chút. Vu Tịnh cười hắc hắc. Tần Xuyên nhẹ gật đầu. Chờ hắn tỉnh, ta sẽ hỏi một chút. Trong Hồng Mông Tháp. Chữa thương. Ở dưới Hồng Mông tử khí chữa trị, thương thế của hắn dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Sau 12 ngày, thương thế của Dương Diệp triệt để khôi phục. Ra Hồng Mông Tháp, Dương Diệp mới vừa mở mắt liền sửng sốt. Ở trước mặt hắn, vây quanh thật nhiều người, cầm đầu đúng là Tần Xuyên. Lúc này, tất cả mọi người đang theo dõi hắn. Các ngươi làm gì đó? Dương Diệp hỏi. Tần Xuyên dựa vào gần Dương Diệp. Thành thật khai báo, tại sao ngươi mạnh như vậy? Có phải ăn linh đan rượu dược gì hay không? Dương Diệp cười cười. Không có linh đan rượu dược gì, chỉ là lấy được một ít cơ duyên. Cơ duyên? Tần Xuyên rất thức thời không có hỏi nữa. Mọi người cũng như thế. Sau khi cùng mọi người tán gẫu, Dương Diệp đi tới trước mặt A-man. Man tỷ, ta muốn rời khỏi nơi này. A-man có chút dừng lại, sau đó nói. Đi Hắc Ngục Sơn Mạch. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Muốn đi xem. A-man do dự một chút, sau đó nói. Ta biết, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng Hắc Ngục Sơn Mạch kia, không tầm thường. Dương Diệp nói. Ta biết. Nhưng vẫn phải đi sông sáo, thuận tiện lấy vài thứ thuộc về mình. Thập nhị sát kiếm. Đây là trung niên kia cho hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. A-man nghĩ một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Đi đi, cẩn thận một chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Man tỷ, nếu như Thiên Cư Thành có việc, tùy thời liên hệ ta, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trở về. A-man mỉm cười. Nhất định. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó tay cổ tay khẽ động, một nạp giới rơi vào trước mặt A-man. Đây là chút quà nhỏ ta cho ngươi. Nói xong, Dương Diệp quay người thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở chân trời. Tại chỗ, thần niệm A-man quét qua, sau đó ngây ngẩn cả người. 60 viên tiên tinh thạch. Ở trong nạp giới này, có khoảng chừng 60 viên tiên tinh thạch. 60 viên tiên tinh thạch. Không thể không nói, phần tâm ý này, có chút nặng. Ở bên ngoài, 60 viên tiên tinh thạch, ai cũng không có để vào mắt. Nhưng ở chỗ này, 60 viên tiên tinh thạch, có lẽ có thể gây ra mấy trận đại chiến. Thu hồi nạp giới, A-man ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chân trời, chỉ có dấu vết kiếm quang vạch qua. Đi rồi. Trầm mặc hồi lâu, A-man đột nhiên nói. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Hắc Ngục Lâm. Dương Diệp đi tới trước Hắc Ngục Lâm, không do dự. Hắn trực tiếp tiến vào trong đó. Lúc này đây, Dương Diệp không có cẩn thận như lần thứ nhất.
cũng không phải hắn khinh thường Hắc Ngục Lâm, mà là tự tin. Không biết có phải vì ban ngày hay không, Dương Diệp rời đi hồi lâu, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Bất quá hắn không có phớt lờ. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ mặt đất mãnh liệt phóng lên trời. Dương Diệp nhìn thoáng qua hắc ảnh kia, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, đạo hắc ảnh kia đột nhiên bắn về phía hắn. Mũi chân của Dương Diệp nhẹ nhàng xoay tròn, trong chốc lát, trong tràng xuất hiện mấy chục đạo tàn ảnh. Ba hơi sau, những tàn ảnh này biến mất. Ở trước mặt Dương Diệp, hơn nhiều một cỗ thi thể. Mặt người thân rắn. Loại yêu vật này, lúc trước hắn từng thấy, lúc trước hắn giết một con còn có chút cố sức. Mà bây giờ, hắn có thể một kiếm miểu sát. Dương Diệp nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia, sau đó tiếp tục đi tới. Lúc này đây, hắn không còn gặp loại yêu thú mặt người thân rắn kia nữa. Một đường yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Dương Diệp ra Hắc Ngục Lâm. Ở trước mặt hắn, là một sơn mạch liếc mắt không nhìn thấy cuối. Dương Diệp đang muốn đi lên, đột nhiên, hắn nhìn về phía bên phải, ở bên phải có một cự kiếm dài đến trăm trượng. Ở trên khắc một chữ binh. Binh gia. Dương Diệp do dự một chút, sau đó đi tới. Rất nhanh, hắn đi tới trước mặt cự kiếm. Ngay lúc này, một bóng người hư ảo từ trong đó vọt ra. Là ngươi. Dương Diệp sửng sốt. Bóng người hư ảo này, đúng là trung niên ở Nam Lân Sơn truyền hắn binh đạo lục sát. Muộn như vậy mới ra ngoài. Trung niên nói. Tiểu tử ngươi ở bên kia sinh con sao? Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, trung niên đột nhiên chỉ sơn mạch mờ mịt kia. Biết vì sao những cường giả cùng yêu linh bên kia không dám tới đây không? Dương Diệp lắc đầu. Trung niên chỉ mình. Hiểu chưa? Dương Diệp. Trung niên nói. Nam Lân Sơn, là nơi truyền thừa của sát phạt nhất mạch ta, ta tự nhiên không thể để cho những người cùng yêu linh kia đến phá hư. Cho nên để lại sợi tàn hồn này trấn thủ nơi đây. Mạo muội hỏi một chút, tiền bối đã chết, hay còn sống? Dương Diệp hỏi. Trung niên trầm mặc một hồi, sau đó nói. Sát phạt nhất mạch của binh gia, chỉ còn ta và ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói. Thực lực của tiền bối cường hãn như vậy, vì sao không tự mình đi báo thù? Báo thù? Trung niên lắc đầu. Nói thực ra, ta không nghĩ tới trả thù. Dương Diệp, ngươi không phải để cho ta đi báo thù sao? Đó là để cho ngươi đi. Trung niên nhìn Dương Diệp. Mà ta không muốn đi. Sắc mặt Dương Diệp lập tức đen lại, muốn mắng chửi người. Lúc này trung niên lại nói. Tiểu tử, mặc dù ta còn sống, nhưng lại bị binh tổ nhìn chằm chằm. Bởi vì sát phạt nhất mạch đã không còn, hắn không có khả năng để cho binh ra tổn thất bất luận mạch nào nữa. Thế nhưng sát phạt nhất mạch, 1670 người, sao có thể chết vô ích chứ? Dương Diệp nói. Tiền bối muốn ta đi báo thù. Trung niên cười nhẹ. Hiện tại sao tiểu tử ngươi biến đần như thế? Ngươi đi báo thù, ngươi có thể báo sao? Dòng dõi diệt sát phạt nhất mạch ta kia, bây giờ ở trong ngũ mạch là mạnh nhất, trong đó tùy tiện đi ra một cường giả, cũng có thể diệt ngươi trăm lần. Tiền bối là có ý gì? Dương Diệp hỏi. Trung niên nhìn Dương Diệp. Ta ở địa phương quỷ quái này lưu lại truyền thừa, chờ nhiều năm như vậy, chính là vì chờ một người có thể xây dựng lại sát phạt nhất mạch ta xuất hiện. Xây dựng lại sát phạt nhất mạch. Dương Diệp khó hiểu. Trung niên nhẹ gật đầu. Minh tổ không để cho ta báo thù, nhưng sẽ không ngăn cản ta xây dựng lại sát phạt nhất mạch. Mà ta nếu muốn báo thù, chỉ có một biện pháp, chính là để cho sát phạt nhất mạch tái hiện thế gian, sau đó thắng được đạo thống chi tranh, khi đó mới có thể cùng dòng dõi kia tranh giành một lần. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, tại sao ta cảm giác có chút không đáng tin cậy? Trung niên giang tay ra. Kỳ thật, ta cũng biết không đáng tin cậy, nhưng vẫn muốn thử xem, bằng không thì, ta cả đời này lương tâm bất an. Dương Diệp. Trung niên lại nói. Ta ở Nam Lân Sơn chờ lâu như vậy, cũng không chờ được người để cho ta hài lòng xuất hiện, cho đến khi ngươi xuất hiện. Ta biết, ngươi chính là người ta phải đợi. Dương Diệp có chút ngượng ngùng. Không có cách nào, người quá xuất chúng, ta cũng rất phiền não. Ngươi suy nghĩ nhiều, trung niên không khách khí nói. Sở dĩ chọn ngươi, cũng không phải bởi vì thiên phú của ngươi tốt bao nhiêu, mà là mệnh số của ngươi không tầm thường, hơn nữa trên người ly có nhiều loại nhân quả dây dưa không rõ.
Nếu sát phạt nhất mạch ta muốn quật khởi lần nữa, đi con đường bình thường khẳng định là không được, cho nên ta lựa chọn đi đường ta TC. Tìm một gia hỏa có nhiều loại nhân quả tới làm phù chủ của sát phạt nhất mạch ta. Sắc mặt Dương Diệp rất khó coi. Lúc này, Trung Niên lại nói. Tiểu cơ tử, ngươi xem, ta rất thẳng thắn a. Ta muốn nói, ngươi kế thừa phù chủ của sát phạt nhất mạch ta, tuy sẽ có rất nhiều phiền toái, nhưng chính ngươi cũng nhìn thấy, chỗ tốt cũng có rất nhiều. Thực lực của ngươi bây giờ, so với lúc trước, mạnh không chỉ một điểm hai điểm a. Dương Diệp trầm mặc. Từ xưa đến nay, sẽ không có bữa trưa miễn phí. Có thu hoạch, phải có trả giá. Đạo lý này, Dương Diệp hắn minh bạch. Trung Niên nói. Tiểu tử, người thân có đạo gia truyền thừa, hiện tại, lại truyền thừa binh gia ta, hơn nữa trên người còn có một chút nhân quả bừa bộn, đặc biệt là một phần trong đó, ta cũng thay người có chút lo lắng, bất quá ta không cách nào giúp đỡ. Vì cái gì? Dương Diệp vội vàng nói. Tiền bối. Nếu ngươi gặp được đồ vật gì gây bất lợi cho ta, ngươi cứ việc ra tay, ta không ngại. Trung Niên khẽ lắc đầu. Có nhiều thứ, không thể nhúng tay, sẽ rất phiền toái, không phải phiền toái bình thường. Ta có thể làm là, để cho ngươi kế thừa binh gia ta, cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm một khối này, còn lại, đó là chuyện của ngươi và người khác. Tiền bối không sợ ta phủi tay không làm. Dương Diệp đột nhiên nói. Trung Niên cười hắc hắc. Chuyện này, ta tự nhiên đã sớm nghĩ tới. Tiểu tử, người muốn vung tay mặc kệ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì ta đã viết tên ngươi vào danh sách của sát phạt nhất mạch ta, đơn giản mà nói, hiện tại binh gia ta đã có ghi chép của ngươi. Người muốn vung tay, người binh tiên nhất mạch sẽ không để cho ngươi vung tay. Cùng ta liên thủ, người còn có một đường sinh cơ, bằng không thì, hắc hắc. Dương Diệp. Bên kia có một đám bằng hữu của ngươi. Lúc này Trung Niên đột nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Như thế nào? Trung Niên nói. Vậy ngươi bảo bọn hắn mau rời khỏi địa phương kia đi. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Trung Niên nói. Nam Lân Sơn, truyền thừa đã truyền thừa, linh hồn thể của ta ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Mà một khi ta biến mất, không có ta trấn thủ, hắc hắc, yêu thú còn có những người kia không còn cố kỵ. Nhất định sẽ xông lại. Chiếm hữu khối linh địa cuối cùng này. Khối linh địa cuối cùng. Dương Diệp khó hiểu. Trung Niên khẽ gật đầu. Nam Lân Sơn, Thiên Cư Thành, những khu vực này, đừng nhìn không có linh khí, nhưng kỳ thật đã vô cùng tốt. Đặc biệt là Nam Lân Sơn, nơi đây còn có linh mạch. Mà bên ngoài tuy cũng có linh mạch, hơn nữa không ít, nhưng sói nhiều thịt ít. Cho nên một khi không có ta trấn thủ, những người kia nhất định sẽ xông lại. Những người kia rất mạnh. Dương Diệp hỏi. Trung Niên hỏi lại. Người có biết vì sao người nơi này mạnh hơn người bên ngoài không? Không chờ Dương Diệp trả lời, Trung Niên lại nói. Bởi vì tàn khốc, chỗ này là địa ngục, có thể ở chỗ này sống sót, khẳng định đều là vô cùng tàn nhẫn với mình. Loại chơi liều này, là người bên ngoài không có. Cũng chính bởi vì như vậy, những lão bất tử ở bên ngoài mới có thể vụng trộm chạy vào, sau đó phong ấn địa phương quỷ quái này. Không cho người nơi này ra ngoài. Là người của bách tộc phòng ấn nơi này. Dương Diệp cau mày. Nếu không thì như thế nào? Trung Niên cười lạnh. Bằng không thì ngươi cho rằng đầu của những người ở đây bị con lửa đá, sẽ tự phòng ấn mình sao? Tiền bối còn bao lâu mới biến mất? Dương Diệp hỏi. Trung Niên nói. Tùy thời có thể. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiền bối có thể muộn chút lại biến mất không? Những bằng hữu kia của ta bây giờ đang ở Thiên Cư Thành, hiện tại nếu tiền bối biến mất, tình cảnh của bọn hắn sẽ rất không xong. Trung Niên trầm mặc một hồi, sau đó nói. Một tháng, tối đa một tháng sau, tia linh hồn này sẽ tự động biến mất. Bởi vì sau khi bản thể của ta truyền thừa cho ngươi, cũng đã cắt đứt liên hệ với bên này, không có bản thể quán thâu lực lượng, tia linh hồn thể này tồn tại không bao lâu. Một tháng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy là đủ rồi, hiện tại ta muốn đi lấy thập nhị sát kiếm, ân, cái kia, hẳn không có nguy hiểm gì chứ. Thần sắc của Trung Niên có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Hẳn không có nguy hiểm gì. Hẳn, tiền bối ngươi không xác định, ngươi. Dương Diệp còn muốn nói cái gì, lúc này Trung Niên kia đột nhiên nói. Không được, linh lực không đủ, ta cần ngủ say bảo trì linh lực,
chính ngươi bảo trọng. Nói xong, trung niên trực tiếp biến mất. Dương Diệp. Qua hồi lâu, Dương Diệp giơ lên ngón tay giữa. Con mẹ nó. Vũng hố. Dương Diệp biết, binh mộ kia khẳng định có vũng hố. Bất quá, hắn không sợ. Kỳ thật, hắn đối với trung niên này cũng không ghét. Đối phương đã rất thẳng thắn. Ta cho ngươi chỗ tốt, để cho ngươi cường đại, nhưng chỗ tốt này là có trả giá. Thẳng thắn. Đối phương từ đầu đến cuối rất thẳng thắn. Mà chỗ tốt, là Dương Diệp hắn tự mình chọn, cho nên cái phiền toái này, hắn cần phải gánh chịu. Chỉ nghĩ chỗ tốt, mà không muốn gánh chịu trách nhiệm. Tuy hắn cũng muốn, nhưng hắn không phải loại người này. Lần nữa mắng cự kiếm một câu, Dương Diệp không lưu lại nữa, thân hình run lên, biến mất ở xa xa, sau khi Dương Diệp đi rồi, trung niên kia xuất hiện lần nữa. Nhìn Dương Diệp rời đi hồi lâu, trung niên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó có một đoàn hồng manoji. Tà vật. Trung niên trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo vẻ ngưng trọng. Có thể chứng kiến ta, người cũng coi như nhân vật số má. Đoàn công mang kia truyền ra một giọng nói. Trung niên nói. Người muốn nhận hắn làm chủ. Không thể sao? Thanh âm kia hỏi lại. Trung niên trầm mặc một lát, sau đó nói. Thôi được. Lừa tiểu tử ngươi một hồi, liền giúp ngươi một lần đi. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, mấy đạo hàn mang như mưa bắn về phía hồng mang. Đột nhiên, vô số hồng ti xuất hiện. Trong chốc lát, suy 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 suy, những hàn mang kia bị cắt cắt thành vô số khối. Cùng lúc đó, một hồng ti trực tiếp bay vào trước ngực trung niên. Cơ thể trung niên hơi cứng đờ, qua một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hồng mang. Không nghĩ tới. Người đã đến loại trình độ này. Đạo hồng mang kia nói. Nếu như bản thể ngươi ở đây, có lẽ ta kiêng kỵ một chút, còn ngươi, hừ. Trong thanh âm tràn đầy mỉa mai. Trung niên không có để ý hồng mang, mà nhìn về phía Dương Diệp rời đi. Gia hỏa này, gây phiền toái thật sự là không nhỏ. Hỏi ngươi một chuyện. Lúc này, đạo hồng mang kia đột nhiên nói. Vì sao ta ở chỗ này cảm nhận được khí tức tà ác? Trung niên không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút khó coi. Ngươi nói tới thập nhị sát kiếm. Hồng mang đột nhiên nói. Trung niên ngẩng đầu nhìn về phía hồng mang, lúc này đạo hồng mang kia nói. Trời cũng giúp ta. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở chân trời. Tại chỗ, trung niên trầm mặc, sắc mặt thấp trầm như nước. Sơn mạch mờ mịt, Dương Diệp bước nhanh mà đi. Hắn cũng không có lựa chọn ngự kiếm phi hành, bởi vì như vậy mục tiêu thật quá lớn. Trong sơn mạch này, không biết sẽ có yêu linh cường đại gì, vẫn là ít xuất hiện một điểm cho thỏa đáng. Hắc ngục sơn mạch còn muốn lớn hơn Dương Diệp tưởng tượng, bởi vì hắn đi hai ngày cũng không có đi ra hắc ngục sơn mạch. Trong tầm mắt hắn, như cũ là sơn mạch mờ mịt. Tốc độ Dương Diệp nhanh hơn, đột nhiên một hắc ảnh từ xa xa thoáng hiện. Bóng đen thật lớn, cao hơn 10 trượng. Rộng cũng có 10 trượng. Tựa như một ngọn núi nhỏ. Dương Diệp cau mày, giơ tay chém một phát. Ô, 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 n, g. Theo một đạo kiếm quang lóe lên, đạo hắc ảnh kia bị chấn bay ra ngoài. Lúc này, Dương Diệp thấy rõ đạo hắc ảnh kia rồi. Là một yêu thú khổng lồ, hình dạng giống như hổ, sau lưng mọc gai, hơn nữa chỉ có hai cái chân, đứng thẳng giống như nhân loại. Yêu thú nhìn Dương Diệp giống giận gào thét, nhưng không dám tiến lên. Nơi này là địa bàn của nó. Dương Diệp đã minh bạch ý của đối phương, khẽ gật đầu. Ta đi đường vòng. Nói xong, Dương Diệp quay người đi bên phải. Nhưng đúng lúc này, yêu thú kia đột nhiên tung người nhảy vọt về phía Dương Diệp. Dương Diệp rút đi, làm cho yêu thú này cho rằng Dương Diệp sợ. Dương Diệp cũng hiểu ý tứ này. Hắn dừng bước, quay người đánh tới yêu thú. Sau một khắc, từng tàn ảnh đột nhiên xuất hiện. Ảnh kiếm sát. Xa xa, yêu thú kia cứng ở trên không trung. Một hơi sau, vô số máu tươi từ trên người yêu thú bắn ra, tựa như suối phun làm cho người ta sợ hãi. Không có chết. Dương Diệp có chút bất ngờ, một kiếm vừa rồi của hắn cũng không có nương tay, đâm đều là chỗ chí mạng của đối phương, nhưng đối phương chưa chết. Bất quá cũng gần sấp xỉ. Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía yêu thú. Lúc này đây, yêu thú kia sợ. Quay người tung người nhảy vọt, trực tiếp biến mất ở trong rừng rậm. Dương Diệp dừng bước,
cũng không có đuổi theo. Nhìn lướt qua bốn phía, Dương Diệp muốn rời khỏi. Đột nhiên, bành 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 thình thịch. Cả vùng đột nhiên rung động, tựa như địa chấn. Cái quỷ gì? Dương Diệp cau mày. Rất nhanh, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Ở trước mặt hắn không xa, khu rừng rậm ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, gần 50 quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Yêu thú. Mà cầm đầu, đúng là yêu thú vừa rồi bị hắn trọng thương. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt. Chơi quần ẩu. Không chút do dự, Dương Diệp quay người thân hình run lên, biến mất ở xa xa. Trốn. Thời điểm này, tự nhiên là phải chạy trốn. Không nói trước hắn đánh thắng được hay không, coi như có thể đánh, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ lãng phí sức lực mà thôi. Nhưng những yêu thú kia không có ý tứ bỏ qua hắn, một đường điên cuồng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, sơn mạch nguyên bản an tĩnh đột nhiên náo nhiệt. Dương Diệp chạy, yêu thú đuổi theo. Trên đường đi, không biết đạp bằng bao nhiêu rừng rậm. Rốt cuộc, đám yêu thú kia ngừng lại, Dương Diệp cũng dừng lại. Ở trước mặt Dương Diệp là một dòng sông, rộng chừng trăm trượng, hai bên nhìn không tới đầu. Sau lưng Dương Diệp là đám yêu thú kia, lúc này bọn yêu thú kia đang theo dõi hắn. Nhìn chằm chằm, Dương Diệp nhìn thoáng qua đám yêu thú kia, sau đó liếc nhìn dòng sông trước mặt. Có vấn đề. Sông này tuyệt đối có vấn đề. Dương Diệp cũng không qua sông, mà ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, đám yêu thú kia cũng không đi, ở phía xa nhìn Dương Diệp. Đúng lúc này, chí nữ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp có chút ngẩn người, hắn vuốt vuốt đầu chí nữ. Làm sao vậy? Chí nữ quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, thần sắc hơi khác thường, nhưng rất nhanh khôi phục bình thư lần. Nàng chỉ dòng sông xa xa. Khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi nói là, phía dưới có khí tức ngươi quen thuộc. C. Chí nữ nhẹ gật đầu. Ta muốn xuống dưới. Dương Diệp nói. Nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết, phía dưới rất nguy hiểm. Chí nữ quay đầu nhịch về phía Dương Diệp. Không có chuyện gì đâu. Dương Diệp quan sát chí nữ một chút. Nha đầu, tại sao ta cảm giác ngươi có chút lạ rồi? Chí nữ mở to mắt. Có không? Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói, lúc này chí nữ đột nhiên nói. Ta thật muốn xuống dưới. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Được, ta cùng ngươi xuống. Chí nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Được. Dương Diệp giữ chặt tay chí nữ, nhưng lúc này tay của chí nữ đột nhiên rụt trở về. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía chí nữ lại chủ động kéo cánh tay của hắn. Đi thôi. Dương Diệp nhíu mày, hắn cảm thấy chí nữ thật có chút lạ. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng chí nữ biến mất ở trên mặt sông. Nhìn thấy một màn này, đám yêu thú đuổi giết Dương Diệp nhao nhao quay người rời đi. Trong nước, Dương Diệp cùng chí nữ chậm rãi hạ thấp, chung quanh cũng không có chút khác thường nào. Nhưng Dương Diệp không dám thư giãn, thời khắc đề phòng. Người khẩn trương. Lúc này chí nữ đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía chí nữ mỉm cười. Sẽ không có nguy hiểm. Dương Diệp trầm mặc một hơi, sau đó nói. Chí nữ, ta cảm giác ngươi không giống lúc trước. Thật sao? Chí nữ mỉm cười. Chỗ nào không giống? Dương Diệp nói. Không có mềm mại nhu nhược như trước kia. Ngươi bây giờ, tự tin. Chí nữ cười nói. Ngươi, là sẽ thay đổi, ngươi nói phải không? Dương Diệp nhìn thoáng qua chí nữ. Ta không muốn thương tổn ngươi. Chí nữ khẽ cúi đầu. Ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, những lời này, làm cho hắn biết, chí nữ trước mắt thật sự đã không phải chí nữ trước kia rồi. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm lại, nhưng lúc này, chí nữ đột nhiên nắm lấy tay của hắn, cười nói. Yên tâm, không có việc gì. Rất nhanh. Tốc độ hai người giảm xuống nhanh hơn. Đi vào đáy nước, Dương Diệp phát hiện, phía dưới này so với phía trên rộng hơn rất nhiều, có chút giống biển, vô biên vô hạn. Phía dưới này, cuối cùng có cái gì? Trong đầu Dương Diệp tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ca ca giống như bị bách tộc đuổi giết. Lúc này chí nữ đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua chí nữ, sau đó nói. Như thế nào? Chí nữ mỉm cười. Hiện tại bảo lưu lại. Đợi tí nữa lại nói với ngươi.
Dương Diệp trầm mặc. Ước chừng một lúc lâu sau, Dương Diệp phát hiện, nước chung quanh bọn họ đột nhiên ngưng kết lại. Dương Diệp bấm tay điểm một cái, một luồng kiếm quang hiện ra. Nhưng nước chung quanh không nhúc nhích chút nào. Giờ khắc này, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên. Ngay thời điểm hắn muốn dùng thánh kiếm, chí nữ vội vàng ngăn trở hắn. Không thể dùng. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Chí nữ mỉm cười. Dùng, ca ca sẽ nguy hiểm. Có ít người, đối với kiếm này là hận thấu xương. Cũng kể cả ta, bất quá, nếu như nó ở trong tay ca ca, vậy quên đi. Dương Diệp đang muốn nói, ngay lúc này, tay phải chí nữ nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, nước chung quanh toàn bộ lui về phía sau. Chí nữ chỉ xa xa. Đã đến. Dương Diệp theo ngón tay của chí nữ nhìn lại, ở chỗ xa xuất hiện một cung điện cực kỳ sang trọng, trước cung điện nằm sấp một vật lớn. Vật lớn này, Dương Diệp bái kiến. Là con dị thú trên ngọc bội kia. Thần tộc, đế ngạc. Ở trên cung điện kia, có khắc hai chữ to, thần điện. Thần điện. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía chí nữ. Ngươi là người thần tộc. Chí nữ mỉm cười. Ca ca không phải đã sớm đoán được sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có nghĩ qua, chẳng qua không suy nghĩ nhiều, chí nữ cười nói. Đi thôi, mang ca ca đi gặp một vài người. Nói xong, chí nữ kéo tay Dương Diệp đi về phía thần điện. Mà lúc này, đế ngạc đột nhiên mở mắt. Hai mắt huyết hồng như hai lỗ máu, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Dương Diệp dừng bước. Cảm giác áp bách. Một cảm giác áp bách kinh khủng. Giờ phút này, Dương Diệp cảm giác ngực mình muốn nổ bể ra. Loại cảm giác này, thật giống như mấy chục ngọn núi lớn áp ở trên người hắn. Không cách nào thở. Nhưng chí nữ ở bên cạnh hắn một chút việc cũng không có. Lúc này, tay phải chí nữ vung lên, cảm giác áp bách lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, đế ngạc ngây cả người, chỉ nháy mắt, ở trong mắt nó xuất hiện hưng phấn, kích động. Đế ngạc chậm rãi bỏ tới trước mặt chí nữ. Giờ khắc này, thân hình nó biến thành tương đương như nhân loại, cung kính nằm sấp ở dưới chân của chí nữ. Chí nữ nhìn đế ngạc, trong mắt mang theo một tia phức tạp, chân phải nàng nâng lên, nhẹ nhàng cọ sát đầu đế ngạc. Đại gia hỏa, đã lâu không gặp. Đầu đế ngạc cúi thấp hơn. Mà một màn này, làm Dương Diệp vô cùng kinh hãi. Thực lực của đế ngạc này, hắn không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối vượt qua đạo cảnh. Mà cường giả loại này, vậy mà cung kính với chí nữ như thế, chí nữ này có thân phận gì? Lúc này, chí nữ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ca ca rất lợi hại, phải biết, coi như là cường giả đạo cảnh, cũng khó có khả năng bị nó liếc mắt nhìn mà không có chuyện gì. Dương Diệp nhìn thoáng qua đế ngạc, sau đó trầm giọng nói. Chí nữ, trí nhớ của ngươi đã khôi phục, hơn nữa cũng tìm được đồng tộc của ngươi, ta liền cáo từ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Nhưng lúc này, chí nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuất hiện không có dấu hiệu nào, cho dù là hắn cũng không có cảm giác được chí nữ là làm sao xuất hiện ở trước mặt hắn. Chí nữ mỉm cười. Đừng nóng vội, ta muốn mang ca ca tới kiến thức một vài thứ, hơn nữa còn có một ít chuyện muốn cùng ca ca thương lượng. Vừa nói, nàng lôi kéo cánh tay của Dương Diệp đi lên phía trước. Phía sau hai người là đế ngạc. Cứ như vậy, Dương Diệp bị chí nữ mang theo đi vào thần điện. Nhưng lúc này, một lão giả áo bào trắng đột nhiên ra đón. Lão giả áo trắng đi tới trước mặt chí nữ, sau đó quỳ một chân trên đất. Chủ nhân rốt cuộc đã thức tỉnh. Hai mắt chí nữ chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu nàng nói. Thông chi tộc nhân khác, trong một tháng chạy tới nơi này. Tuân lệnh, lão giả áo trắng chậm rãi đứng dậy, tay phải vung lên, trong chốc lát. Vô số luồng sáng trắng từ trong lòng bàn tay hắn lóe lên, rất nhanh, những bạch quang này toàn bộ chui vào trong không gian. Lúc này chí nữ lại nói. Chín người kia sao rồi? Lão giả áo trắng cung kính nói. Cửu thánh vì che giấu khí tức, toàn bộ đều bế quan phong ấn mình, chủ nhân là muốn lão nô gọi bọn hắn tỉnh lại sao? Chí nữ khẽ lắc đầu. Tạm thời không cần. Lão giả áo trắng cung kính thi lễ, sau đó lui sang một bên. Bất quá hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp cũng đang nhìn lão giả áo trắng. Thâm bất khả trắc. Đây là cảm giác lão giả áo trắng cho Dương Diệp. Những thứ này, đều là chí cường giả. Đi, chúng ta đi vào.
Lúc này trí nữ lôi kéo cánh tay của Dương Diệp đi vào trong đại điện. Trong điện vô cùng rộng lớn. Phía sau hai người, lão giả áo trắng cung kính đi theo. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Diệp hỏi. Trí nữ mỉm cười. Ca ca hẳn nghe qua thần tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trí nữ nói. Vậy ca ca biết thần tộc nhiều không? Dương Diệp lắc đầu. Sau khi đi vào đại thiên vũ trụ mới nghe nói thần tộc. Như thế nào? Trí nữ cười nói. Lúc trước, vùng vũ trụ này chỉ có một văn minh, cái kia chính là thần tộc ta. Thần tộc ta, cũng là người thống trị vùng vũ trụ này. Nhưng cuối cùng, mảnh thế giới này xuất hiện nhân tộc, yêu tộc, ma tộc. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Dáng tươi cười của trí nữ dần dần trở nên lạnh. Hai văn minh xuất hiện ở cùng một vũ trụ, tự nhiên là phải khai chiến. Sau đó thần tộc thua. Dương Diệp hỏi. Trí nữ không chỉ cười lạnh, ngay cả ánh mắt cũng lạnh. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ban đầu thần tộc ta, coi như là bách tộc liên thủ, lại có thể thế nào? Sở dĩ thần tộc ta bại. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp cũng không có hỏi. Lúc này, thần sắc của trí nữ khôi phục bình tĩnh. Người từ bên ngoài mà đến, không chỉ bị nhân tộc đuổi giết, còn bị các tộc khác đuổi giết. Mà thần tộc ta thì muốn báo thù, có thể nói, chúng ta có chung mục tiêu. Người muốn nói cái gì? Dương Diệp hỏi. Trí nữ mỉm cười, nàng nhìn về phía lão giả áo trắng. Mang chư thiên giáp, chiến thiên tỷ tới, lão giả áo trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Ngươi là công chúa thần tộc. Dương Diệp đột nhiên hỏi. Công chúa. Trí nữ cười nhẹ. Đợi tí nữa ngươi sẽ biết. Lúc này, lão giả áo trắng lại quay về. Ở trước mặt lão giả áo trắng, có một TC bảo giáp tản ra lưu quang màu vàng, còn có một đôi bảo vệ tay màu vàng đỏ. Ở trên có khắc các loại minh văn kỳ dị. Chư thiên giáp, chiến thiên cơ tí. Trí nữ cười nói. Hai vật này, ở trong thần tộc ta, có thể sắp xếp trước 6. Chỉ có chiến thiên thần tướng của thần tộc ta mới có thể có. Năm đó, chiến thiên thần tướng chết trận, hiện tại chúng là vật vô chủ. Sau này chúng về ngươi rồi. Một bên, lão giả áo trắng không khỏi liếc nhìn Dương Diệp, nhưng vẫn không nói gì. Hiếu kỳ. Trong lòng lão giả áo trắng vô cùng tò mò. Chiến thiên thần tướng. Bốn chữ này ở trong thần tộc, là cực kỳ có địa vị. Có thể nói, chỉ nghe lệnh của thần tộc tộc trưởng. Không chỉ như thế, còn có thể nắm giữ chiến thiên quân đoàn của thần tộc. Mà chiến thiên quân đoàn này, đã từng làm bách tộc nghe tin đã sợ mất mật. Trong lòng lão giả áo trắng rất ngạc nhiên. Bởi vì hắn biết, chủ nhân của mình không phải loại người không có đầu óc. Nếu như chủ nhân coi trọng, không hề nghi ngờ, nam tử trước mắt này tất có chỗ bất phàm. Lúc này trí nữ lại nói. Hai vật này, tương đương bảo vật kia cùng kiếm trong cơ thể ngươi. Nếu như ngươi mang nó lên, dưới thánh nhân, không người là đối thủ của ngươi. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu. Cự tuyệt. Nhìn thấy một màn này, nghi hoặc trong mắt lão giả áo trắng càng nhiều. Trí nữ nhìn Dương Diệp. Vì sao? Dương Diệp chỉ tâm của mình. Tự do, tâm của ta là tự do. Tâm của ta tự do, kiếm của ta mới tự do. Kiếm của ta tự do, ta có thể tùy tâm xuất kiếm. Nhưng nếu như ta đáp ứng ngươi, ta chính là thuộc hạ của ngươi, kiếm của ta, sẽ biến thành kiếm của ngươi. Dương Diệp ta, sẽ không thần phục người khác, kiếm của ta, càng sẽ không. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Lúc lão giả áo trắng nhìn Dương Diệp, con mắt nhiều hơn vẻ kinh ngạc cùng tán thưởng. Lúc này trí nữ đi tới trước mặt Dương Diệp. Nếu như ta muốn ngươi làm kiếm của ta thì sao? Dương Diệp nhìn trí nữ. Kiếm của ta, tình nguyện gãy, cũng sẽ không cong. Kiếm gãy. Dương Diệp rất rõ ràng, nếu như trí nữ này muốn ra tay với hắn, hắn căn bản không có cách phản kháng. Bất kể là đế ngạc, hay lão giả áo trắng trước mắt, thực lực đều bỏ hắn 10 con phố. Nhưng hắn sẽ không khuất phục. Trí nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta biết tất cả bí mật của ngươi, cũng biết vật kia. Uy hiếp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên chìa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má của trí nữ. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của lão giả áo trắng lập tức lạnh xuống. Nhưng không có được chỉ thị của trí nữ, bởi vậy hắn chẳng hề làm gì cả, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Trí nữ cũng nhìn Dương Diệp, không có ngăn cản.
Dương Diệp thu tay lại, sau đó nói. Nếu như thần tộc tộc trưởng là người như vậy, ta sẽ rất thất vọng với ngươi, cũng sẽ xem thường thần tộc. Chí nữ không nói gì. Dương Diệp lần nữa vuốt đầu của chí nữ. Không cần biết ngươi là ai, ta đã từng coi ngươi như muội muội, mà sau này, nếu như ngươi còn gọi ta ca ca, ta cũng sẽ coi ngươi như muội muội. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Lão giả áo trắng nhìn về phía chí nữ không có động tĩnh. Rất nhanh, Dương Diệp rời khỏi đại điện, nhưng ở trước mặt hắn là Đế Ngạc. Đế Ngạc ngăn cản ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước lại, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Tuy hắn biết, mình không phải đối thủ của Đế Ngạc. Nhưng Dương Diệp hắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Đế Ngạc nhìn Dương Diệp, trong mắt không che giấu mỉa mai chút nào. Ngay lúc này, chí nữ nhẹ nhàng cua cua tay phải, Đế Ngạc nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lui qua một bên. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía chí nữ, nhưng chí nữ quay người về phía trong cung điện. Dương Diệp không nói gì thêm, quay người biến mất ở xa xa. Chủ nhân, hắn biết hành tung của chúng ta. Lúc này, lão giả áo trắng thiện ý nhắc nhở. Chí nữ khẽ lắc đầu. Hắn sẽ không bại lộ chúng ta. Lão giả áo trắng do dự một chút, sau đó nói. Thứ cho lão nô nhiều lời, chủ nhân, hắn là nhân loại. Chí nữ nhìn thoáng qua lão giả áo trắng. Ta biết, bất quá hắn không giống nhân loại khác. Lão giả áo trắng còn muốn nói điều gì, nhưng chí nữ lắc đầu. Không cần nhiều lời, ta nhận được tin tức, quân sư đã thức tỉnh, người đi liên lạc nàng đi. Nghe vậy, thần sắc lão giả áo trắng vui vẻ, vội vàng lui xuống. Trong điện, chỉ còn lại có chí nữ. Qua hồi lâu, hai mắt chí nữ chậm rãi đóng lại. Sau khi diệt sạch bách tộc, ta sẽ gọi ngươi là ca ca. Dương Diệp mới ra mặt sông, đột nhiên dòng sông dưới chân hắn từng chút biến mất. Không đến một hồi, cả con sông đã vô ảnh vô tung, thay vào đó chính là một vùng bình địa. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Thần tộc, phiền toái của hắn đã nhiều, thật sự là không muốn cuốn vào chuyện giữa thần tộc cùng bách tộc nữa, cũng không có năng lực như thế. Lúc này đây, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn. Hắn không có quên, trung niên binh gia kia tối đa chỉ có thể chống đỡ một tháng. Hắn nhất định phải nhanh đi binh mộ lấy thập nhị sát kiếm, sau đó trở về giúp đỡ đám người Aman. Núi lớn mờ mịt, giống như vô cùng vô tận. Dương Diệp cực nhanh chạy một ngày, như trước không có đi ra. Cuối cùng, Dương Diệp quyết định ngự kiếm, hắn thật không muốn ở trong rừng sâu núi thẳm này lãng phí thời gian. O-O-O-N-G. Trong núi lớn, đột nhiên vang lên tiếng kiếm minh, chỉ nháy mắt, một đạo kiếm quang lóe lên. Trên đường đi, thần sắc của Dương Diệp đề phòng, bất quá lúc này hắn không có gặp được nguy hiểm. Rất nhanh, hắn ngừng lại. Bởi vì ở trong quần sơn, hắn thấy được một cổ thành. Thành. Dương Diệp nhíu mày, trầm mặc một hồi, thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo kiếm quang kích bắn tới. Chỉ chốc lát, Dương Diệp ngừng lại, lúc này hắn đã ở bên ngoài cổ thành. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, chung quanh dãy núi quay quanh. Cổ thành này, bị từng ngọn núi cao vút trong mây bao quanh. Thành cũng không lớn, tương đương thiên cư thành. Cửa thành đóng chặt. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó thân hình khẽ run lên, hóa thành một đạo hắc ảnh lặng lẽ tiềm nhập vào trong cổ thành. Sau khi tiến vào trong thành, Dương Diệp nhíu mày. Trong thành, không có một bóng người. Thành trống không. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn đến trong thành có một tấm bia đá khổng lồ. Vô banh bia. Dương Diệp nhìn vô banh bia hồi lâu, sau đó xoay người muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, vô banh bia đột nhiên nhẹ run rẩy. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía vô banh bia. Rất nhanh, một lão giả ma bào từ trong đó đi ra. Linh hồn thể. Ánh mắt lão giả ma bào rơi vào trên người Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó xoay người muốn rời đi. Lúc này, lão giả ma bào kia đột nhiên mở miệng. Ngươi là người ngoại lai. Người ngoại lai. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nhẹ gật đầu. Chẳng qua là đi ngang qua nơi đây. Lão giả ma bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Kiếm vực, kiếm tâm thông minh. Không nghĩ tới, tới là một vị kiếm tu. Dương Diệp nhìn đối phương.
ta không rõ tiền bối có ý tứ gì. Lão giả ma bào mỉm cười. Ngươi có biết nơi đây vì sao là thành trống không? Dương Diệp lắc đầu. Bởi vì đều chết hết. Lão giả ma bào nói. Cả tòa thành, ở trong trận đại chiến kia, toàn bộ đều chết hết. Dương Diệp không có nói tiếp. Nhưng lúc này, lão giả ma bào lại nói. Tiểu Hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Đến rồi. Thần sắc của Dương Diệp bình tĩnh, hắn biết chắc sẽ xuất hiện loại chuyện này. Dương Diệp nói. Không biết là chuyện gì. Nhìn thấy Dương Diệp không có cự tuyệt, trên mặt lão giả kia lập tức lộ ra nụ cười, chỉ có điều, nụ cười này có chút âm trầm. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Dương Diệp lập tức băng lạnh xuống. Lúc này lão giả cười nói. Không có gì, là muốn tạm mượn thân thể của tiểu hữu dùng một lát. Linh hồn của lão phu từng bị trọng thương, chỉ có thể mượn hồn bia này đến ân cần săn sóc linh hồn, mà thân thể tiểu hữu cường đại như thế, vừa dễ dàng dung nạp linh hồn của lão phu, cho nên, tiểu hữu không ngại, lão phu muốn mượn thân thể tiểu hữu dùng một lát. Đoạt xá. Thần sắc của Dương Diệp hơi có chút cổ quái, hắn không nghĩ tới, lão nhân trước mắt này muốn chiếm thân xác hắn. Tiểu hữu sẽ không cự tuyệt chứ? Lão giả đột nhiên nói. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiền bối, vãn bối không phải người bình thường, người đoạt xá ta, nói không chừng là tự tìm đường chết, nếu không, người thả ta rời đi, sau đó đổi người khác. Dương Diệp cảm thấy bản thân ở thời điểm này tuyệt đối là người tốt nhất trên thế giới. Tự tìm đường chết. Lão giả khẽ nở nụ cười. Không thể không nói, thực lực của ngươi rất không tồi, nhưng đối với lão phu mà nói, không thể nghi ngờ như con sâu cái kiến. Dương Diệp trầm giọng nói. Xem ra, ta là không có biện pháp cự tuyệt. Ngươi cứ nói đi. Lão giả cười nói. Dương Diệp nói. Tiền bối, ta có một chuyện khó hiểu. Tiền bối cường đại như thế, sao chỉ còn linh hồn thể? Vãn bối là muốn trước khi chết biết rõ, cuối cùng là nguyên nhân gì làm cho vãn bối phải chết. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Vừa rồi lão phu nói dối, người trong thành này, không phải đại chiến mà chết, mà là lão phu giết. Audio điện tử Võ Tấn Bền